thành Thiên Đô, biên giới phía nam. Toại Cổ Kim dẫn một cô gái đến vùng đất hoang vu, cô gái đó chính là Mục Khoản. Toại Cổ Kim khẽ nói, nơi đây bao la, thừa cho các ngươi cư trú, nhưng nơi này thuộc về cựu thổ. Vì thế sau khi bọn họ ra ngoài cần phải vào khuôn nề nếp, không thể nổi loạn rồi cái được thì ít mà mất thì nhiều. Mục Khoản gật đầu, được. Toại Cổ Kim xòe tay ra, một quyển sách dày chậm rãi bay đến trước mặt Mục Khoản, bên trong tiểu tháp, vũ trụ quan huyên đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, cô đã thống trị rất tốt. Bây giờ ta sẽ nói cho cô một vấn đề quan trọng mà cô đã lơ là. Nói rồi, cô ta nhìn Mục Khoản, hắn biết các ngươi cần gì, nhưng các ngươi có biết hiện tại hắn cần gì không? Mục Khoản nghe thế thì thất thần. Toại Cổ Kim lại nói tiếp, là sức mạnh tín ngưỡng thuần túy, làm sao có thể thu được sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất? Đơn giản chính là ban phát ân huệ cho nhân dân, phải câu thông với dân chúng ở tầng thấp nhất, ai xem trọng họ, ai khinh thường họ, họ đều tự hiểu hết. Bên trong quyển sách này có 10 món bảo bối có thể giúp dân, làm thế nào cũng đều được viết tỉ mỉ ở trong đó, cô cứ dựa theo trong đó mà làm là được. Nói đến đây, cô ta đột nhiên dừng bước lại, còn nữa, nhớ phải tuyên truyền, tẩy não các gia tộc lớn và tông môn. Nói vậy hơi khó nghe, đổi thành, làm công tác tư tưởng, cho bọn họ đi, để họ biết được viện trưởng chính là thần, là trời của họ, chỉ có đi theo viện trưởng mới có được một tương lai tươi sáng. Mục Khoản. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, còn một vấn đề rất lớn nữa, đó là với vũ trụ quan huyên hiện tại, chỉ có viện trưởng của các cô nghĩ đến việc thành lập một trật tự mới, còn những người ở phía dưới thì sao? Các cô đã cân nhắc vấn đề này chưa? Tất nhiên Mục Khoản chưa từng nghĩ đến vấn đề này, có vẻ tầm nhìn của cô hơi hạn hẹp. Toại Cổ Kim chậm rãi nói, viện trưởng của các cô có mục tiêu, thế nhưng người của vũ trụ quan huyên không có. Việc chúng ta cần làm là biến mục tiêu của viện trưởng thành mục tiêu của tất cả mọi người ở vũ trụ quan huyên. Như lúc còn ở Thập Hoang, hắn dẫn theo Thập Hoang và cấm địa cổ hoang lật đổ sự thống trị và phong tỏa của nền văn minh Toại Minh chúng ta, nhờ vậy nên thánh linh của toàn bộ Thập Hoang và cấm địa cổ hoang đã thu hoạch được một khoản lớn. Nói rồi, cô ta nhìn Mục Khoản chất vấn, tại sao không tuyên truyền việc đó? Sao không nói quá chuyện đó lên, Mục Khoản á khẩu không trả lời được. Toại Cổ Kim lại nói, tất nhiên bây giờ cũng chưa quá muộn, cô phải nhớ kỹ việc tuyên truyền, còn phải cường điệu nó lên, nhất định phải khiến cho bọn họ hiểu theo viện trưởng thành lập trật tự sẽ có tiền đồ, có tương lai, có lợi ích. Chỉ khi mọi người ý thức được điều này thì khi đó việc thành lập trật tự sẽ không còn là chuyện cá nhân của viện trưởng, mà là của tất cả mọi người trong vũ trụ quan huyên. Chúng sinh ai cũng muốn lập nên trật tự mới. Cô thấy việc này có đáng sợ không? Sắc mặt Mục Khoản đã hơi tái đi. Toại Cổ Kim lại nói, có rất nhiều người ở phía dưới có tầm nhìn hạn hẹp về thế giới này, lại thêm việc bị giới hạn việc thăng cấp, nên bọn họ nhiều khi chỉ biết tự chịu đựng sự bất công chứ không biết làm sao để biểu đạt nó ra, cũng như không có năng lực để phản kháng. Nhưng không có nghĩa họ là đồ ngốc, bọn họ cái gì cũng hiểu, họ biết rằng cuộc sống ngày càng khó khăn. Lúc này chúng ta cần phải nghĩ cách dẫn dắt bọn họ, đốt lên nhóm hoa lửa trong lòng bọn họ, để rồi thắp sáng cả vũ trụ. Nói đoạn, cô ta nghĩ một chút rồi mới tiếp lời, ta nghĩ cho cô một câu khẩu hiệu, đó là, lật đổ tất cả thế lực xâm lấn, xây dựng vũ trụ hòa bình. Mục Khoản. Toại Cổ Kim nói tiếp, trở lại vấn đề khi nãy, phải làm sao mới có được sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất. Rất đơn giản, lợi ích của viện trưởng chính là lợi ích của bọn họ, mà khi có người xâm hại viện trưởng, thì chẳng khác nào đang xâm hại lợi ích của bọn họ. Nếu tuyên truyền được đến mức đó thì không cần gắn khẩu hiệu nữa. Tất cả người của vũ trụ quan huyên đều sẽ chủ động liều mạng với kẻ địch của hắn. Nhất định phải làm tới mức khiến họ nghĩ rằng giết viện trưởng chẳng khác nào giết cha mẹ. Mục Khoản do dự một chốc mới lo lắng nói, Toại các chủ, sẽ không quá cực đoan chứ. Toại Cổ Kim nhìn cô ta một cái, từ cổ chí kim, có vị đế vương khai quốc nào chỉ dựa vào lòng nhân ái và tình yêu thương để xây dựng cơ đồ. Cô nên biết chuyện các cô đang làm là thay đổi vũ trụ, chứ không phải một đất nước nào đó. Ta còn có cách cực đoan hơn, nhưng sợ các cô không tiếp thu được nên ta không nói. Mục Khoản. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, mượn sức mạnh chúng sinh, dẹp yên vũ trụ. Lúc cô ta nói câu này, trong mắt như ánh lên tia sáng. Mục Khoản nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim nói, nếu như hắn không làm những việc đó thì đã có thể chiến đấu một mình. Ví như lần này hắn đại chiến với cựu thổ, những thế lực hắn thống chỉ có giúp đỡ được tí tẹo nào không? Căn bản là không hề, tại sao?
bởi vì những thế lực hắn thống trị cho đến bây giờ đều không thật sự trung thành với hắn, thậm chí hắn đang làm gì bọn họ cũng không biết. Nói xong, cô ta nhìn Mục Khoản, gió chợt thổi lên, từng thích thầm người nào chưa? Mục Khoản ngạc nhiên. Toại Cổ Kim nói, có nhiều người khi thích thầm ai đó lại không dám nói, cũng không dám làm, cứ một mình ôm tình cảm vào lòng. Thì có ích gì, trông như đứa ngu. Sắc mặt Mục Khoản có hơi không dễ nhìn. Toại Cổ Kim nói, nếu như cô còn không thay đổi thì cô sẽ phát hiện ra, cho dù hắn có thu nhập được bao nhiêu nền văn minh và thế lực cũng đều vô ích. Bởi vì những nền văn minh và thế lực đó chắc chắn không thể chạy theo kịp bước chân của hắn, chỉ có khi trật tự của hắn là trật tự mà tất cả chúng sinh muốn thành lập, muốn hòa cùng lợi ích với hắn. Thì khi ấy lúc hắn đánh nhau, hắn sẽ thu nhận được sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần túy. Đừng nói kẻ địch động vào viện trưởng, cha đẻ động vào họ cũng có thể chôn luôn cha đẻ. Mục Khoản. Toại Cổ Kim lại nói, lòng người khó đoán, mà muốn khống chế được lòng người thì cách tốt nhất là tác động bằng lợi ích. Mục Khoản do dự một lúc rồi nói, những chuyện này viện trưởng có biết không? Toại Cổ Kim nghiêng đầu nhìn Mục Khoản, không nói lời nào. Mục Khoản nghe những gì Toại Cổ Kim nói, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, càng suy nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Bây giờ thập hoang và cấm địa cổ hoang đã đạt được sự phát triển vượt bậc, cho dù là các tông môn thế gia hàng đầu, hay là những người thuộc tầng lớp thấp kém ở bên dưới cũng đều đạt được lợi ích to lớn. Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào bản thân bọn họ thôi thì có lẽ cả đời này cũng không thể đạt được lợi ích này. Nhưng Diệp Quân thì sao? Hắn đã có được sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất của cả cấm địa cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn hay chưa? Chưa hề. Tiểu tháp của Diệp Quân có vô số đế nguyên mạch cực phẩm, lấy sức lực của một người mà cấp dưỡng cho thập hoang, cấm địa cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn, nhưng lại không nhận được sự đền đáp xứng đáp. Hơn nữa, bây giờ các tông môn thế gia và vô số người đều đang đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, thậm chí còn có một số người ích kỷ còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để có được nhiều lợi ích hơn từ Diệp Quân. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, nghèo thành giàu thì dễ, mà từ giàu thành nghèo thì khó. Một khi bọn họ đã quen với mọi sự trợ giúp của viện trưởng, rồi đến một ngày nào đó viện trưởng không còn trợ giúp bọn họ nữa thì bọn họ sẽ sinh hận, hận ông trời, cũng hận viện trưởng. Nhân cách con người chính là như vậy, giúp họ nhiều họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Sắc mặt Mục Khoản phức tạp. Toại Cổ Kim nói, trước khi sự việc vẫn chưa thối nát đến mức độ đấy, chúng ta cần phải thay đổi. Thay đổi này giống như vừa nãy ta đã nói đó là làm công tác tư tưởng cho tất cả mọi người. Không ngừng nhấn mạnh, không ngừng tuyên truyền, để bọn họ hiểu rằng chỉ có trật tự mới mà viện trưởng thiết lập thì bọn họ mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Nếu như viện trưởng thất bại, thì tất cả lợi ích mà bây giờ họ có được đều sẽ biến mất. Nói đến đây, cô ta nhìn Mục Khoản, giống như lần này, chúng ta có thể đứng vững mà sống sót ở cựu thổ là nhờ ai? Mục Khoản trầm giọng đáp, viện trưởng. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Mục Khoản, nếu ta là hắn. Ta sẽ đuổi hết tất cả những người trong nội các lâm thời đi, bao gồm cả cô. Mục Khoản khiếp sợ nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt hơi gợn sóng, nhẹ giọng nói, năm đó cựu thổ ta để có thể đứng vững ở đây mà đã đánh một trận chiến lập quốc. Cô có biết trận chiến ấy tàn khốc như thế nào không? Trong trận chiến ấy, nền văn minh Toại Minh ta đã chết không biết bao nhiêu người, cuối cùng mới đổi lại được một chỗ đứng ở cựu thổ. Mà bây giờ bởi vì hắn mà bọn họ không cần phải hy sinh thứ gì, trực tiếp có thể có chỗ đứng ở cựu thổ. Nhưng ta lại không cảm nhận được một chút cảm kích nào từ trong mắt của các người, bao gồm cả cô. Nói cách khác, bây giờ các người đã coi những gì mà hắn bỏ ra là điều hiển nhiên rồi. Sắc mặt Mục Khoản trắng bệch. Toại Cổ Kim nói tiếp, thứ gì càng dễ dàng có được thì càng không biết trân trọng, đây chính là nhân tính. Việc bây giờ cô cần làm là khiến cho chúng sinh hiểu ra rằng tất cả những thứ mà bây giờ bọn họ có được đều là do viện trưởng. Nếu không có viện trưởng thì bọn họ sẽ chẳng có gì cả, tất nhiên, điều này cũng là sự thật, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu không có hắn, thì các người đừng nói đến việc có chỗ đứng ở cựu thổ, đến ngay cả tư cách để cựu thổ liếc nhìn một cái cũng không có. Sắc mặt Mục Khoản càng trắng bệch. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, từ bây giờ... Việc cần chú trọng là lợi dụng mọi cơ hội để dần dần làm phong phú khẩu hiệu đơn giản và nội dung trong quyển trục, ý nghĩa cũng dần trở lên rõ ràng để chúng sinh trong vũ trụ quan huyên đều hiểu rằng mọi thứ có được đều không dễ dàng, viện trưởng cũng không dễ dàng. Phải khiến cho bọn họ hiểu, trật tự mà viện trưởng thiết lập ra chính là vì bọn họ, không có trật tự này, thì chúng ta sẽ chẳng có gì cả.
Mục Khoản gật đầu, ta hiểu rồi. Toại Cổ Kim liếc nhìn cô ta rồi xoay người biến mất. Mục Khoản thở dài thật sâu. Cô ta biết, cô nương trước mặt này căn bản không xem trọng cô ta. Nếu không phải vì Diệp Quân thì sợ rằng cô nương này cũng không thèm chuyện với cô ta dù chỉ một câu. Nhưng suy nghĩ kỹ thì những gì cô ta nói đều có lý. Không có Diệp Quân thì liệu cựu thổ có nhìn thẳng vào thập hoang và cấm địa cổ hoang không? Mục Khoản hít một hơi thật sâu, cô ta nhìn quyển trục trong tay mình, ánh mắt lộ ra sự kiên định mà trước nay chưa từng có. Cô ta biết, cái liếc mắt mà người phụ nữ đó nhìn cô ta khi rời đi, chính là đang nói với cô ta rằng, đây chính là cơ hội cuối cùng của Mục Khoản cô. Làm tốt thì lưu danh thiên cổ. Làm không tốt thì lập tức cút xéo. Toại Cổ Kim đến Phi Tiên Lâu. Vừa bước vào lầu thì Chu lão quản sự đã xuất hiện trước mặt cô ta. Toại Cổ Kim chỉ khẽ gật đầu, không nói gì rồi đi lên lầu. Chu lão đột nhiên nói, Toại cô nương, Diệp công tử rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu ta nương nhờ hắn thì ta thực sự có thể tiến xa hơn được sao? Toại Cổ Kim quay đầu liếc nhìn Chu lão, không cần nữa. Chu lão sửng sốt. Toại Cổ Kim xoay người đi về phía trước, hắn đã không còn cần ông nữa rồi. Chu lão. Toại Cổ Kim đi tới lầu thứ 9, trong lầu thứ 9 có 4 người đang ngồi, chính là tứ đại vực chủ của tiên vực. Vực chủ của tiên vực Thiên Phủ Tả Gian, vực chủ của tiên vực Thiên Mạc Chiếu Mạc, vực chủ của tiên vực Vô Gian Mục Vô Gian và thương qua của tiên vực Thương Hải. Vực chủ của tứ đại tiên vực cùng tề tựu. Thấy Toại Cổ Kim đến, tứ đại vực chủ đều đồng loạt đứng dậy nhìn cô ta. Toại Cổ Kim đi tới trước mặt họ rồi ngồi xuống. Nói, bốn vị cùng mời ta tới đây là có việc gì? Tả Gian cười nói, Toại cô nương, chúng ta muốn cùng hợp tác với Diệp công tử. Khi biết Diệp quân thực sự đã gia nhập cựu thổ, bọn họ vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ không ngờ rằng cựu thổ lại để cho Diệp quân gia nhập. Phải biết rằng, tứ đại tiên vực bọn họ đã thèm muốn cựu thổ nhiều năm như vậy, nhưng việc này đến ngay cả nhắc, cũng không dám nhắc đến. Năm đó nền văn minh Toại Minh vì để gia nhập cựu thổ mà đã dốc hết sức lực của toàn tộc ra đánh một trận. Chiến đấu vô cùng ác liệt. Mà bây giờ, Diệp quân lại có thể trực tiếp gia nhập cựu thổ. Kẻ đứng sau phải vững như thế nào chứ? Toại Cổ Kim hỏi, Tả vực chủ, ông không sợ chủ nhân bút đại đạo sao? Tả Gian không hề do dự đáp, sợ. Toại Cổ Kim nhìn Tả Gian cười nói, nhưng chúng ta vẫn muốn lựa chọn Diệp công tử. Lý do thì rất đơn giản, đó là vì chủ nhân bút đại đạo xem thường bọn ta, không hề coi bọn ta là người. Nếu lúc đầu không phải ông ta giữ lại một tia lý trí mà cứ như vậy chống lại Diệp quân thì sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chủ nhân bút đại đạo thực sự biết lừa người mà. Vực chủ Trừ Mạc của tiên vực Thiên Mạc cũng khẽ gật đầu, Diệp công tử còn trẻ, càng dễ gần hơn chút. Vực chủ Mục Vô Gian của tiên vực Thiên Gian cũng phụ họa, Toại cô nương. Cô là người thông minh, bọn ta cũng không nói vòng vo với cô nữa. Có người đang chơi ván cờ này, mấy lão già bọn ta cũng tự lượng sức mình, không làm nổi người chơi cờ. Nhưng việc này có liên quan tới nền văn minh tổ, chủ chung của vũ trụ. Bọn ta không muốn hậu quả, cũng không cam lòng. Vì vậy bọn ta muốn chọn một vị minh chủ, không muốn trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Toại Cổ Kim nói, các ông hẳn là rất tò mò tại sao cựu thổ bọn ta lại chọn hắn, đúng không? Mục Vô Gian cười đáp, đúng vậy. Toại Cổ Kim cũng không vòng vo với bọn họ, ta dẫn bốn vị tới một nơi. Dứt lời, cô ta trực tiếp dẫn bốn người vào trong tiểu tháp. Sau khi vào trong tiểu tháp, bốn người đều biến sắc. Toại Cổ Kim nhìn họ, đây không phải là nghịch chuyển thời gian mà là tạo lập thời gian. Nghe vậy, bốn người đều kinh hãi, bọn họ vội vàng thả thần thức đi kiểm tra kỹ thời không này. Dần dần. Sắc mặt của họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng đây là nghịch chuyển thời gian, tất nhiên chỉ như vậy cũng đã rất nghịch thiên rồi, vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, đây căn bản không phải là nghịch chuyển thời gian, mà là tạo lập ra một thời gian hoàn toàn mới. Toại Cổ Kim lại nói hắn chính là chủ chung của vũ trụ chuyển thế. Bốn người vội vàng nhìn Toại Cổ Kim bình tĩnh đáp, cho dù các người có tin hay không. Dù sao thì ta cũng không tin. Tiểu tháp, chủ chung của vũ trụ, chủ nhân văn minh của nền văn minh tổ sao? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lời này của Diệp Quân tất nhiên bọn họ sẽ có phần không tin tưởng lắm. Nhưng không cần nghi ngờ gì nữa, tên này rất có thể đến từ nền văn minh tổ,
cũng có thể đến từ một nền văn minh vũ trụ khác cũng vô cùng cường đại. Bởi vì tiểu tháp này thực sự quá nghịch thiên rồi. Tâm trạng của bốn người như thủy triều. Toại Cổ Kim dẫn bốn người rời khỏi tiểu tháp. Trong phòng, cô ta nhìn họ, bốn vị có thể nói rõ với ta rồi. Bốn người đều im lặng. Toại Cổ Kim lại nói, thực ra cá nhân ta kiến nghị bốn vị nên đứng ngoài cuộc. Bởi vì cuộc tranh chấp đại đạo này có liên quan đến quá nhiều thứ. Mà trước mắt, chỉ có vài người là rõ ràng, còn đâu vẫn là một ẩn số. Lúc này bốn vị chen vào, thực sự có phần không sáng suốt. Vực chủ Thương Qua đột nhiên hỏi, vậy tại sao Toại cô nương lại nhúng tay vào lúc này? Toại Cổ Kim liếc nhìn ông ta, liều một phen. Liều một phen. Thương Qua yên lặng. Lúc này nhảy vào, tất nhiên là muốn liều một phen. Thành công, tất nhiên sẽ lên một tầng cao mới, thậm chí là mấy tầng cao mới. Thất bại, tất nhiên là mộ mọc đầy cỏ rồi. Lựa chọn thế nào đây? Trong lúc họ còn đang do dự thì Toại Cổ Kim đã xoay người rời đi. Tả Gian vội gọi, Toại cô nương. Toại Cổ Kim nói, các người đừng nghĩ liệu bây giờ có nên đi theo hắn hay không, mà nên suy nghĩ xem liệu hắn có cần các người hay không đã. Bốn người đều cả kinh. Tả Gian vội gọi, Toại các chủ, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng đi. Ba vị vực chủ còn lại cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Một canh giờ sau, Toại Cổ Kim rời khỏi Phi Tiên Lâu. Cô ta đến tế đàn thần võ, ở giữa trận pháp, Diệp Quân vẫn đang tu luyện. Khoảng thời gian này, Diệp Quân đã trở thành kẻ tu luyện điên cuồng, mà dưới sự rèn luyện của các cường giả của nền văn minh Toại Minh, thực lực của hắn tất nhiên cũng ngày càng đáng sợ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Quân rời khỏi tế đàn thần võ, hắn đi tới trước mặt Toại Cổ Kim, cười gọi, Toại cô nương. Toại Cổ Kim mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp và kiếm thanh huyên bay về trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hỏi, không cần nữa sao? Toại Cổ Kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân mỉm cười, sau đó cất tiểu tháp và kiếm thanh huyên đi. Toại Cổ Kim hỏi, thực lực bây giờ của ngươi thế nào rồi? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi đáp, sức chiến đấu cụ thể thì ta không rõ, nhưng cường giả ở cấp bậc cảnh giới bất hủ đế chủ bây giờ đã hoàn toàn không đủ với ta rồi. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, mặc dù không đủ, nhưng bây giờ tạm thời chỉ có thể như vậy thôi. Diệp Quân nói, bao giờ chúng ta đến di tích tiên phủ của tinh vực sáng sinh? Toại Cổ Kim đáp, bây giờ. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Toại Cổ Kim gật đầu, chẳng mấy chốc hai người đã biến mất. Ba ngày sau, hai người đã tới tinh vực thương sinh, trên mặt Diệp Quân nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Dù sao thực lực của hắn vừa mới gia tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn không hề biết rằng ở đây đang có một âm mưu chấn động đang chờ hắn. Tinh vực sáng sinh. Trong tinh không, ngân hà rực rỡ, Diệp Quân và Toại Cổ Kim từ từ bước đi. Diệp Quân mặc bộ đồ trắng sạch sẽ, quanh eo thắt một dải duy băng màu tím, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, có thể là vì đọc sách quá nhiều, nên trên người có rất ít dấu tích của kiếm tu, không có tí sắc bén nào, khí chất nho nhã chiếm phần hơn, cộng thêm dáng vẻ đường đường trên người hắn, trong mỗi lời nói hành động, đều thể hiện sự ôn tồn lễ độ, không giống kẻ thiển cận tầm thường. Cạnh hắn, hôm nay Toại Cổ Kim mặc một bộ váy dài màu đen, váy cổ động như mực, bên trên không có họa tiết gì, toát lên vẻ nghiêm túc, cộng thêm vẻ nói năng thận trọng trên người cô ta, ánh mắt luôn như làn nước mùa thu không có sự sống, điều này càng khiến cô ta trông có vẻ khó gần hơn. Diệp Quân đột nhiên nói, Toại cô nương, ta muốn hỏi thăm cô một việc. Toại Cổ Kim nói, người muốn hỏi chủ nền văn minh của ba nền văn minh lớn trong cựu thổ. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, dường như cô gái này luôn có thể nhìn thấu người khác. Toại Cổ Kim không quan tâm tới ánh mắt của Diệp Quân, từ từ nói, với bọn họ mà nói, thật ra nền văn minh phía sau đã không còn quan trọng nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, vì đi quá nhanh. Toại Cổ Kim nói, là đi quá xa, bọn họ cách chúng ta quá xa, với bọn họ mà nói, nền văn minh phía sau chỉ là một gánh nặng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, con đường võ đạo này, chung quy cũng là cô đơn, đi càng xa, người bên cạnh càng ít. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Quân vẫn thư thả dạo chơi trên đường tới thiên đường đấy, đừng phí thời gian như trẻ con chơi trong bùn nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim lại không nói gì nữa. Diệp Quân khẽ cười, cuối cùng vẫn phải thử xem. Toại Cổ Kim gật đầu, không khuyên nữa, có một số việc, nói sớm không có ý nghĩa, chỉ tới lúc đó,
mới hiểu nhiều khi, thứ muốn và thứ phải bỏ, không giống nhau. Diệp Quân nói, Toại cô nương, ta rất muốn nghe xem suy nghĩ của cô về việc ta muốn thành lập trật tự này. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quân nói ra cũng không sao cả. Toại Cổ Kim vẫn lắc đầu. Diệp Quân gật đầu, không ép buộc nữa, được. Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn nơi xa, cuối tầm mắt, một ánh sao đột nhiên xuất hiện, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sao kia đã xuất hiện trước mặt hai người. Khi ánh sao biến mất, một cô gái mặc đồ đen từ từ đi ra, cô ta cung kính hành lễ với Toại Cổ Kim, các chủ. Toại Cổ Kim gật đầu. Cô gái đồ đen cung kính nói, theo dặn dò của ngài, chúng ta không phong ấn bí cảnh tiên phủ kia, đoạn thời gian này, có vô số nền văn minh và thế lực không ngừng vào trong, nhưng không ai có thể ra ngoài, rơi hết vào trong đó rồi. Toại Cổ Kim nói, người của chúng ta có ai vào không? Cô gái đồ đen nói, không có. Toại Cổ Kim gật đầu, ngươi lui đi. Cô gái đồ đen cúi đầu thật sâu, lặng lẽ biến mất tại chỗ. Hai người đi về nơi xa. Diệp Quân đột nhiên nói, Toại cô nương, Thương Hồng Y kia không có động tĩnh gì à? Toại Cổ Kim nói, không có. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, e là đám đàn bà này muốn cho mình một ngạt mà. Toại Cổ Kim nói, lấy tĩnh chế động. Diệp Quân gật đầu, chỉ đành như vậy. Chẳng mấy chốc, hai người tới chỗ sâu trong núi, hai người đứng trên đỉnh núi, cuối tầm mắt, ở đó có một cánh cổng đá to lớn nằm ở chân trời, vắt ngang từ đông sang tây, cực kỳ hùng vĩ. Cổng đá có chút đổ nát, bên trong là một mảnh hư vô. Diệp Quân phân tán thần thức của mình ra, sau đó, thần thức của hắn vừa vào trong cánh cổng đá đã biến mất không còn gì. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Toại Cổ Kim nói, đi. Hai người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước cánh cổng đá, nhìn gần, cánh cổng đá này thật sự vô cùng hùng vĩ. Diệp Quân cẩn thận đánh giá cảnh cổng đá này, trên cánh cổng, vẽ mấy bức hoa văn về nhân vật cổ xưa, những nhân vật này mặc da thú, giơ đuốc, đang nhìn bức tường. Xung quanh có rất nhiều người, thực lực không thấp, nhưng lúc này, không ai dám vào trong. Từ khi phát hiện đến giờ, số cường giả vào trong di tích tiên phủ này đã hơn chục ngàn người, người vào trong, ai không sống đi ra, bao gồm cả cường giả cảnh giới đế chủ. Toại Cổ Kim nói, đi. Nói rồi, cô ta và Diệp Quân biến mất tại chỗ. Lại có hai tên tìm đường chết. Ở hiện trường, mọi người lắc đầu. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân và Toại Cổ Kim xuất hiện trong một tòa thành cổ, trong thành đổ nát tan hoang, đầy dẫy thương tích, như gặp phải một trận đại chiến. Hai người theo đường đi về phía trước, cả tòa thành cổ yên tĩnh như chết. Diệp Quân nhìn xung quanh, thần thức của hắn tản ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, ở đây thần thức không có tác dụng. Toại Cổ Kim quét mắt nhìn bốn phía, lông mày cau lại. À, đúng lúc này, nơi xa cuối con đường đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Diệp Quân nhìn cuối con đường, nhưng cũng không thấy gì. Hai người bước nhanh chân, chốc lát, hai người đã tới cuối con đường, ở cuối con đường, là hàng loạt bậc đá màu đồng cổ. Các bậc đá xếp thẳng chồng lên nhau, có cả hàng chục ngàn bậc, chân trời ở cuối bậc đá, là một tòa cung điện màu đồng cổ lơ lửng. Ở trước bậc đá, một người đàn ông nằm trên đất than khóc đau khổ, chỉ thấy trước ngực gã có một cái lỗ lớn, bên trong có một ngọn lửa màu đồng cổ cháy hừng hực, còn thân xác và thần hồn của gã đang tan biến từng chút một. Lúc nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Quân hơi kinh ngạc, vì người này là một cường giả cảnh giới đế chủ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân và Toại Cổ Kim, dường như gã đã nhìn thấy cứu tinh, gã vừa định mở miệng, thân xác và thần hồn của gã đã thành cho bụi. Phù! Ngọn lửa màu đồng cổ đột nhiên lao về phía Toại Cổ Kim như sấm sét. Trong lòng Diệp Quân kinh ngạc, hắn kéo Toại Cổ Kim ra sau người, vung một kiếm ra. Ngọn lửa màu đồng cổ kia bị nhát kiếm đóng đinh tại chỗ, nhưng nháy mắt, ngọn lửa màu đồng cổ đã bao phủ kiếm Thanh Huyên, muốn đốt cháy nó. Diệp Quân thả kiếm Thanh Huyên ra, mặc cho nó đốt cháy. Sau khi đốt một lát, ngọn lửa màu đồng cổ phát hiện hình như không có tác dụng, lập tức hóa thành một ánh lửa bay về trước đại điện đồng cổ, sau đó vững vàng hạ xuống một trong những cột đá. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, trước đại điện đồng cổ kia, có bốn cột đá sừng sững, trên mỗi cột đá đều có một ngọn lửa trôi nổi, màu sắc khác biệt, dẫn đầu hai bên trái phải, lần lượt là một ngọn lửa màu đồng cổ và một ngọn lửa màu trong xanh. Còn hai cột đá bên dưới lần lượt là một ngọn lửa đỏ như máu cùng một ngọn lửa màu đen vàng.
Diệp Quân nhìn bốn cột đá, hơi kinh ngạc, đây là thứ gì? Toại cổ kim nói, đi xem. Diệp Quân gật đầu, ừm. Hai người đi lên bậc đá, trong nháy mắt khi họ bước lên bậc đá, một ngọn lửa màu trong xanh bỗng lan từ chân bậc đá xuống. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, phẩy tay áo, kiếm Thanh Huyên đánh thẳng tới. Ầm. Vừa đánh nhát kiếm này ra, ngọn lửa màu trong xanh đã bị xé rách thành một cái lỗ lớn. Diệp Quân và Toại Cổ Kim lại dẫm lên một bước lần nữa, vừa hạ chân xuống, đã tới trước đại điện màu đồng cổ. Đúng lúc này, bốn ngọn lửa bỗng bùng lên trên những cột đá, xông thẳng về phía Diệp Quân và Toại Cổ Kim, muốn cắn xé bọn họ. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, cầm kiếm chặn trước ngực, vô số trật tự kiếm ý tràn ra, nháy mắt đã khiến bốn ngọn lửa phải rút lui, nhưng bốn ngọn lửa không chịu để yên, điên cuồng xông về phía hai người. Tay phải của Diệp Quân đột nhiên xoay tròn, một luồng kiếm thế đáng sợ rung chuyển, bốn ngọn lửa bị đánh bay. Bốn ngọn lửa vẫn muốn xông về phía Diệp Quân bỗng mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn hướng về phía bốn ngọn lửa, hô một tiếng, thu. Một luồng kim quang tuôn ra, chớp mắt, bốn ngọn lửa đã bị thu vào tiểu tháp, sau đó bị tiểu tháp đàn áp. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân. Diệp Quân quan sát tiểu tháp trong tay, cười nói. Sau khi tháp gia của ta được thăng cấp, đúng là khác hẳn ha. Sau khi tiểu tháp được cha Diệp Quân thăng cấp, bây giờ đã có một công năng nuốt trời, là thu được mọi thứ, chỉ cần thứ có thể bị nó thu vào, đều sẽ bị nó đàn áp. Bây giờ nó cũng có pháp tắc đại đạo của riêng mình rồi. Tháp đạo. Có điều, cái này cũng cần nó tự tu luyện mài giũa, ông ấy chỉ cho nó chức năng như vậy, cuối cùng có thể phát huy được bao nhiêu, vẫn phải xem chính nó. Như bây giờ ấy, nó không thu được kiếm Thanh Huyên vào. Diệp Quân nhìn cửa đại điện trước mặt, cửa lớn đóng chặt. Hắn đưa tiểu tháp cho Toại Cổ Kim, cô cầm đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân đặt thẳng cái tháp vào tay cô ta, sau khi tháp này được ta sửa đổi, năng lực phòng ngự cũng được nâng cao hơn nhiều, nếu có biến, nó có thể bảo vệ cô. Nói rồi, hắn xách kiếm Thanh Huyên đi về phía cánh cửa đồng. Vì không thi triển thần thức được, do đó, hắn cũng không cảm nhận được sau cánh cửa đồng có gì, nhưng giờ này khắc này, hắn lại thấy hơi bất an. Cầm kiếm Thanh Huyên mà hắn cũng thấy bất an, không cần nghĩ, lần này chắc chắn có nguy hiểm. Chẳng qua, bây giờ thực lực của hắn đã khác xưa, do đó, hắn cũng không sợ. Tay cầm kiếm Thanh Huyên của hắn bỗng đâm một kiếm về phía cánh cửa đồng. Ầm, nhát kiếm hung hăng đâm vào cánh cửa đồng. Chỉ nghe một tiếng trong trẻo, cánh cửa đồng rung chuyển kịch liệt, tiếp đó xuất hiện hàng loạt vết rạn. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp, tay phải cầm kiếm bỗng xoay tròn, chỉ cần một kiếm đã khiến cánh cửa đồng này hoàn toàn vỡ nát, nhưng đúng lúc này, cả đại điện đồng cổ bỗng rung chuyển dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo, không biết Diệp Quân cảm nhận được gì, bỗng lùi lại trước mặt Toại Cổ Kim, hắn nắm lấy Toại Cổ Kim rồi xoay người chạy đi, đúng lúc này, một cây giáo đồng đột nhiên lao ra từ trong điện. Nháy mắt đã tới sau người Diệp Quân và Toại Cổ Kim, Diệp Quân bỗng xoay người đâm kiếm về phía trước. Ầm ầm, kiếm quang tan vỡ. Diệp Quân và Toại Cổ Kim bị đánh bay đi, cú bay làn, bay thẳng ra ngoài thành cổ, cuối cùng, hai người nặng nề rơi xuống đất, cả mặt đất sụp đổ, biến thành một mảnh vực thẳm. Lúc này, một bàn chân bước ra khỏi điện đồng cổ, khi bước chân dẫm xuống, nháy mắt, lấy xung quanh làm trung tâm, trong tinh vực bán kính hàng tỷ dặm. Mọi người đều bị một luồng uy áp đáng sợ che phủ, đồng thời, cảnh giới của mọi sinh linh đè xuống về không. Chỉ một bước, tu vi của hàng tỷ tỷ sinh linh đã mất hết. Sinh linh ở cả tinh vực sáng sinh đều ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Lúc này hàng vạn sinh linh đều ngơ ngác, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước điện đồng cổ, sau khi cái chân kia bước ra, cái chân thứ hai cũng chậm rãi bước đi theo, là một người đàn ông mặc áo gấm màu xám. Thắt lưng màu đen, mày đẹp mắt phượng, rất tuấn tú. Trong tay ông ta cầm một cây thương dài màu cổ đồng. Sau khi người đàn ông bước ra, hình như ông ta vừa mới tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng, một hồi lâu sau như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ, mất rồi, đều mất hết rồi. Ông ta chậm rãi bước đến bậc thềm trước mặt, cứ thế im lặng không nói. Trong vực sâu, Diệp Quân đau đớn lắc đầu. Đòn tấn công vừa rồi suýt nữa đã khiến hắn ngất xỉu. Một lúc sau, hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đã giảm bớt, nhưng nghĩ tới điều gì đó,
hắn vội vàng quay lại nhìn thấy Toại Cổ Kim đang nằm cách đó không xa, hắn giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến. Toại Cổ Kim đã bất tỉnh, không chỉ thế, trên người cô ta còn bị nứt nẻ, máu không ngừng rỉ ra, quần áo cũng ướt đẫm máu. Diệp Quân nhanh chóng đỡ cô ta dậy, đặt tay phải lên bụng Toại Cổ Kim, từng luồng huyền khí tràn vào cơ thể cô ta. Tu vi của hắn không biến mất, vì hắn không tu luyện cảnh giới. Sau khi huyền khí của hắn tràn vào cơ thể cô ta, thân xác Toại Cổ Kim bắt đầu hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh. Diệp Quân nhíu mày, Tháp gia, chuyện gì thế? Tiểu Tháp trầm giọng nói, cô nương này yếu quá, mặc dù ta đã chặn lại phần lớn sức mạnh của cô ta nhưng cô ta vẫn không chịu nổi phần sức mạnh còn lại, thần hồn của cô ta đã bị tổn thương nặng nề. Diệp Quân sầm mặt, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, tâm niệm hắn thay đổi, kiếm Thanh Huyên bay vào trong người cô ta. Sau khi được kiếm Thanh Huyên giúp đỡ, linh hồn của Toại Cổ Kim dần hồi phục như thường, không lâu sau cô ta mở mắt ra. Diệp Quân cười nói, tỉnh rồi à? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, cô ta định đứng dậy nhưng lại thấy chẳng có chút tu vi nào, cô ta nhíu mày. Diệp Quân nói, sao thế? Toại Cổ Kim nhíu mày, tu vi của ta không còn nữa. Diệp Quân sửng sốt, sau đó hắn cảm nhận được xung quanh có gì đó, sau một lát sắc mặt hắn tối sầm lại, xung quanh có một loại sức mạnh pháp tắc đại đạo bí ẩn. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, tu vi của ngươi vẫn còn à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Ánh mắt Toại Cổ Kim đầy vẻ khó hiểu. Diệp Quân nói, có thể là do ta không tu cảnh giới. Toại Cổ Kim gật đầu, có lẽ thế. Diệp Quân nhìn vực thẳm xung quanh, chúng ta rời khỏi đây trước. Nói rồi hắn ôm Toại Cổ Kim lên, Toại Cổ Kim hơi mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì. Diệp Quân ôm Toại Cổ Kim rời khỏi đáy vực thẳm ra đến bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía điện đồng ở phía xa, nhưng không thể nhìn thấy gì vì ở đây thần thức của hắn đã bị phong tỏa. Diệp Quân thu lại tầm nhìn, cô thay đồ trước đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, đi đâu để thay chứ? Diệp Quân nói, trong tiểu tháp. Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quân cười khổ, cô yên tâm, tháp gia sẽ không nhìn lén đâu. Toại Cổ Kim vẫn lắc đầu. Tiểu tháp lập tức nói, đại tỷ, ta lại chẳng phải người, ta chỉ là một cái tháp, đối với ta, phụ nữ chẳng không khác gì con khỉ cả. Mẹ nó chứ, cô ta không sợ ta nhìn lén, mà là sợ tên nhóc ngươi nhìn lén mới phải. Diệp Quân. Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn phía xa, cách đó không xa không có một cái hồ, ta đến bên kia. Diệp Quân gật đầu, được rồi. Nói rồi hắn ôm Toại Cổ Kim đi về phía cái hồ ở phía xa, hồ không lớn như một khối ngọc bích. Diệp Quân đặt cô ta xuống. Toại Cổ Kim lấy chiếc nhẫn trên tay mình rồi đưa cho hắn, Diệp Quân hiểu ý cô ta, nhận lấy chiếc nhẫn, tâm niệm thay đổi, một chiếc váy màu xanh lá cây mới toanh xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa chiếc váy màu xanh cho Toại Cổ Kim, sau đó quay người rời đi. Toại Cổ Kim bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân dừng bước, xoay người nhìn cô ta, Toại Cổ Kim nói, phong ấn tiểu tháp của ngươi. Tiểu tháp bỗng hét lên, cái quái gì vậy, cô sỉ nhục một tòa tháp như vậy cũng được sao? Ta là một cái tháp, ta chỉ là một cái tháp, ta không phải người, ta không phải người. Cô đề phòng ta làm gì? Người cô phải đề phòng là tên nhóc này đấy. Diệp Quân phong ấn tháp ra, sau đó nói, cô tắm trước đi. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Thấy Diệp Quân đi đến cái dốc nghiêng ở đằng xa, lúc này cô ta mới chậm rãi cởi bộ váy đẫm máu, sau đó chậm rãi bước vào trong hồ nước mát lạnh, vì không có tu vi nên cơ thể cô không có khả năng chịu lạnh. Vừa mới bước vào hồ, cả người cô ta run lên. Cô ta từ từ nhắm mắt lại, cứ thể nằm trong hồ nước, máu trên người cô ta dần biến mất khi ngâm mình trong nước hồ. Ở một bên khác, Diệp Quân ngồi dưới dốc nghiêng, hắn nhìn về phía điện đồng vàng, nhíu mày. Với thực lực hiện tại của hắn, cường giả cảnh giới bất hủ đế chủ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, đòn tấn công vừa rồi suýt chút nữa đã khiến thân xác hắn tổn thương, cũng may là có tháp gia bảo vệ. Nếu không hắn thật sự sẽ phải chết một cách đau đớn. Ánh mắt Diệp Quân đầy vẻ khó hiểu, rốt cuộc người ra tay là ai chứ? Đúng lúc này, người đàn ông ngồi trước điện cổ đồng bỗng đứng dậy, ông ta bước xuống bậc thang, tuy nhiên ngay lúc ông ta bước xuống bậc đá. Trời đất lập tức rung chuyển, cả bí cảnh tiên phủ sụp đổ, núi non sụp đổ, một luồng khí tức đáng sợ lan ra từ trời đất. Diệp Quân hoảng sợ. Không chút do dự xoay người lao tới trước mặt Toại Cổ Kim, lúc này Toại Cổ Kim cũng đột ngột đứng dậy từ trong hồ.
hai người đứng đối nhau. Lúc này không khí như đông cứng lại. Cả người Diệp Quân như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, lúc này cơ thể xinh đẹp của Toại Cổ Kim phô bày toàn bộ ra trước mặt hắn. Không mặc gì cả. Cho dù đạo tâm của hắn có kiên định cũng không thể kiềm chế được sự kích thích thị giác này, ánh mắt bất giác rời đến nơi nào đó. Lúc này Diệp Quân bỗng hơi rùng mình, hắn nhìn Toại Cổ Kim, ánh mắt Toại Cổ Kim lạnh như băng. Diệp Quân không để tâm đến gì nữa, lập tức lao đến trước mặt cô ta, sau đó ôm cô ta bỏ chạy, vì sức mạnh đáng sợ đó nên lúc này khu vực mặt đất mà họ đang đứng đã sụp đổ. Hắn không dám ngự kiếm, càng không dám giải phóng sức mạnh của mình, vì hắn sợ sẽ thu hút sự chú ý của cường giả đáng sợ đó, nếu đối phương cho hắn thêm một nhát thương nữa thì sẽ gặp rắc rối lớn, vì hắn cảm nhận được rất rõ khí tức đó mạnh hơn lúc bắt đầu ít nhất mấy lần. Diệp Quân ôm Toại Cổ Kim điên cuồng chạy đi, chạy một hồi hắn nhận ra có gì đó không đúng, vì tay phải hắn cảm thấy mềm mềm. Trong tình huống cấp bách tay hắn đã nắm lấy thứ không nên nắm. Hắn có thể giơ tay lên thề. Hắn không cố ý thật. Không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Toại Cổ Kim, nhưng lúc này hắn không để ý nhiều như vậy, dẫn Toại Cổ Kim chạy đi. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì cả, lúc này tay đổi vị trí đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có thể để nguyên đó. Trước điện cổ vàng đồng, người đàn ông đó chậm rãi bước xuống, thế nhưng khi ông ta đang định bước xuống bậc thang, điện cổ vàng đồng phía sau ông ta bỗng rung lên, người đàn ông như nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, sau đó ông ta quay lại quỳ xuống, cả người run lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Lúc này khí tức đáng sợ bao phủ cả đất trời cũng biến mất, nhưng tu vi của hàng vạn sinh linh vẫn chưa hồi phục. Ở một bên khác, Diệp Quân thở phào sau khi cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đó biến mất, hắn dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tay hắn đang để trên cái thứ đó, cảm giác từ đầu ngón tay thật khó tả, vừa nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó, máu toàn thân hắn dâng trào, mặt đỏ bừng như lửa. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế sự nóng bức và xao động trong lòng xuống, hắn nhẹ nhàng đặt Toại Cổ Kim xuống, nhìn thân hình tuyệt đẹp trước mắt, xao động vừa được kiềm chế lại dâng trào lần nữa. Không chỉ vậy, toàn thân hắn cũng trở nên nóng bức. Thân hình tuyệt đẹp này như một tác phẩm nghệ thuật, không tì vết. Diệp Quân lại đè nén tà niệm xuống bằng ý chí cực lớn, hắn xòe lòng bàn tay ra, một bộ váy xuất hiện trong tay hắn, hắn khoác bộ váy đó cho Toại Cổ Kim, sau đó quay người đi nói, Toại cô nương, cô mặc vào đi. Toại Cổ Kim không nói gì, im lặng mặc váy vào. Một lúc sau, hai người ngồi xuống, Toại Cổ Kim vẫn không cảm xúc. Không nói gì. Diệp Quân phá vỡ sự im lặng này, Toại cô nương, vừa rồi là chuyện cấp bách, ta không cố ý. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quân cũng hơi đau đầu, hắn không muốn xa cách với đối phương vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng người phụ nữ trước mặt này lại vô cùng thông minh, hắn biết dù có giải thích thế nào cũng vô ích, dù gì hắn cũng đã nhìn thấy, cũng chạm vào cô ta. Lúc này Toại Cổ Kim bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô ta cứ nhìn thế, không nói gì. Diệp Quân bị cô ta nhìn chằm chằm cảm thấy hơi mất tự nhiên, đang lúc không biết phải làm sao, Toại Cổ Kim nói, trước mặt không phải cố ý, sau đó thì sao? Diệp Quân vội nói, sau đó dĩ nhiên cũng không phải cố ý, tình hình cấp bách, ta không nghĩ nhiều như thế, ta là kiếm tu. Cảm nhận được ánh mắt Toại Cổ Kim ngày càng lạnh lùng, Diệp Quân do dự một lát rồi nói, sau đó dĩ nhiên là có thể buông tay, nhưng ta sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên... Toại Cổ Kim bỗng lạnh nhạt nói, qua rồi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim lại không nói gì nữa. Diệp Quân cũng không tiện nói gì thêm. Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn hướng điện vàng đồng đó, khí tức đó có liên quan đến người bên trong điện. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nói rồi hắn cũng nhìn hướng điện vàng đồng đó, người đó rất mạnh, chúng ta đi khỏi đây trước. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân đứng lên đang định rời đi. Nhưng nghĩ đến gì đó, hắn xoay người nhìn Toại Cổ Kim lại ngồi bất động. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn thấy trên chân Toại Cổ Kim có vết máu, có lẽ là bị thương ở trong hồ trước đó. Diệp Quân không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, tay phải cách không trung chữa trị cái chân bị thương của cô ta, huyền khí trào ra. Chẳng mấy chốc, vết thương của Toại Cổ Kim đã ổn hơn. Toại Cổ Kim nhìn nơi nào đó ở chân trời. Sau đó nói, đến điện cổ vàng đồng. Diệp Quân sửng sốt. Toại Cổ Kim nói, cõng ta.
Nói rồi cô ta không đợi Diệp Quân lên tiếng đã trèo lên lưng Diệp Quân. Cảm nhận được hai sự mềm mại cọ sát ở khoảng cách gần trên lưng, trái tim Diệp Quân đập loạn. Huyết mạch phong ma chết tiệt. Diệp Quân thầm mắng, sau đó cõng Toại Cổ Kim đi về phía xa. Huyết mạch phong ma. Diệp Quân cõng Toại Cổ Kim đi về phía điện đồng, sợ bị cường giả bí ẩn đó chú ý tới, do đó, hắn không dám sử dụng sức mạnh của mình. Lúc này Diệp Quân cảm thấy khổ sở. Bởi vì cơ thể của Toại Cổ Kim thật sự rất mềm, giống như không có xương vậy, khi cõng ở trên lưng, sự tiếp xúc gần gũi không có khoảng cách này khiến hắn không chỉ cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ở sau lưng vô cùng rõ ràng, mà còn có thể ngửi được hương thơm rất rõ trên người Toại Cổ Kim. Đi được một lúc, đột nhiên Diệp Quân để cô ta xuống đất, Toại cô nương, tốt nhất là cô tự đi đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ánh mắt ấy như thể nhìn thấu lòng người, ngươi là kiếm tu, tâm kiếm tu phải tính, mà hiện tại ngươi lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu, sao ngươi có thể tu kiếm được chứ? Diệp Quân lạnh lùng nói, không liên quan tới ta, cô chính là vấn đề. Toại Cổ Kim nhíu mày lại. Diệp Quân nói thẳng, Toại cô nương, cô thật xinh đẹp, cõng cô làm ta không thể khống chế được bản thân mình. Toại Cổ Kim ngẩn ngơ. Diệp Quân im lặng, ai quy định kiếm tu phải thành thực vậy? Kiếm tu tu tâm, không phải sắc giới. Nếu như kiếm tu phải từ bỏ sắc giới thì thật là nực cười. Đàn ông thường chỉ nói mình là quân tử trong một hoàn cảnh, đó là khi dáng dấp người phụ nữ đó thực sự kém hấp dẫn. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Vẻ mặt Diệp Quân vẫn bình tĩnh, không cần phải giả dối để đùa giỡn với người phụ nữ này, có chơi đùa cũng vô ích, chỉ bằng cứ thẳng thắn. Cứ thế, sau khi hai người giằng co một lúc, Toại Cổ Kim nói, người cõng ta đi. Diệp Quân im lặng. Toại Cổ Kim lạnh lùng nói, người muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ. Dù sao thì có muốn nữa cũng không được gì. Vừa nói, cô ta vừa đi tới sau lưng Diệp Quân rồi leo lên. Diệp Quân biết, cô ta đang không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy, hắn không nói gì, tiếp tục cõng cô ta tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên Toại Cổ Kim cất tiếng nói, ta chỉ hơi tò mò chút thôi, ngươi là kiếm tu, hơn nữa, thế gian này cũng không có bao nhiêu kiếm tu ở cấp bậc này, cớ sao ngươi lại có những suy nghĩ linh tinh đó chứ? Diệp Quân nói, ta là đàn ông, là một người đàn ông bình thường. Toại Cổ Kim nói, ta thấy, với cấp bậc kiếm tu này của ngươi, ắt hẳn trong lòng đã có đại đạo rồi. Diệp Quân nói, nếu gặp phải một cô gái không được đẹp, trong lòng ta chỉ có mỗi đại đạo. Nếu gặp phải một người rất đẹp, ta sẽ là một người đàn ông bình thường. Nghe mấy câu nói chẳng khác gì khen trá hình này của Diệp Quân, Toại Cổ Kim liếc hắn nói, ngươi thật là thành thật. Diệp Quân cười nói, nếu gặp phải những người khác, có lẽ ta chỉ phiên phiến thôi, nhưng khi gặp được Toại cô nương, ta không thể làm gì ngoài thành thật cả, vì có nói dối cũng chẳng gạt được cô. Toại Cổ Kim không nói gì nữa. Đột nhiên Diệp Quân hỏi, Toại cô nương, ta có thể hỏi cô vài việc không? Toại Cổ Kim nói, ta không chắc là mình sẽ trả lời. Diệp Quân nói, Toại cô nương, cô thông minh thế này có thấy mệt không? Toại Cổ Kim nói, ngươi cũng rất thông minh đó, có mệt không hả? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng chỉ hơi khôn lỏi thôi, không thể bì được với cô hay chủ nhân bút đại đạo được. Toại Cổ Kim liếc hắn, không nói gì. Diệp Quân vẫn luôn biết thân biết phận, đầu óc hắn chỉ dùng để đối phó với tháp gia, khi gặp phải những người đi đầu am hiểu bố trí đại cục, hắn vẫn thua xa. Diệp Quân nói tiếp, Mục Khoản đã nói với ta chuyện quyển trục mà Toại cô nương đã đưa cho cô ta, cô thật giỏi. Nhất là câu nói, trật tự mà chúng sinh cũng muốn thành lập, đã làm ta như được giác ngộ. Trước đây hắn chưa từng nghĩ theo hướng này. Hắn chỉ muốn thành lập trật tự của riêng mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ huy động toàn bộ chúng sinh cùng nhau xây dựng trật tự này. Nghĩ mà xem, trật tự này không chỉ là mục tiêu của mỗi mình Diệp Quân hắn, mà là mục tiêu của toàn bộ chúng sinh thì sẽ đáng sợ đến nhường nào. Hắn thực sự mong chờ đến ngày ấy. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, có gì giỏi đâu. Diệp Quân lắc đầu, không không, ta cảm thấy cô rất giỏi, trước đây ta chỉ chiến đấu một mình, chưa từng thực sự thúc đẩy toàn bộ chúng sinh ở vũ trụ quan huyên lần nào, nhưng giờ đã khác, ta phải thúc đẩy tất cả họ, trật tự chúng sinh, chỉ cần nghĩ đến trật tự do tất cả chúng sinh tạo nên thôi cũng đã khiến nhiệt huyết sôi sục rồi. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quân thở dài, nói, ôi, nếu gặp được cô sớm hơn là được rồi. Toại Cổ Kim vẫn không nói gì. Diệp Quân cười nói,
có phải là cô không cảm thấy hứng thú mấy với loại trật tự này không? Toại cổ kim trả lời, ừm. Diệp Quân gật đầu, có thể hiểu được. Hiện tại, nền văn minh Toại Minh đã là nền văn minh cao cấp nhất trong vũ trụ, với chế độ và trật tự này, chắc chắn đã tốt hơn vũ trụ quan huyên rất nhiều rồi. Đột nhiên Toại cổ kim nói, ngươi cũng khiến cho ta ngạc nhiên. Diệp Quân tò mò hỏi, nói thử đi. Toại cổ kim nói, không có gì, chỉ là thấy ngươi thật sự rất ngây thơ. Diệp Quân. Toại cổ kim nói, không có ý xúc phạm. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Hai người không nói gì nữa. Diệp Quân cõng Toại cổ kim đi nhanh hơn, mặc dù cảm giác thoải mái ấy vẫn còn ở trên lưng, nhưng hắn không còn nghĩ gì nhiều. Chỉ là, một lát sau, Diệp Quân cõng Toại cổ kim đến trước điện đồng, họ gặp được người đàn ông đó trên thềm đá, người đàn ông đang quỳ trên đó, dập đầu không ngừng. Diệp Quân nhìn người đàn ông, vẻ mặt hơi nghiêm túc, kẻ ra tay lần trước là người đàn ông này. Toại cổ kim nhìn người đàn ông, nhíu mày. Diệp Quân nhẹ nhàng thả Toại cổ kim xuống, từ từ đi lại gần người đàn ông đó. Ngay lúc này, người đàn ông đó đột ngột đứng dậy như đã cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn về phía Toại cổ kim và Diệp Quân. Diệp Quân ngừng bước, thầm cảnh giác. Người đàn ông không ra tay, ông ta nhìn Toại cổ kim trước, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng ngay sau đó, ông ta nhìn về phía Diệp Quân. Lúc vừa nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt ông ta cũng hiện lên sự sợ hãi. Thấy đối phương không ra tay, Diệp Quân thầm thả lỏng một chút, hắn bước đến, xin hỏi tên các hạ là gì? Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng là không hiểu hắn đang nói gì, ông ta xòe bàn tay ra, một luồng thần thức từ từ bay về phía Diệp Quân. Diệp Quân hiểu ý của ông ta nên không phản kháng, để mặt dòng thần thức ấy tràn vào trong thức hải hắn, ngay sau đó, ngôn ngữ và chữ viết cổ xưa xuất hiện trong đầu hắn. Ngôn ngữ và chữ viết của nền văn minh tổ. Diệp Quân hơi kích động. Người đang ở trước mặt này thật sự liên quan đến nền văn minh tổ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, khí tức và thiên cơ của ngươi bị che khuất. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông sửng sốt nói, người che khuất khí tức và thiên cơ của ngươi thật mạnh. Vừa nói, ông ta vừa nhìn xung quanh, hiện tại là thời đại nào? Diệp Quân nói, ta cũng không biết. Người đàn ông xòe tay ra, ngón cái chạm ngón trỏ, một lúc sau, ông ta nói nhỏ, trăm tỷ năm đã trôi qua. Trăm tỷ năm. Diệp Quân nheo mắt lại, người này sống lâu đến vậy à? Có thể sao? Đôi mắt người đàn ông hiện lên vẻ mông lung, không còn ở đây nữa, không còn ở nơi này nữa. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, xin hỏi nên xưng hô thế nào với tiền bối ạ? Người đàn ông nhìn về phía Diệp Quân, cau mày. Để ta nghĩ đã. Diệp Quân. Người đàn ông nói, ta bị phong ấn quá lâu, nhiều ký ức không chỉ mất đi mà còn rất lộn xộn. Diệp Quân gật đầu, tiền bối cứ từ từ suy nghĩ, ta không vội. Người đàn ông từ từ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, ông ta từ từ mở mắt ra, nói nhỏ, ta tên Khuyết Chiến. Là người giữ con dấu. Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt ông ta lập tức trở nên kiên định vô cùng. Diệp Quân nói. Tiền bối đến từ nền văn minh tổ sao? Người đàn ông gật đầu. Diệp Quân hỏi ngay, tiền bối, năm ấy nền văn minh tổ đã gặp phải chuyện gì vậy? Cớ sao lại biến mất không một dấu vết vậy? Khuyết Chiến lắc đầu, vẻ mặt hơi đau đớn, không biết, không thể nhớ được. Diệp Quân vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng người đàn ông lại từ từ đi xuống dưới. Đột nhiên Diệp Quân nói, tiền bối, bọn ta có thể vào trong điện được không? Người đàn ông không trả lời. Diệp Quân còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên Toại cổ kim nói, ông ta đi rồi. Diệp Quân ngạc nhiên, hắn nhìn về phía người đàn ông, không biết từ lúc nào, hiện tại cơ thể người đàn ông đã trở nên hư ảo, rõ ràng là đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Thực lực thật kinh khủng. Diệp Quân thầm sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn quay sang nhìn Toại cổ kim, hắn không nhận ra đối phương đã rời khỏi, nhưng tại sao Toại cô nương lại nhận ra được vậy? Lẽ nào? Toại cổ kim liếc hắn, ta khôi phục tu vi rồi. Hiểu chưa? Vừa nói cô ta vừa đi vào trong điện đồng. Diệp Quân hơi lúng túng, lúc này hắn mới nhận ra, nguồn sức mạnh bí ẩn ở xung quanh đã biến mất không một dấu vết. Diệp Quân đi lên theo. Hai người nhanh chóng đi vào trong điện đang thờ một bức tượng không mặt mày. Diệp Quân nhìn bức tượng, hơi ngạc nhiên, tại sao nó không có mặt? Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.
không phải bức tượng này không có mặt, mà là bị một sức mạnh bí ẩn che mặt bức tượng lại khiến hắn không thể nhìn thấy gương mặt thật của bức tượng. Hắn cẩn thận quan sát một chút, bức tượng này không có bất kỳ sức mạnh nào, cũng không có khí tức linh hồn. Nói cách khác, đây chỉ là một bức tượng bình thường, sở dĩ không thể nhìn thấy mặt có thể do chính bản thể của bức tượng có thực lực vô cùng đáng sợ. Toại cổ kim nhìn chằm chằm bức tượng đó, im lặng. Diệp Quân nói, Toại cô nương, đây có phải là người đã từng là chủ chung của vũ trụ không? Toại cổ kim quay qua nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, không phải cái gì ta cũng biết. Diệp Quân, Toại cổ kim nhìn mặt bàn bên dưới bức tượng, chỗ đó có một chiếc nhẫn không gian bằng đồng, còn có một cái bình ngọc trắng bằng đồng. Cô ta xòe bàn tay ra, nhẫn không gian và bình bạch ngọc xuất hiện trên tay cô ta, nhẫn không gian bị một sức mạnh bí ẩn phong ấn lại, thần thức hoàn toàn không thể xuyên vào. Bình ngọc không có phong ấn, cô ta nhẹ nhàng mở nắp bình ra, là một giọt máu trông như hổ phách. Máu! Diệp Quân và Toại cổ kim hơi bất ngờ. Toại cổ kim tò mò nhỏ giọt máu ấy vào lòng bàn tay, thế nhưng, ngay khi giọt máu ấy vừa rơi vào tay cô ta đã thấm luôn vào trong, một chốc sau, hai mắt Toại cổ kim trợn tròn lên, huyết mạch trong người lập tức sôi trào, vào lúc này, từng mảnh áo quần cũng biến thành tro bụi. Thấy vậy, trong lòng Diệp Quân lập tức hoảng hốt, hắn vội vàng bắt lấy tay Toại cổ kim, nhưng một luồng sức mạnh huyết mạch cực kỳ đáng sợ đã đánh hắn lùi mạnh về phía sau. Hắn nhìn tay phải của mình. Vậy mà lại xuất hiện một vài vết nứt. Cái quái quỷ gì vậy? Diệp Quân kinh hãi. Thấy quần áo của Toại cổ kim đang dần biến mất, hắn vội vàng vung tay áo lên, kiếm vực lập tức bao trùm lấy hết cả tòa điện đồng, ngăn cách tất cả. Thấy sắc mặt đau đớn của Toại cổ kim, Diệp Quân vội gọi, Toại cô nương. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay ra ngoài, đi vào trán Toại cổ kim. Nhưng kiếm thanh huyên lại không thể kìm hãm được luồng sức mạnh huyết mạch khủng bố đó. Tiểu hồn cả kinh nói, tiểu chủ, sức mạnh của dòng máu này quá cường đại, vị cô nương này căn bản không thể chịu nổi. Diệp Quân kinh ngạc hỏi, người cũng không thể trấn áp được sao? Tiểu hồn đáp, không được, không được, máu này đã dung hòa vào cùng huyết dịch của cô ta, nếu ta tiếp tục điều động sức mạnh để cưỡng ép trấn áp, vậy thì cô ta sẽ càng không thể chịu nổi. Diệp Quân vội đi tới trước mặt Toại cổ kim, lúc này quần áo trên người cô ta đã hóa thành tro bụi, từng luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ không ngừng lao ra từ trong cơ thể cô ta, cực kỳ đáng sợ. Mà cơ thể cô ta cũng không thể chịu nổi, bắt đầu rách ra từng chút một. Lúc này, tiểu hồn vội nói, tiểu chủ, nhanh, nhanh dẫn huyết mạch trên người cô ta vào cơ thể người, nhanh lên. Diệp Quân hơi bối rối, dẫn bằng cách nào? Tiểu hồn đáp, làm cùng cô ta. Hả? Diệp Quân sửng sốt. Tiểu hồn sốt ruột, nhanh lên. Người và cô ta kết hợp lại mới có thể hòa nhập được huyết mạch, chỉ có huyết mạch của người mới có thể chống lại huyết mạch này. Không. Toại cổ kim đột nhiên hét lên, cô ta gắt gao nhìn Diệp Quân, ánh mắt dường như có thể giết người. Những gì tiểu hồn nói cô ta đều có thể nghe được một cách rõ ràng. Diệp Quân trầm giọng hỏi, còn có cách nào khác không? Tiểu hồn sốt ruột, tiểu chủ. Người đừng chần chừ nữa, cô ta sắp hồn bay phách tán rồi. Nhìn Toại cổ kim sắp hóa thành tro bụi, Diệp Quân không chần chừ nữa, hắn đi tới trước mặt Toại cổ kim, Toại cổ kim nhìn hắn, Diệp Quân nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ rực của cô ta, Toại cô nương, ta cần phải dẫn luồng sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô vào cơ thể của ta. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải hợp thể. Toại cổ kim nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra một sự xa lạ mà trước nay chưa từng có. Diệp Quân cũng không tiếp tục do dự, hắn lại gần cô ta. Vừa đến gần, sức mạnh huyết mạch tỏa ra trên người Toại cổ kim đã đánh tan quần áo của hắn. Lúc này hai người họ đều không có mảnh vải che thân. Cảm nhận nơi nào đó trên người Diệp Quân đang thay đổi, ánh mắt Toại cổ kim lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng. Nhưng chính vào lúc này, cô ta đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí đang tràn vào trong thức hải của cô ta, đồng thời giọng nói của Diệp Quân vang lên trong đầu của cô ta. Chúng ta dung hòa lại rồi sau đó cô kiểm soát cơ thể và sức mạnh huyết mạch của ta. Dứt lời, cô ta phát hiện thức hải của Diệp Quân đã hoàn toàn mở ra với cô ta. Nơi này chính là nơi nguy hiểm nhất của mỗi người. Bởi vì ý thức của họ tồn tại ở đây, một khi nơi này bị xâm chiếm thì đồng nghĩa với việc đối phương có thể khống chế hết thảy kẻ bị xâm chiếm. Đây cũng chính là đoạt xác mà giới tu luyện thường nói. Mà lúc này, Diệp Quân lại buông bỏ tất cả phòng bị.
hoàn toàn mở rộng nơi này cho cô ta. Rất nhanh, thần thức của Toại Cổ Kim đã tiến vào bên trong thức hải của Diệp Quân, triệt để khống chế mọi thứ của hắn. Giờ phút này, cô ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng mọi thứ của hắn, bao gồm cả những gì mà hắn đang suy nghĩ vào giờ phút này, cũng có thể khống chế được mọi thứ của hắn, thậm chí những ký ức đã qua của hắn. Nhưng cô ta không đi thăm dò những ký ức đó. Có thể nói, bây giờ chỉ cần một suy nghĩ của cô ta là có thể xóa đi ý thức của Diệp Quân, khiến hắn hoàn toàn mất trí. Cô ta nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Một lát sau, Toại Cổ Kim bắt đầu khống chế huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân, mà ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân cũng thuận theo thần hồn của hai người mà tiến vào bên trong cơ thể cô ta. Nhưng khi vừa tiến vào bên trong cơ thể của cô ta thì đồng tử của Toại Cổ Kim đột nhiên co rút, cơ thể nhanh chóng tiêu tán. Cô ta hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sức mạnh của bốn loại sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân thấy vậy bèn vội vàng dẫn bốn loại sức mạnh huyết mạch vào trong cơ thể mình, nhưng vừa tiến vào bên trong cơ thể hắn, thì hắn ngay lập tức biến sắc. Huyết mạch thần bí kia giống như luồng dung nham nóng chảy tràn vào bên trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy bên trong cơ thể mình bỏng rát đến mức tưởng chừng như sắp tan chảy. Trong lòng Diệp Quân kinh hãi. Hắn không ngờ huyết mạch thần bí này lại đáng sợ đến như vậy, mà nó còn đang bị ba loại sức mạnh huyết mạch trấn áp. Nếu không có ba loại sức mạnh huyết mạch trấn áp thì nó có thể khiến hắn hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Diệp Quân buông Toại Cổ Kim ra, hắn ngã xuống đất, toàn thân đỏ bừng, giống như một khối sắt nung đỏ. Huyết mạch thần bí này vượt quá xa dự đoán của hắn. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có loại sức mạnh huyết mạch nào có thể chống lại ba loại huyết mạch của hắn. Nhưng lúc này, sức mạnh được ẩn chứa trong giọt máu đó quá đáng sợ. Ba loại sức mạnh huyết mạch của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đương nhiên, việc này có liên quan đến thực lực của bản thân hắn, tất nhiên huyết mạch phong ma hiện tại trong người hắn còn lâu mới so được với cha và ông nội của hắn. Hắn muốn dùng kiếm ý trật tự để trấn áp, nhưng lại nhận ra việc này căn bản không có tác dụng gì. Trật tự kiếm ý của hắn hoàn toàn không hề có tác dụng gì với loại huyết mạch này. Nhìn Diệp Quân đang cuộn tròn trên mặt đất, Toại Cổ Kim yên lặng không nói. Bởi vì thần thức dung hợp, nên lúc này cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng những đau đớn mà Diệp Quân đang chịu đựng. Loại đau đớn này, cho dù là Diệp Quân có ý chí như sắt thép cũng có phần chịu không nổi. Cô ta bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đỡ Diệp Quân lên, mục tiêu của nó là ta, để nó tiến vào bên trong cơ thể ta đi. Diệp Quân vẫn còn một tia lý trí, hắn lắc đầu, run giọng nói, thực lực của cô yếu. Nếu đi vào trong cơ thể cô thì cô căn bản không thể chịu nổi. Toại Cổ Kim nói, người cũng không chịu nổi. Diệp Quân nở nụ cười tươi, chỉ là vì đau đớn mà nụ cười này hơi dữ tợn, có thể, nhất định là có thể. Huyết mạch của cha ta, huyết mạch của cô ta và huyết mạch của mẹ ta là vô địch trên thế gian này, tuyệt đối có thể trấn áp được thứ đồ chơi này. Toại Cổ Kim đáp, không phải là vấn đề về huyết mạch, mà là thực lực hiện giờ của ngươi vẫn chưa đủ. Diệp Quân lắc đầu, nếu ngay cả ta còn không chịu được thì cô càng không thể chịu được. Toại Cổ Kim yên lặng. Diệp Quân nằm trong lòng của cô ta, dương mắt lên là có thể nhìn cảnh sắc vô tận. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn ngất đi cho xong. Nhưng hắn biết, bây giờ hắn không thể ngất, nếu hắn ngất rồi, huyết mạch thần bí này sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ phút này ý thức của hắn đã dần trở lên mơ hồ. Toại Cổ Kim bỗng nhiên cất tiếng, trò chuyện chút. Hiển nhiên cô ta cũng nhận ra là không được để Diệp Quân bất tỉnh vào lúc này. Diệp Quân yếu ớt hỏi, nói chuyện gì? Toại Cổ Kim đáp, trật tự của ngươi. Đôi mắt đã gần như nhắm nghiền của Diệp Quân lập tức mở ra, bên trong còn có ánh sáng, được được. Toại Cổ Kim rủ mắt nhìn hắn, ta không đánh giá cao trật tự của ngươi. Diệp Quân đáp, ta biết. Toại Cổ Kim nói, vũ trụ rất lớn, có rất nhiều nền văn minh. Mỗi nền văn minh đều có chế độ và quy tắc của riêng mình. Ngươi muốn hợp nhất những nền văn minh vũ trụ này lại với nhau để tuân theo trật tự quan huyên của ngươi, điều này không thực tế. Hơn nữa, sự nguy hại của một kẻ độc quyền nó đáng sợ hơn so với những gì ngươi tưởng tượng rất nhiều, bởi vì điều đó có nghĩa là... Diệp Quân đáp, ta biết. Toại Cổ Kim nói, nhưng ngươi vẫn muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Toại Cổ Kim cúi đầu nhìn Diệp Quân, vì quyền lợi sao? Diệp Quân lắc đầu. Toại Cổ Kim hỏi,
vì danh tiếng sao? Dù sao, từ vạn cổ tới nay, không ai có thể thống nhất được toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Toại cổ kim lại hỏi, vì sức mạnh vô thượng sao? Nếu có thể thống nhất được toàn bộ vũ trụ, hấp thụ được sức mạnh tín ngưỡng của tất cả sinh linh trong vũ trụ thì nhất định sức mạnh sẽ không thể nào tưởng tượng được. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Cô ta nhìn hắn, có phần nghi ngờ. Diệp Quân nói, Toại cô nương, cô cảm thấy cô ta có mạnh không? Toại cổ kim gật đầu, ánh mắt hiện ra sự nghiêm túc, mạnh bất khả chiến bại. Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta còn có một người ông nội và đại bá, bọn họ cũng mạnh như vậy. Toại cổ kim nhìn hắn, chỗ dựa của ngươi nhiều thật đấy. Diệp Quân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô có biết mấy người vô địch thế gian khi ở cạnh nhau thì sẽ thế nào không? Toại cổ kim khẽ nheo mắt lại, phân thắng bại. Diệp Quân gật đầu, Toại cô nương, cô chưa từng tiếp xúc với cô ta nên cô không biết bà ấy đáng sợ như thế nào đâu. Nói như vậy đi, cả vũ trụ này bà ấy chỉ quan tâm cha ta. Cha ta dẫn bà ấy đi dạo quanh vũ trụ chính là để kéo dài thời gian quyết đấu của bọn họ, nhưng ta biết, cha ta cũng không thể kéo dài thêm được bao lâu nữa rồi. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân, ngươi có hai mục đích. Một là ngươi muốn trở nên mạnh hơn cả bọn họ, chỉ khi mạnh hơn bọn họ thì ngươi mới có thể ngăn được trận chiến sinh tử của bọn họ, không để cho bi kịch xảy ra. Trước mắt con đường duy nhất đó chính là thống nhất toàn bộ thiên hạ, tập hợp sức mạnh của chúng sinh. Hai, đó là cho dù cuối cùng ngươi không thể vượt qua được bọn họ, nhưng toàn bộ vũ trụ đều đã ở dưới sự thống trị của ngươi, vậy nên cho dù bọn họ có ra tay thì cũng sẽ vì ngươi mà bận tâm đến vũ trụ này. Nói đến đây cô ta ngừng lại. Diệp Quân cười tươi, cô đúng là người thông minh nhất mà ta từng gặp. Toại cổ kim yên lặng, cô ta biết Diệp Quân ở trước mặt không hề nói dối. Ban đầu khi cô ta gặp người phụ nữ váy trắng đó, người phụ nữ đó dường như nhìn ai cũng giống như nhìn con kiến hôi. Cô ta rất rõ ràng, nếu không phải vì để rèn luyện Diệp Quân thì ngày hôm đó, chỉ sợ là toàn bộ cựu thổ sẽ phải biến mất trên cõi đời này. Toàn bộ cựu thổ, có hàng tỷ tỷ sinh linh nhưng nếu người phụ nữ đó ra tay thì nhất định không cần phải chớp mắt. Đôi mắt Diệp Quân bỗng nhiên từ từ nhắm lại. Toại cổ kim thu hồi suy nghĩ, vội nói, đừng ngủ. Diệp Quân yếu ớt đáp, quá mệt rồi. Thấy Diệp Quân sắp nhắm mắt lại, Toại cổ kim lập tức sốt ruột, trực tiếp bắt lấy tay hắn. Một giây sau, Diệp Quân chỉ cảm thấy tay mình đang nắm lấy một khối mềm mại. Hắn sửng sốt. Toại cổ kim hỏi, còn muốn ngủ không? Giọng nói hơi run rẩy. Diệp Quân đáp, ta càng khó chịu hơn. Toại cổ kim. Bởi vì huyết mạch phong ma được kích hoạt, cộng thêm ý chí của hắn vì chống cự lại huyết mạch thần bí đó mà lúc này ý chí gần như đã kiệt quệ, thì làm sao có thể chịu được sự kích thích này của Toại cổ kim chứ? Hắn cảm nhận sự mềm mại từ tay truyền tới, lại liên tưởng đến một vài hình ảnh trước đó, hắn cảm thấy huyết mạch toàn thân lập tức sôi sục lên, hắn không còn khống chế được bản thân nữa, nháy mắt xoay người đè Toại cổ kim xuống dưới. Sắc mặt Toại cổ kim lập tức thay đổi, cô ta không hề phản kháng, mà chỉ lạnh lùng quan sát Diệp Quân. Giờ phút này Diệp Quân thực sự đau đớn không chịu nổi nữa, không chỉ bên trong người đau đớn mà chỗ khác cũng đau đớn. Cảm giác đó giống như cơ thể bị phồng khí, sắp bị nổ tung đến nơi. Nhưng hắn vẫn giữ tia lý trí cuối cùng, bởi vì hắn biết, nếu hắn làm như vậy sẽ làm tổn thương người phụ nữ trước mặt này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng thực sự rất khó chịu. Hắn cúi đầu, chán hắn chạm nhẹ lên chán Toại cổ kim, run giọng hỏi, ta chỉ cọ một chút, không tiến vào liệu có được không? Toại cổ kim cho rằng hắn muốn cọ chán, thế là gật đầu đồng ý. Lề mà lề mề, mãi không tiến vào. Cái gật đầu của Toại cổ kim khiến Diệp Quân hưng phấn không kiềm được. Nhưng sau đó chỉ thấy sắc mặt cô ta xa sầm, đầu óc mờ mịt. Không phải muốn làm à? Thế thì làm đi chứ. Cô ta quắc mắt trừng Diệp Quân như muốn đấm vỡ đầu hắn, nhưng thấy mặt hắn nhăn tít thì lại giật mình. Vì thần thức đã được dung hợp mà cô ta có thể cảm nhận được hắn đang khó chịu và khổ sở đến nhường nào từ thân thể đến linh hồn, trong khi những đau đớn vượt xa khả năng chịu đựng của người phàm ấy vốn nên do Toại cổ kim gánh chịu. Vậy mà Diệp Quân không những nhận thay cô ta mà còn gắng gượng chèn ép thú tính của mình. Toại cổ kim biết giờ phút này hắn có thể nhịn chỉ để ấy ấy thôi đã là cả một nỗ lực. Vẻ nhăn nhó của hắn khiến cô ta im lặng rũ mắt. Diệp Quân bây giờ đang cực kỳ khó chịu, một cảm giác chưa từng có.
Bốn thứ huyết mạch lồng lộn lên khiến hắn phải chịu đựng cơn đau như thiêu đốt, ý chí như sắt thép cũng sắp chịu không nổi, lại còn đối mặt với tấm thân ngọc ngà này khiến thú tính của hắn dần chiếm thế thượng phong. Hắn chỉ muốn phát tiết. Bằng không thì chẳng khác gì tra tấn. Nhưng trong ý thức của hắn vẫn giữ lại một tia lý trí. Hắn nhẹ nhàng cả trán mình vào trán Toại Cổ Kim, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được hơi thở của đối phương. Hắn đè lửa dục trong lòng lại, chỉ có thể chạm vào cô ta từng chút một. Môi họ chạm nhau nhiều lần nhưng đều nhanh chóng tách ra. Bầu không khí dần trở nên mập mờ. Cửa đã mở mà không thể vào, đúng là chỉ có đàn ông chân chính mới sở hữu nghị lực này. Diệp Quân thà rằng phải đánh nhau với 10 chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt Toại Cổ Kim ửng đỏ, nhịp thở nhanh hơn. Hai bên đều như bị hành hạ. Toại Cổ Kim chỉ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, đồng thời cũng sung sướng hơn bao giờ hết, ấy vậy mà lại không hoàn toàn sảng khoái, ngược lại bứt rứt như có kiến bỏ dưới da. Cả hai đều biết phải làm sao để được thoải mái nhất, nhưng đồng thời đều giữ lại được lý trí. Thấy Toại Cổ Kim không phản kháng, Diệp Quân cũng dần to gan hơn. Tiếp tục thôi. Cứ như thế, lại qua một hồi lâu sau, ba loại huyết mạch trong người hắn cuối cùng cũng trấn áp được loại thứ tư. Hắn bất ngờ ấn một nụ hôn lên môi Toại Cổ Kim. Cô ta mở to mắt, vừa định vùng ra thì nghe giọng hắn vang lên trong đầu, ta đã trấn áp huyết mạch kia, nay truyền nó về lại cho cô cứ từ từ mà hấp thu. Một luồng sức mạnh hùng hậu chảy vào cơ thể khiến khí tức của Toại Cổ Kim tăng lên. Huyết mạch kia vừa biến mất, Diệp Quân ngay lập tức thõng người xuống như chút được gánh nặng. Nhưng động tác này khiến cả hai cứng đờ. Một hồi sau, Toại Cổ Kim chừng hắn, vào rồi hả? Diệp Quân, có một chút thôi. Cô ta thở phào, vậy xem như chưa có gì. Diệp Quân, lại qua một hồi nữa, hai người lục tục mặc đồ vào. Diệp Quân ngồi phịch xuống một bên, tuy đã khôi phục rất khá nhưng vẻ mặt vẫn mỏi mệt vô cùng. Toại Cổ Kim đối diện thì bưng gương mặt lạnh như tiền. Không ai lên tiếng. Cuối cùng Toại Cổ Kim nói, hôm nay không có gì xảy ra cả. Diệp Quân im lặng. Toại Cổ Kim liếc hắn, nghe không? Diệp Quân vẫn im. Thấy Toại Cổ Kim phát cáu, hắn mới nói, chúng ta đi thôi. Rồi đứng dậy ra ngoài. Toại Cổ Kim nhìn theo một hồi rồi cũng đi theo. Bước khỏi điện đồng rồi, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa tỉnh mộng. Rồi hỏi, Toại cô nương, huyết mạch đó là gì vậy? Câu hỏi của hắn khiến Toại Cổ Kim trở nên mất tự nhiên, chỉ ngoảnh mặt đi không nói. Diệp Quân lại tò mò khi thấy huyết mạch kia có thể rằng co rất lâu với ba loại phong ma, phàm nhân và viêm hoàng, đã vậy nó chỉ là một giọt máu mà thôi. Nếu nhiều hơn thì phải đến mức nào nữa? Hắn nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim đến khi nghe cô ta nói, không biết. Diệp Quân biết vì sao cô ta tỏ ra xa cách. Bèn kéo tay áo người ta hiểu ý cô nương, vừa rồi không có gì xảy ra thì không có gì xảy ra cả. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau như bạn bè lúc trước mà thôi. Tiểu hồn, Toại Cổ Kim nhìn hắn bằng cặp mắt tĩnh lặng như đáy hồ. Diệp Quân vội chữa cháy, cô muốn thế nào thì là thế ấy, ta tuyệt đối không cãi. Toại Cổ Kim bấy giờ mới chịu, nó không phải huyết mạch bình thường. Cô ta vươn tay gọi chiếc nhẫn xuất hiện. Đưa cho Diệp Quân xem, người phá phòng ấn được không? Hắn gật đầu, được. Rồi rút kiếm thanh huyền ra gõ nhẹ vào, phòng ấn trên nhẫn lập tức biến mất. Hai luồng thần thức tràn vào, sau đó đồng thời sửng sốt. Một quả ấn đồng lớn bằng bàn tay rơi vào tay Diệp Quân, bên trên có khắc bốn chữ vũ trụ cộng chủ. Vũ trụ cộng chủ. Hai người không hiểu gì hết. Diệp Quân hưng phấn, đây là ấn của chủ chung vũ trụ sao? Toại Cổ Kim quan sát ấn đồng một hồi cũng không thấy gì đặc biệt hay phát hiện có năng lượng dao động, bèn nói. Để ta xem thử. Diệp Quân đưa ấn qua, cô ta liếc hắn một cái rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét, dùng thần thức ùa vào nhưng nó lập tức biến mất như cát rơi vào biển. Toại Cổ Kim không khỏi vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Diệp Quân, tiếc rằng ban nãy không hỏi người kia. À không, ta nhớ ông ta nói mình là người giữ ấn, vậy chứng tỏ thứ ông ta bảo vệ chính là thứ này. Toại Cổ Kim, vậy tại sao ông ta lại bỏ đi? Diệp Quân nghĩ một hồi, có khi nào ông ta quên trong điện có quả ấn và giọt máu kia? Toại Cổ Kim im lặng, quả thật là có khả năng ấy, và lại người kia trông cũng bất thường, trí nhớ cũng khuyết thiếu. Cô ta lại quan sát quả ấn một hồi,
quay qua hỏi Diệp Quân, cho ta được không? Hắn cười, được chứ. Toại cổ kim, ta nói là cho ta. Diệp Quân gật đầu, không thành vấn đề. Toại cổ kim im lặng nhìn hắn. Diệp Quân chợt hiểu ra, bây giờ còn chưa xác định nó có phải ấn của chủ chung vũ trụ không, mà cho dù phải thì cô nương cứ lấy nếu muốn. Toại cổ kim, vì sao? Diệp Quân đáp theo bản năng, cô quý giá hơn nó nhiều. Vừa nói xong thì thấy không đúng lắm, hắn bèn quay sang nhìn, vẫn không nhìn ra được buồn vui trên mặt đối phương. Một hồi sau, Toại cổ kim mới nói, cảm ơn. Thấy cô ta không nổi giận, Diệp Quân bèn cười, không có gì. Hắn lại lấy bốn ngọn lửa kia ra, nhìn chúng nó ngoan ngoãn tụ tập. Tò mò nói, bọn này cũng đặc biệt. Nếu tháp gia chưa nâng cấp thì cũng không phải đối thủ của chúng. Toại cổ kim nhìn theo, chúng cũng đến từ văn minh tổ. Diệp Quân nhìn xung quanh, nơi này cũng vậy. Toại cổ kim, tương truyền bọn họ có thần điện cộng chủ rộng bằng một tinh vực, nhưng nơi này lại không có. Diệp Quân, có lẽ vẫn là có liên quan. Bỗng bốn mắt nhìn nhau. Tâm linh tương thông, đồng thời nghĩ về một điều. Diệp Quân hạ giọng, người kia hối hả rời đi, có thể là đang trở về văn minh tổ chân chính. Hắn nhìn về đằng xa, dùng thần thức đuổi theo nhưng không bắt được khí tức nào. Sắc mặt bèn xa sầm. Toại cổ kim, không vội, bọn họ xuất hiện sẽ kinh động vũ trụ. Chúng ta cứ giăng lưới trước, có tin tức nào thì cũng sẽ biết đầu tiên. Diệp Quân gật đầu, được. Toại cổ kim, vậy đi thôi. Diệp Quân, khoan đã. Rồi hắn vung tay thu cung điện bằng đồng kia vào tháp, cười nói. Thứ này chất liệu đặc biệt, nếu có thể chế thành khôi giáp thì sẽ rất mạnh, không thì bán lấy tiền cũng được. Cô biết ta nghèo mà. Toại cổ kim gật đầu, đưa một chiếc nhẫn cho hắn. Diệp Quân, đây là gì? Toại cổ kim, hơn 3.000 tiên nguyên mạch cực phẩm. Diệp Quân ngẩn ra rồi cười hớn hở, cảm ơn. Thấy ánh mắt hắn trở nên cuồng nhiệt, Toại cổ kim vội ngắt lời, đừng nghĩ nhiều, đây là vì ngươi cho ta ấn của chủ chung vũ trụ. Nụ cười biến mất, Diệp Quân thấp giọng nói, cô không cần nhắc lại, ta đều hiểu cả. Nếu không vì nhờ cha và cô thì ta đã không có cơ hội tiếp xúc với nhân vật như cô nương. Toại cổ kim nghe vậy thì vặc lại, đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt. Ngươi biết ta không có ý đó, ta thèm vào để ý ngươi. Rồi lập tức đi nơi khác. Diệp Quân, Toại cổ kim và Diệp Quân sóng vai đi bên nhau trong tinh không. Người trước mặt lạnh như tiền, người sau một mực không lên tiếng. Cứ thế mà đi. Một hồi sau, Diệp Quân cau mày khi phát hiện những khí tức lờ mờ xung quanh. Chỉ thấy thời không rung động, một người lạ mặt khoác áo choàng đen bước ra. Cảnh giới bất hủ đế chủ. Người đó khàn khàn cất tiếng, đi ra từ tiên phủ bí ẩn, ắt đã đoạt được gì đó. Chẳng hay hai vị có ngại cùng chia sẻ. Diệp Quân vung kiếm chém ra. Người kia bị đẩy bay đi nghìn trượng. Chỉ thấy sáu tên khác cùng cảnh giới bất hủ đế chủ bất ngờ xuất hiện gần đó. Diệp Quân kéo Toại cổ kim bỏ chạy. Đuổi theo. Người lạ mặt lạnh lùng quát. Diệp Quân ngự kiếm kéo theo Toại cổ kim, sắc mặt âm u. Đáng lẽ người của Toại cổ kim phải xuất hiện chi viện nhưng lại không đến, chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Cũng có thể hiểu được. Bí cảnh tiên phủ này có liên quan đến văn minh tổ, làm sao mà không bị người dòm ngó. Nay họ lại toàn mạng trở ra, tất nhiên sẽ bị người khác tìm đến. Diệp Quân hỏi Toại cổ kim, có liên lạc được với người của cô không? Cô ta lắc đầu. Diệp Quân xa sầm mặt. Như cảm nhận được gì đó, hắn dừng lại. Tinh hà bốn phía chuyển động, sau đó là những trận pháp màu đỏ sẫm xuất hiện bao phủ họ lại như một lồng giam. Bảy tên cường giả trước đó hiện ra phía sau họ. Kẻ đi đầu nói, chỉ cần các ngươi giao nộp những gì lấy được trong tiên phủ, chúng ta sẽ lập tức đi. Diệp Quân đáp lại, các người biết cô ta là ai? Người kia, các chủ của văn minh Toại Minh, sao có thể không biết? Diệp Quân, không sợ bị trả thù à? Người kia, trên đời phàm là gì càng nguy hiểm thì càng có cơ hội phát tài mà. Diệp Quân hỏi Toại cổ kim, cô vào tháp nhé. Cô ta lắc đầu. Diệp Quân không biết nói gì. Toại cổ kim đó giờ không ra tay nên hắn không biết cô ta mạnh đến đâu, chỉ biết là cũng không đến đâu cho lắm. Toại cổ kim nhìn xung quanh, bọn họ không chỉ có nhiêu đây. Diệp Quân gật đầu. Toại cổ kim, phải trở lại cựu thổ. Không ai có thể từ chối cám dỗ đến từ bảo vật văn minh tổ,
cho dù biết Toại Cổ Kim là người của Toại Minh cũng sẽ bí quá hóa liều. Nếu Toại Cổ Kim còn đang ở cựu thổ thì sẽ không ai dám lỗ mãng, ngặt nỗi bây giờ cô ta lại đang cách nơi đó quá xa. Diệp Quân, sức mạnh cô thế nào? Toại Cổ Kim, cũng khá. Diệp Quân quay lại, khá. Toại Cổ Kim, ừ. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, thế có chạy không? Lên. Nào ngờ người bí ẩn bên kia đã quát lên. Trận pháp khởi động, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Bảy cường giả kia cũng đồng thời lao tới như sấm. Diệp Quân ôm chầm lấy eo Toại Cổ Kim, dùng suy nghĩ điều khiển kiếm thanh huyền xuyên qua thời không, đưa cả hai biến mất. Khiến những người kia vồ hụt. Người bí ẩn cũng muốn đuổi theo nhưng phát hiện bọn họ đã rời khỏi tinh vực này. Nhất thời nổi giận đùng đùng. Bỗng một người đàn ông mặc áo gấm, đeo mặt nạ đồng cổ xuất hiện. Những người kia vội thi lễ, công tử. Người kia cười, ta đã nhắc các ngươi, thanh kiếm của Diệp công tử kia bất phàm rồi, đại trận thời không này không ngăn được hắn đâu. Người bí ẩn, đó rốt cuộc là gì? Công tử mặt nạ, là kiếm do thiên mệnh váy trắng tạo ra. Người bí ẩn tỏ vẻ nghi ngờ. Công tử cười, các ngươi không biết cũng bình thường, đó là người đã vô địch suốt ba phần. Y phì cười, thôi không nói nữa, đi. Rồi xoay người biến mất. Trong đường hầm thời không, Diệp Quân vốn chỉ ôm eo Toại Cổ Kim nhưng vì khoảng cách quá xa hoặc tốc độ quá nhanh mà biến thành ôm cả người cô ta vào lòng, mặt đối mặt. Eo cô ta rất bé, ôm vào cực vừa tay. Hắn kề chán sát vào Toại Cổ Kim, cảm giác mềm mại áp vào cơ thể và lòng bàn tay khiến trong lòng hắn dâm ran khó nhịn. Toại Cổ Kim cứng đờ, thốt lên, cho ta vào tháp. Diệp Quân ma xui quỷ khiến mà đáp, không cho. Toại Cổ Kim ngẩng phát lên làm hắn nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy, sắp đến rồi. Cô ta mới im lặng nghiêng đầu sang bên, đặt cằm lên vai hắn. Tay Diệp Quân cũng biết điều mà chỉ ôm eo chứ không làm gì khác. Mặt Toại Cổ Kim hơi đỏ lên, không phải vì nghĩ nhiều mà là vì huyết mạch trong người. Nó vốn bị ba loại huyết mạch của Diệp Quân trấn áp, lại còn vì từng dung hợp mà bao gồm một ít thuộc tính của phong ma. Bây giờ khoảng cách quá gần, hơi thở đàn ông và huyết mạch trong người hắn khiến cô ta sinh ra một cảm giác lạ lẫm. Nếu mà nói một cách phức tạp thì giống như linh hồn rời khỏi thân thể, cả người cứ mông lung như đi trên mây, trời đất quay cuồng đảo điên. Những suy nghĩ đáng xấu hổ xuất hiện trong đầu nhưng lại không điều khiển được thân thể, càng không muốn nghĩ thì những suy nghĩ kia càng trở nên rõ ràng như vong hồn đeo bám không dứt. Cô ta chỉ cảm thấy mình như bị đào rỗng. Sinh ra khao khát muốn tìm thứ gì đó không rõ đến bù đắp lại. Nói đơn giản lại, ham muốn. Diệp Quân cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy lý trí còn đó nhưng cơ thể đã phản ứng. Nhưng so với những suy nghĩ xấu hổ của Toại Cổ Kim, hắn chỉ muốn vui vẻ ôm lấy cô ta. Toại Cổ Kim thường ngày là người cao ngạo xa cách, ăn nói cẩn trọng, lạnh lùng với mọi người. Giờ phút này nằm trong tay hắn lại có vẻ yếu ớt khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Bỗng bất ngờ hôn lên tai cô ta. Toại Cổ Kim giật nảy mình, hai tay quắp chặt quanh eo hắn, đáp trả bằng cách cắn lên vai. Cảm giác là lạ xông lên từ bụng dưới rồi lan tràn khắp cơ thể, tiến vào linh hồn cô ta. Không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nó. Một hồi sau, cảm giác ấy và những khó chịu, dâm ran và xấu hổ cũng rút đi như thủy triều. Toại Cổ Kim trở lại như bình thường. Sau đó bất ngờ phát cáu đấm vào eo Diệp Quân. Trai gái gì cũng vậy, trước chuyện ấy thì như ma, xong rồi thì như Phật. Nói văn nhã hơn thì lúc này làm hiền nhân đang vô cùng lý trí. Một hồi sau, họ xuất hiện ở một vùng tinh không lạ lẫm. Toại Cổ Kim xoay mặt đi, vừa ngượng ngùng vừa tức tối, cho rằng mình như vậy đều là do đàn ông gây ra, nếu trên đời không có đàn ông thì cô ta đã không xấu hổ như vậy. Đi được vài bước, cô ta nhận ra Diệp Quân không đi theo. Quay lại thì thấy hắn đã ngồi xổm xuống, miệng trào máu tươi. Toại Cổ Kim hết hồn, chợt nhớ lại ban nãy tu vi đã khôi phục nên đấm hắn vô cùng cật lực. Lý trí nói rằng cô ta có khôi phục trở lại thì cũng không đánh chết hắn nổi nhưng vẫn đi về phía hắn, lạnh lùng hỏi, chết chưa? Diệp Quân, đau. Lại ói ra một ngụm máu. Toại Cổ Kim vẫn lạnh tanh, ta có dùng sức đâu. Diệp Quân yếu ớt nói, ta lại không đề phòng cô. Thôi đi trước đi, để ta nghỉ một lát là được. Toại Cổ Kim xoay người đi, chưa được bao nhiêu đã quay về đỡ hắn dậy, bớt giả đò, đi. Diệp Quân. Hắn không dám được voi đòi tiên, bèn nương theo đứng dậy rồi nắm tay cô ta,
mà cô ta cũng không từ chối. Ha ha! Bỗng có tiếng cười khẩy truyền tới, thật là chàng hữu tình, nàng hữu ý. Diệp Quân nghe mà như lâm đại địch. Hắn quay lại, thấy một cô gái mặc áo đỏ như máu đứng đó. Phản Chiêu Đế! Sao người này lại ở đây? Hắn kinh hãi, vội vàng kéo Toại Cổ Kim ra sau lưng để bảo vệ, hai mắt không rời khỏi Phản Chiêu Đế. Đối phương thấy hắn bảo vệ Toại Cổ Kim như vậy thì xa sầm mặt. Diệp Quân nói với Toại Cổ Kim, cô đi trước đi. Cô ta lắc đầu. Diệp Quân, đi đi, ta không chắc có thể thắng cô ta không muốn cô cũng gặp phải mệnh hệ gì. Toại Cổ Kim lẳng lặng nhìn hắn. Phản Chiêu Đế nghe vậy thì nhíu mày, biến mất, tung ra một tia máu về phía Diệp Quân. Hắn hoảng hốt phung kiếm ra. Uỳnh, kiếm quang vỡ, hắn bị đánh bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại đã ói máu. Lần này là ói thật. Trên người cũng xuất hiện vô số vết rạn. Chỉ ăn một đòn thôi mà trọng thương thế này. Diệp Quân bất ngờ kêu lên, mẹ nó, cô chơi hách hả? Phản Chiêu Đế biến mất. Đồng tử Diệp Quân mở lớn. Một lần nữa bị đập bay. Chiếu dưới hoàn toàn. Diệp Quân ngu người. Sao tự dưng cô ta mạnh lên dữ vậy? Má nó chứ. Lại còn nhanh hơn hắn. Ai bật hack cho mà chơi à? Thấy Phản Chiêu Đế còn muốn đánh nữa, hắn la lên, đánh nữa là ta gọi cô đấy. Gọi đi. Phản Chiêu Đế chừng hắn, lẹ lên, gọi ta xem. Diệp Quân cứng đờ như đá. Vãi. Tự dưng phách lối dữ vậy. Gọi nhanh lên. Diệp Quân có chút đỡ không nổi, Phản Chiêu Đế này thật sự quá kiêu ngạo. Hắn chưa từng thấy người nào lớn lối như vậy. Cô mà cũng không sợ. Lúc trước người này từng bị cô chỉnh rồi đó chứ. Sao cô ta dám? Diệp Quân lại nói, Phản Chiêu Đế, ta gọi thật đó. Phản Chiêu Đế lạnh nhạt nói, ta chờ. Diệp Quân hô lên, cô. Không ai đáp lời. Vẻ mặt Diệp Quân cứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, gọi lại, cô. Vẫn không ai trả lời. Diệp Quân bối rối. Hắn gọi người khác, cha. Vẫn không có bất kỳ ai đáp lại. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, trên mặt như phủ thêm một tầng sương lạnh, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, thứ lưu manh ngày ngày chỉ biết lêu lỏng với đàn bà, người thấy mình có xứng bị đánh không? Diệp Quân há hốc mồm, Phản Chiêu Đế, cô đang nói gì vậy, cô? Phản Chiêu Đế đột nhiên cách không vung một quyền về phía Toại Cổ Kim, Diệp Quân thấy thế thì lập tức hóa thành một luồng kiếm quang vọt tới trước mặt Toại Cổ Kim rồi chém xuống một kiếm. Lúc này hắn đã vận dụng cả ba loại sức mạnh huyết mạch. Đối mặt với người phụ nữ kinh khủng này, hắn thật sự không dám bất cẩn chút nào. Chiêu kiếm vừa chém xuống, một luồng ánh sáng màu đỏ thẳm bị hắn cưỡng chế dừng lại ngay tại chỗ, nhưng hai tay hắn đã nứt toác, máu tươi chảy xuống. Trong ánh sáng đỏ lòm kia chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Diệp Quân thầm thấy hoảng trong lòng, người phụ nữ này đã tiến bộ vượt bậc quá mức rồi. Diệp Quân không dám nghĩ nhiều, hắn xoay người nói với Toại Cổ Kim, đi trước đi, gọi viện binh đến. Toại Cổ Kim nhìn Phản Chiêu Đế ở phía xa, bỗng Phản Chiêu Đế đột nhiên biến mất. Trong mắt Diệp Quân co rụt lại, hắn cảm giác như đang có một vùng tinh hà rơi xuống nghiền ép mình, bỗng chốc thấy nghẹt thở. Lúc này hắn không thể lui lại được, bởi vì Toại Cổ Kim đang ở ngay phía sau hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, hợp thể với kiếm rồi đẩy kiếm về phía trước. Vô số kiếm ý trật tự tuôn trào ra từ trong thân thể hắn, tạo thành một luồng kiếm thế vạn trượng mạnh mẽ chém ra. Nhưng kiếm thế của hắn cộng thêm ba loại sức mạnh huyết mạch vẫn không thể nào chống lại được sức mạnh của Phản Chiêu Đế, tất cả lực lượng của hắn đều đang bị áp chế. So với lúc trước, sức mạnh ác đạo trên người Phản Chiêu Đế đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, thấy cô ta vẫn ở đấy thì bỗng cả giận nói, sao chưa đi? Toại Cổ Kim quay đầu, ngốc muốn chết. Diệp Quân. Thấy Diệp Quân quan tâm Toại Cổ Kim như thế, trong mắt Phản Chiêu Đế lập tức dâng lên cơn thịnh nộ, cô ta đột nhiên vung tay đấm ra. Ầm ầm. Sức mạnh huyết mạch cùng kiếm thế quanh thân Diệp Quân lập tức bị đánh nát, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức đánh bay hắn và Toại Cổ Kim ra ngoài. Sau khi Diệp Quân và Toại Cổ Kim dừng lại, thân thể hắn đã nứt ra, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Hắn ngu người luôn. Thấy vết thương trên người Diệp Quân, Phản Chiêu Đế vốn đang định ra tay tiếp đột nhiên dừng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn sâu vào trong tinh hà xa xôi, hơi nhíu mày lại,
Một lát sau cô ta thản nhiên nhìn Diệp Quân, vung nắm đấm lên, không cố gắng tu luyện thì lần sau gặp lại ta còn đánh nữa. Nói xong, cô ta lạnh lùng liếc Toại Cổ Kim một cái, rồi sau đó xoay người rời đi. Thấy Phạn Chiêu Đế bỏ đi, Diệp Quân bỗng thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy quá áp bức. Cô ta vô cùng có khả năng đã đạt đến cảnh giới vực chủ. Diệp Quân thấy tê dần cả người. Sao cô ta tu luyện nhanh như vậy? Không bình thường. Hơn nữa người phụ nữ này nói chuyện cũng có gì đó rất lạ. Hắn thôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ chậm rãi ngồi xuống, cảm nhận được toàn thân nứt toác thì chỉ biết cười khổ. Toại Cổ Kim liếc nhìn tinh không phía xa, cô ta thu mắt lại rồi nhìn Diệp Quân ở đối diện, chứng kiến được thảm trạng của hắn thì rơi vào trầm mặc. Diệp Quân như nghĩ đến gì đó, hắn vội vàng ngồi dậy rồi nói, chúng ta đi mau thôi. Toại Cổ Kim nói, ngươi chữa thương trước đi. Diệp Quân lắc đầu, người phụ nữ kia rất có thể sẽ trở lại. Toại Cổ Kim nói, ngươi chữa thương trước đi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, cô ta chỉ nhìn hắn, ánh mắt không cho phép cãi lại. Diệp Quân nói, vết thương này không nhằm nhò gì đâu. Hắn thật sự sợ Phạn Chiêu Đế sẽ trở lại diệt khẩu mình. Toại Cổ Kim xòe tay ra, một viên đan dược xuất hiện trong tay cô ta, ăn đi. Diệp Quân không dùng tay nhận, mà chỉ há miệng ra. Toại Cổ Kim tát một cái lên miệng hắn, đan dược thuận thế trượt vào. Diệp Quân cũng không biết đan dược Toại Cổ Kim cho hắn ăn là gì mà dược hiệu vô cùng tốt, chỉ chốc lát thân thể hắn đã khôi phục lại bình thường. Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, đây là nơi nào? Diệp Quân hơi chột dạ đáp, không biết. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Lúc hai người vượt qua thời không, mục tiêu cuối là đến cựu thổ, nhưng nơi này hoàn toàn không khớp với vị trí của cựu thổ. Rõ ràng là có người muốn kéo dài thời gian ở chung với nhau. Ánh mắt Toại Cổ Kim có hơi lạnh, nhưng khi nhìn sợi máu tươi bên khóe môi Diệp Quân thì lại nhớ tới cảnh Diệp Quân đứng ra che chở cho mình mà chẳng màn điều gì, thế là cô ta chỉ đành rời mắt đi rồi nói, đi thôi. Diệp Quân vội vàng gật đầu, ừ. Hắn đi tới trước mặt Toại Cổ Kim, cô ta vẫn nhìn hắn, còn Diệp Quân cứ mặc cho cô ta nhìn, chỉ đưa tay ôm lấy eo cô. Bù! Hai người đã biến mất. Bên trong đường hầm thời không, hai người vẫn ở tư thế tiếp xúc thân mật, nhưng không ai nói gì. Không biết qua bao lâu, hai người đã về đến cựu thổ, sau đó Toại Cổ Kim xoay người rời đi. Diệp Quân lại trở về tế đàn thần võ tiếp tục tu luyện, dốc sức tu luyện. Phạn Chiêu Đế xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn khi trước rất nhiều. Áp lực quá lớn, vì để tiết kiệm thời gian, hắn quyết định đem tế đàn thần võ vào trong tiểu tháp để tu luyện luôn. Nhận được sự đồng ý của Toại Cổ Kim là hắn làm ngay. Trong hư không, Diệp Quân xếp bằng trên mặt đất, kiếm thanh huyên trôi nổi ở trước mặt hắn. Diệp Quân nói, tiểu hồn, ngươi có ý kiến gì à? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, sức mạnh ác đạo của Phạn Chiêu Đế đã không còn giống như trước nữa, cô ta chắc hẳn đã hấp thụ vô số ác nghiệp. Bây giờ cô ta đã sâu không lường được. Diệp Quân gật gật đầu. Lúc trước giao thủ với Phạn Chiêu Đế hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ đó rồi. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, nếu ngươi vận dụng sức mạnh tín ngưỡng của hiện tại thì có lẽ có thể chống lại được cô ta. Sức mạnh tín ngưỡng. Thật ra hắn còn một lá bài tẩy lớn nhất, đó là sức mạnh tín ngưỡng bây giờ của hắn. Sức mạnh đó đang tăng vọt theo từng ngày, người tín ngưỡng hắn mỗi lúc mỗi nhiều, hắn cũng ngày càng mạnh lên, bởi vậy nói đúng ra thì kiếm đạo trật tự của hắn cũng đang tăng lên theo từng ngày. Thêm vào kiếm thanh huyên, uy lực kia càng tăng lên gấp bội. Có điều đó là đòn sát thủ của hắn, trừ khi đến lúc cần liều mạng thì hắn sẽ không lật lá bài này lên. Tu luyện. Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, hắn hỏi, tiểu hồn, ngươi nói ta có thể thử hợp nhất ba loại huyết mạch được không? Tiểu hồn cả kinh nói, hợp nhất. Diệp Quân gật đầu. Tiểu hồn trầm giọng đáp, huyết mạch viêm hoàng thì có thể thử, nhưng huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân thì khó đấy. Huyết mạch viêm hoàng. Diệp Quân khẽ nói, ta muốn thử xem. Trong cơ thể hắn có ba loại huyết mạch đến từ những người khác nhau, bình thường thì nước sông không phạm nước giếng, chưa từng thật sự dung hợp với nhau. Nhưng hắn biết nếu chúng có thể dung hợp lại thì sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Quân bắt tay đầu tiên với huyết mạch phong ma, từ lần trước khi hắn lựa chọn không mâu thuẫn với huyết mạch phong ma thì bây giờ bọn họ đã khá là thân thiết với nhau.
mà bây giờ điều hắn muốn làm thử kết hợp hai loại huyết mạch trước. Bởi vì trong thời gian ngắn, hắn không thể cùng lúc nâng cao huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân được, bởi vậy chỉ có thể đi đường khác, đó là cho hai huyết thống này cùng dung hợp, rồi thay đổi về chất. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Quân mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng chiến đấu với những tổ tiên của nền văn minh Toại Minh, thì còn làm công tác tư tưởng cho hai loại huyết mạch. Cố vấn các, Toại Cổ Kim ngồi ở trong, trước mặt cô ta là một chiếc ấn bằng đồng, đó là ấn của chủ chung vũ trụ. Lúc này, một bóng mờ xuất hiện cách cô ta không xa, bóng mờ đó chậm rãi quỳ xuống, các chủ, thực lực của người phụ nữ kia quá mạnh, người của chúng ta không thể theo dõi được cô ta. Toại Cổ Kim nói, không phải lỗi của các ngươi. Bóng mờ kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Toại Cổ Kim gọi, Thiên. Vừa dứt lời, một cô gái mặc cơ giáp đã xuất hiện. Toại Cổ Kim nói, thần điện chủ chung sắp xuất hiện, các thế lực kia dù là ngoài sáng hay trong tối cũng đều sẽ dần lộ diện, phái hết người của chúng ta ra đi, cấp dưới tùy ngươi sắp xếp. Cô gái mặc cơ giáp gật đầu, đã rõ. Toại Cổ Kim lại nói, đi ra đi. Dứt lời, hai người đàn ông bỗng xuất hiện trong các. Nhìn thấy hai người, cô gái mặc cơ giáp hơi ngạc nhiên, hai người này là thủ lĩnh tình báo của văn minh Vĩnh Sinh và văn minh Cựu Thổ. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Toại Cổ Kim nói, từ giờ trở đi, tình báo của ba nền văn minh Cựu Thổ, Vĩnh Sinh và Toại Minh sẽ cùng chia sẻ chung với nhau, cho đến khi cuộc chiến tranh giành đại đạo kết thúc. Nói rồi, cô ta nhìn cô gái mặc cơ giáp, bọn họ sẽ bàn bạc với ngươi. Phương diện tình báo cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ có một yêu cầu, đó là giám thị toàn bộ vũ trụ, bất kỳ thế lực nào mới xuất hiện hoặc xuất hiện lại đều phải tra cho rõ tất cả nội tình của họ cho ta. Cô gái mặc cơ giáp thi lễ, tuân lệnh. Toại Cổ Kim nói, lui xuống đi. Cô gái mặc cơ giáp chắp tay rồi sau đó yên lặng lui xuống, hai người còn lại cũng thi lễ trịnh trọng với Toại Cổ Kim, sau đó rời đi. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại, u. Vừa nói xong, lại có một cái bóng nhẹ nhàng đi vào, chiếc bóng dần ngưng tụ thành một cô gái mặc áo bào đen, trong tay cô ta còn cầm một thanh trường kiếm có vỏ. Toại Cổ Kim, nói. Cô gái thấp giọng nói nhỏ, Toại Cổ Kim nghe một lúc thì dần nhíu mày lại, càng về sau, ánh mắt cô ta càng trở nên lạnh lẽo, quả nhiên vẫn chưa hết hy vọng. Cô gái áo bào đen cầm trường kiếm không nói gì. Toại Cổ Kim đột nhiên nhìn cô ta, từng giao thủ với Phạn Chiêu Đế rồi à? Cô gái áo bào đen gật đầu, vâng. Toại Cổ Kim hỏi, thế nào? Cô gái áo bào đen đáp, phân 46, ta 4. Toại Cổ Kim không nói gì. Cô gái nói áo bào đen lại nói tiếp, cô ta chưa dùng toàn lực. Nói rồi lại bổ sung thêm, ta cũng vậy. Toại Cổ Kim nói, tạm thời cô ta không phải là kẻ địch, không cần nhắm vào cô ta. Cô gái áo bào đen gật đầu. Toại Cổ Kim nói, lui xuống đi. Cô gái kia bỗng nói, hắn không có năng lực bảo vệ ngươi, lần sau đừng đi theo hắn một mình nữa. Toại Cổ Kim nhìn về phía cô gái áo bào đen, ta bảo ngươi lui. Cô gái áo bào đen yên lặng không nói nữa, hơi thi lễ rồi lặng lẽ rời đi. Sau khi cô gái áo bào đen lui đi, Toại Cổ Kim lấy một quyển sách ra, đó là Quan Huyên Pháp. Cô ta cẩn thận lật đọc xem, muốn hiểu hết tất cả luật ở trong này. Cô ta biết rõ toàn bộ luật pháp của Cựu Thổ. Cũng rõ ràng khuyết điểm và ưu điểm của luật pháp Cựu Thổ hơn ai hết, thêm vào việc cô ta đã nằm lòng vô số sách cổ sử, bởi vậy trên thế gian này không có ai thích hợp để thay đổi Quan Huyên Pháp hơn cô ta rồi. Bên trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi xếp bằng trong tinh không, máu nóng toàn thân hắn sôi trào, cả người như đang bị lửa thiêu đốt. Ba loại huyết mạch dung hợp. Không thể không nói chuyện này khá khó khăn, bởi vì trước giờ huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân không hợp nhau. Bọn chúng có thể hòa bình chung sống trong cơ thể hắn nhiều năm như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, còn dung hợp ấy à, có là Diệp Quân tụi nó cũng không nể mặt. Diệp Quân cũng không định từ bỏ, hắn đang không ngừng giao tiếp với hai loại huyết mạch kia, làm đủ mọi cách từ khuyên nhủ, nói đạo lý, chân thành xin xỏ, đến bán thảm ăn vạ. Hai loại huyết mạch không chịu được hắn ỉ ôi nên cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tuy hai loại huyết mạch không có định ý thâm thù đại hận gì, nhưng Diệp Quân phát hiện muốn để chúng nó dung hợp vẫn vô cùng khó khăn, bởi vì sức mạnh của cả hai đều vô cùng khủng bố, lúc dung hợp cho dù có là thân thể kiếm ý trật tự của hắn cũng có chút không chịu nổi. Bây giờ lại có thêm vấn đề mới, là thân thể hắn không chịu được. Diệp Quân có chút đau đầu, tất nhiên nhiều hơn vẫn là hưng phấn,
phải biết bây giờ sức mạnh trật tự của hắn khủng bố đến mức nào. Cơ thể hắn được ngưng tụ thành từ những sức mạnh trật tự đó, vậy mà vẫn không thể chịu được sự dung hợp của cả hai loại huyết mạch. Có thể tưởng tượng ra, nếu thân thể đủ mạnh thì khi hai loại huyết mạch dung hợp với nhau sẽ kinh khủng đến mức nào. Phải rèn luyện thân thể. Vì để cho thân thể có thể chịu đựng được hai loại huyết mạch dung hợp, hắn quyết định sẽ tu luyện đột phá thân thể, nhưng không phải chỉ tu luyện theo cách truyền thống, mà là hắn muốn dung hợp kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của mình lại rồi tôi rèn cơ thể. Nói là làm liền. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ đến Phạn Chiêu Đế thôi là đã có động lực vô ngần. Nhất định phải nâng cao thực lực lên nhiều hơn. Bên ngoài, nửa tháng sau. Ngoài tiểu tháp. Hôm đó Toại Cổ Kim và Diệp Quân cùng đến thành Quan Huyên, tòa thành này được Toại Cổ Kim giúp đỡ xây dựng, dù quy mô không lớn như thành Thiên Đô nhưng cũng không hề nhỏ, có thể chứa được hơn 100 triệu sinh linh. Mà kiểu thành trì này được cô ta hỗ trợ xây dựng một loạt 120 tòa. Có thể nói, thập hoang, cổ hoang và nền văn minh Bỉ Ngạn có thể ổn định nhanh như vậy là nhớ công lao lớn nhất từ cô ta, nhất là những cường giả nền văn minh Toại Minh được cô ta phái tới. Nhờ có họ bảo vệ xung quanh nên mới tránh được rất nhiều vấn đề phát sinh. Diệp Quân nhìn thành Quan Huyên trước mắt, hắn khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Toại Cổ Kim ở bên cạnh, chân thành nói, cảm ơn. Hắn biết nếu như không có cô gái trước mắt này giúp đỡ thì vũ trụ Quan Huyên chắc chắn không thể đặt chân đến nơi này được. Hôm nay Toại Cổ Kim mặc một chiếc váy trắng đơn giản, dung nhan tuyệt thế, lúc vừa xuất hiện ở cửa thành cùng với Diệp Quân đã thu hút sự chú ý của vô số người. Nghe Diệp Quân nói thế, Toại Cổ Kim vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không đáp lời. Diệp Quân biết tính cách của cô ta nên cũng không nói thêm gì, cả hai cùng tiến vào trong thành, vừa vào trong Diệp Quân đã thấy trên vách tường dọc hai bên đường được viết rất nhiều chữ lớn, thành lập trật tự Quan Huyên, cùng xây dựng vũ trụ hòa bình. Đây chính là khẩu hiệu hiện tại của vũ trụ Quan Huyên. Mà nhờ mục khoản tuyên truyền mạnh mẽ nên giờ đứa bé 3 tuổi cũng có thể đọc thuộc rành rành. Diệp Quân nhìn hai bên đường phố rất phồn hoa, đầu đầu cũng là cửa hàng, trước cửa hàng thì có các sạp nhỏ bày bán những vật dụng sinh hoạt bình thường, mặc dù bày rất nhiều đồ nhưng không hề ngổn ngang lộn xộn, hơn nữa còn cách khá xa vị trí cửa hàng nên cũng không ảnh hưởng gì đến phía sau làm ăn. Vũ trụ Quan Huyên là một thế giới võ giả, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều người bình thường, dù sao không phải ai cũng thích hợp để tu luyện. Diệp Quân và Toại Cổ Kim đi trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt ngoái lại xem. Nhất là Toại Cổ Kim, vẻ đẹp của cô ta như vượt khỏi nhân gian, cho dù là các cô gái khác đi ngang qua cũng không nhịn được phải nhìn cô ta thêm vài lần. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, ăn gì không? Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quân lại kéo tay cô ta, ăn mì đi. Nói rồi, hắn dẫn cô ta đến một quán mì, ông chủ trông thoạt chừng 50 tuổi, vóc người mập mạp, nhưng khuôn mặt rất hàm hậu. Nhìn thấy Diệp Quân và Toại Cổ Kim đến thì vội vàng cầm khăn lau chạy đến bàn của hai người lau chùi sạch sẽ, sau đó nở nụ cười sán lạn, hai vị muốn gọi mì gì? Diệp Quân cười nói, cho hai bát gì cùng được. Được. Ông chủ vắt tấm khăn lau lên vai rồi xoay người chạy vào bếp, mẹ lũ nhỏ ơi, có khách gọi món, mau rửa rau cho sạch, mau. Trong phòng vang lên giọng của một người phụ nữ, được được. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, chỉ cười chứ không nói gì. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm của Diệp Quân, Toại Cổ Kim nhìn thẳng hắn, nhìn làm gì, có gì đáng xem à? Diệp Quân chỉ cười chứ không trả lời. Toại Cổ Kim hừ một tiếng, không nói nữa. Diệp Quân cầm ấm trà trên bàn lên rót cho cô ta một chén, rồi lại rót cho mình một chén, hắn bưng lén uống một hớp rồi nói, Toại cô nương, ta muốn thỉnh giáo cô một vấn đề. Toại Cổ Kim không nói lời nào, chỉ bưng chén trà lên uống nhẹ một hớp nhỏ, đây chỉ là nước trà bình thường đến không thể bình thường hơn. Diệp Quân nói, ta muốn dung hợp ba loại huyết mạch của ta, bây giờ ba bọn nó đã đồng ý rồi, nhưng ta phát hiện thân thể mình lại không chịu được sức mạnh ấy. Bây giờ ta đang cải tạo lên cơ thể của bản thân, nhưng khá là chậm. Ta biết dục tốc thì bất đạt, nhưng ở tình thế bây giờ, ta không thể không vội. Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quân nhìn cô ta, chờ nghe câu trả lời. Toại Cổ Kim bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, đành lườm hắn một cái, đừng nhìn ta nữa. À, Diệp Quân rời mắt đi. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nói chuyện ngay, một lúc sau, cô ta mới lên tiếng, người có tu luyện thế nào cũng vô dụng thôi.
Diệp Quân có chút không rõ, là sao? Toại cổ kim nhìn, tự ngươi ngẫm lại đi. Diệp Quân cười khổ, không biết tại sao chứ lần nào đi theo cô ta cũng thấy mình như đứa ngu. Mí mắt Toại cổ kim giật lên, không nói gì mà chỉ nâng chén trà lên uống thêm một hớp. Diệp Quân hỏi, ý của cô là kẻ thù của ta quá mạnh, cho dù ta có rèn luyện nâng cao thế nào đi nữa thì thực lực của bọn họ luôn luôn vượt xa ta, đúng không? Toại cổ kim gật gật đầu, vấn đề lớn nhất của ngươi không phải là ở thực lực, mà là ở đối thủ. Nếu đối thủ của ngươi chỉ dừng lại ở cựu thổ, ngươi sẽ biết rõ làm thế nào mới đánh bại được bọn họ, bởi vì giới hạn của cựu thổ chỉ có thế thôi, ngươi sẽ có một mục tiêu rõ ràng. Nhưng bây giờ đối thủ của ngươi là ai? Thực lực chân chính của đối phương đạt đến mức độ nào? Ngươi không biết gì cả, trong tình huống này, ngươi có đột phá lên bao nhiêu cũng uổng công thôi. Diệp Quân trầm mặc. Toại cổ kim tiếp tục nói, cho dù là phản chiêu đế hay là chủ nhân bút đại đạo, ngươi căn bản không biết rõ thực lực chân thật của bọn họ, vậy nên ngươi dựa vào đâu cho rằng sau khi dung hợp huyết mạch của mình lại là có thể chống lại bọn họ. Còn nữa, kẻ thù của ngươi chỉ có hai người họ thôi à? Trong vũ trụ này có rất nhiều cường giả đứng đầu mơ ước có được vị trí thần tọa chủ chung kia. Ngươi biết được bao nhiêu về bọn họ? Ví dụ nếu Bi Tâm Từ cũng muốn tranh cướp thần tọa chủ chung đi, ngươi có biết thực lực chân chính của cô ấy như thế nào không? Diệp Quân khẽ thở dài. Toại cổ kim liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Lúc này, ông chủ đã bưng hai bát mì nóng hổi đi đến cẩn thận đặt xuống bàn, cười nói, hai vị dùng ngon miệng nhé. Diệp Quân bỗng đứng lên đi đến cạnh băng ghế của cô ta, hắn cẩn thận rời bát mì đến trước mặt Toại cổ kim, Toại cô nương, vậy cô nói ta có cách nào giải quyết không? Toại cổ kim lạnh lùng nói, không biết. Diệp Quân thản nhiên ngồi xuống băng ghế trước mặt, an vị bên cạnh Toại cổ kim. Toại cổ kim trừng mắt hắn, sang kia ngồi. Diệp Quân mỉm cười, ta không có ý gì đâu, chỉ là có hơi kích động. Nhưng không hề xê dịch cái mông. Toại cổ kim dứt khoát đứng lên sang băng ghế đối diện ngồi xuống, cô ta không thèm để ý đến Diệp Quân, đoạn nếm thử mì của mình, thấy hương vị cũng không tệ nên lại ăn thêm một đũa nữa. Diệp Quân nhìn cô ta một cái, rồi cũng nếm thử mì của mình, sau đó ăn ngốn nga ngốn nghiến. Một lát sau, Diệp Quân lại ngẩng đầu lên nhìn toại cổ kim bị nhìn mà khó chịu, vốn định nổi giận nhưng nghĩ lại người này ra mặt dày, có nổi giận cũng chẳng có ích lợi gì. Thế là cô ta quyết định dùng lý lẽ để nói chuyện, ngươi đừng nhìn ta vậy nữa, nhiều người ở đây lắm, ngươi nên tôn trọng ta. Diệp Quân vội đáp, trên sách viết lúc nói chuyện với người khác thì phải nhìn thẳng vào đối phương, đó mới là tôn trọng người ta. Tiểu hồn, Toại cổ kim hỏi, vậy ngươi có thể đừng nhìn bằng ánh mắt bỉ ổi như vậy được không? Diệp Quân bất ngờ, hỏi trong lòng, tiểu hồn, ánh mắt của ta dung tục lắm à? Tiểu hồn đáp. Không chỉ ánh mắt dung tục mà nụ cười cũng bị ổi nữa. Diệp Quân, Toại cổ kim nói, người muốn giải quyết vấn đề gặp phải hiện tại thì chỉ có hai cách, một là biết rõ thực lực của đối thủ của ngươi, chỉ khi biết được họ mạnh như thế nào, người mới tính ra được bản thân thua kém họ bao nhiêu. Thứ hai, thương lượng với cô và cha ngươi một chút, người có thể tiếp tục tu luyện, nhưng xin họ đừng thả thêm đối thủ ra nữa, giống như trận chiến tranh giành đại đạo lần này. Đây rõ ràng không phải là cuộc chiến ngươi có thể tham dự được, có tham gia vào cũng chỉ để cho người ta đánh thôi. Diệp Quân trầm mặc. Toại cổ kim tiếp tục nói, còn nữa, ngươi phải hiểu được một chuyện, bây giờ ngươi đạt được đến trình độ này thật ra đã vô cùng ghê gớm rồi. Trong những người ta từng gặp, chỉ có hai người trong thế hệ trẻ xuất sắc hơn ngươi thôi. Diệp Quân bỗng thấy ngạc nhiên, ai vậy? Toại cổ kim nói, Bi Tâm Từ. Diệp Quân lại hỏi. Còn một người khác là? Toại cổ kim đáp, người đó ngươi cũng biết. Diệp Quân thấy hơi nghi hoặc, hắn cũng biết à? Ai thế? Toại cổ kim nói chung, ngươi nên bình ổn lại tâm thái, đừng so sánh bản thân với kẻ địch mà chính ngươi còn không biết, điều đó vô nghĩa. Diệp Quân cười khổ, nhưng ta đã tham gia vào cuộc chiến tranh giành đại đạo, bây giờ không thể rút ra được. Toại cổ kim nói theo bản năng, không phải còn có ta sao? Nói xong. Cô ta lập tức thấy hối hận. Diệp Quân lại nhìn về phía Toại cổ kim bỗng đập bàn một cái, ông chủ, cho cái tên không biết xấu hổ này thêm một bát mì nữa, hắn nói nhiều quá, bịt miệng hắn bằng mì đi. Mọi người, Diệp Quân nhìn về phía Toại cổ kim vẫn vô cảm, trông rất lạnh lùng, cô ta từ từ ăn mì, không đếm xỉa gì đến hắn nữa. Diệp Quân tất nhiên là thấy rất hài lòng,
hắn và vài đũa là hết mì, sau đó quay đầu lớn tiếng gọi, ông chủ, thêm một bát nữa. Được được. Ông chủ nở nụ cười tươi rói, hỏi hắn, khách quan, bát mì ban nãy phu nhân gọi người có ăn luôn không? Phu nhân. Sắc mặt Toại Cổ Kim lập tức lạnh lại, Diệp Quân vội vàng nói, ăn ăn, đem lên hết đi. Được. Ông chủ lại cầm một bát mì cho vào trong nồi. Toại Cổ Kim tiếp tục ăn mì, chỉ chốc lát cô ta đã ăn xong, như vẫn chưa hết thòm thèm, cô ta nhẹ nhàng uống thêm vài hớp nước cốt. Diệp Quân nhìn động tác của cô ta, trên mặt khó nhịn được nở nụ cười. Người phụ nữ này quả thật khiến hắn rất bất ngờ, hắn cứ tưởng kiểu người cao cao tại thượng này chắc chắn sẽ không thích mấy chuyện ăn vặt lề đường, nhưng không ngờ cô ta lại hiền hòa và hồn nhiên đến thế, không hề có cái cốt cách cao cao tại thượng kia. Toại Cổ Kim nhận ra ánh mắt của Diệp Quân, cô ta nhẹ nhàng đặt bát xuống rồi nhìn hắn, nghiêm túc nói, nơi này nhiều người như vậy, người đừng nhìn chằm chằm ta mãi vậy được không? Người không biết còn tưởng chúng ta có gì đó. Diệp Quân cười nói, ta không có ý gì cả, chỉ là thấy hơi bất ngờ. Toại Cổ Kim nhẹ nhàng lau đi nước mì vươn bên môi, bình tĩnh nói, người dẫn ta đến ăn mì là muốn cho ta trải nghiệm thử cuộc sống của thường dân đúng không? Diệp Quân nói, không có gì gạt được cô cả. Toại Cổ Kim nhìn, ta không phải vừa sinh ra đã được làm quan cố vấn đứng đầu. Diệp Quân lập tức thấy ngạc nhiên, có thể kể cho ta nghe chuyện khi trước của cô được không? Thật ra hắn có điều tra tư liệu của Toại Cổ Kim vì muốn hiểu cô ta hơn một chút, nhưng nền văn minh Toại Minh lại chẳng có tư liệu gì liên quan đến cô ta cả. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, không có gì để kể cả. Thấy cô ta không muốn nói, Diệp Quân cũng không hỏi nhiều nữa, hắn quay sang nhìn ông chủ đang làm mì, tuổi thọ của bọn họ không quá 100, đối với họ mà nói, thế giới hòa bình, có thể sống thật tốt đã là hạnh phúc. Nhưng nếu thế giới này không có quy tắc và hỗn loạn, bọn họ sẽ có thể chết đi bất cứ lúc nào, bởi vì chỉ cần hai cường giả hơi mạnh đến đây giao thủ, chỉ vẻn vẹn dư uy thôi cũng có thể khiến tòa thành này tan thành cho bụi trong chớp mắt. Toại Cổ Kim hắn, ngươi muốn quản hết cường giả trong vũ trụ này. Diệp Quân gật đầu, ừ. Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quân nói, ta muốn nghe ý kiến của cô. Toại Cổ Kim nói, suy nghĩ của ngươi không sai. Cho dù là người thành lập trật tự nào cũng sẽ lập ra các quy tắc nhằm hạn chế hành vi tùy ý làm bậy của người khác. Như cựu thổ cũng vậy, ở đây có trật tự và quy tắc, cường giả không được làm bừa. Nhưng vấn đề là ngươi làm sao phân phối tài nguyên vũ trụ này một cách hợp lý được. Diệp Quân trầm mặc. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, tài nguyên của các vũ trụ không phải vô hạn, ngươi định phân chia chúng như thế nào. Cho dù cuối cùng ngươi thống nhất được toàn bộ vũ trụ, không còn bất kỳ kẻ địch nào nữa. Nhưng ngươi có nghĩ tới một vấn đề là sau khi đối ngoại không còn địch nữa thì vấn đề sẽ xảy ra ở đối nội chưa? Nói rồi, cô ta dừng lại một chút mới tiếp lời, còn có một vấn đề xa xôi khác, đó là sau khi ngươi thành lập trật tự thì phải thành lập hệ thống luân hồi, một người chết rồi thì phải đầu thai. Mà đầu thai là một việc rất cần kỹ thuật, nếu người này khi còn tại thế có thế lực lớn, sớm móc nối quan hệ từ trước thì người đó có thể tự chọn cho mình một kiếp đầu thai sung túc, tiếp tục làm con ông cháu cha. Mà những người không tiền không quan hệ thì kiếp sau vẫn sẽ chỉ làm trâu làm ngựa như kiếp này thôi. Tiểu hồn. Diệp Quân cũng thấy hơi ngạc nhiên. Vấn đề này hắn đúng là chưa hề nghĩ tới. Có khi nào sau này sẽ xảy ra tình huống như Toại Cổ Kim nói không? Hoàn toàn có thể. Toại Cổ Kim nói tiếp, một trật tự chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ khiến người tầng dưới vô cùng đau khổ. Hơn nữa thế giới của chúng ta không phải là thế giới bình thường, mà là thế giới võ giả. Còn có thể luân hồi tái thế, chỉ bất cần một chút thì sẽ có người kiếp này làm trâu, kiếp sau làm ngựa, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Mà những người ở trên tầng cao nhất thì khác, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở trên cao, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Sắc mặt Diệp Quân có chút khó coi. Lúc này, hai bát mì nóng hổi đã được bưng lên. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn sắc mặt đã có chút khó coi của Diệp Quân, cô ta suy nghĩ một chút rồi mới nói, có nhiều lúc vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì vô tri thì họ sẽ không biết mình là trâu ngựa, nên có rất nhiều đế quốc phong kiến thực thi chính sách ngu dân. Chờ ta ăn xong rồi nói tiếp. Diệp Quân. Toại Cổ Kim tiếp tục ăn mì, cô ta không ăn như hùm như sói giống Diệp Quân, mà động tác gắp đũa rất tao nhã. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Toại Cổ Kim, cô có cái nhìn như thế nào về trật tự của ta? Toại Cổ Kim nhìn hắn, suy nghĩ của ta có quan trọng không? Diệp Quân gật đầu. Cô rất quan trọng với ta.
Toại Cổ Kim đang ăn mì bỗng khựng lại, cô ta nhìn Diệp Quân, ngươi đừng như vậy nữa, ngươi cần phải tôn trọng ta, giữa chúng ta trong sạch, ngươi nói như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm. Tiểu hồn. Toại Cổ Kim tất nhiên không muốn đôi co với Diệp Quân về vấn đề này, cô ta nói, nếu ngươi muốn biết suy nghĩ thật sự của người khác về trật tự của ngươi. Vậy ngươi có thể tự đặt tay lên ngực để tự hỏi bản thân mình, chỉ cần ngươi hỏi, ngươi sẽ có đáp án. Diệp Quân nói, hỏi gì? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu như không có người nhà của ngươi, vậy có ai tình nguyện tuân thủ theo trật tự của ngươi không? Một lời xuyên tim. Diệp Quân im lặng. Toại Cổ Kim hắn, có đáp án chưa? Diệp Quân gật đầu. Toại Cổ Kim nói, rất nhiều người tuân thủ trật tự của ngươi, nhưng liệu có khả năng họ chỉ đang mượn trật tự của ngươi để mưu lợi? Hoặc là vì người nhà ngươi nên không thể không tuân thủ trật tự ấy? Còn nữa? Nói rồi, cô ta đột nhiên lắc đầu, thôi. Diệp Quân nhìn về phía cô ta, sao không nói? Toại Cổ Kim bình tĩnh đáp, khó nghe, nói nhiều sẽ khiến ngươi thấy ghét. Diệp Quân mỉm cười nói, cô nói đi, nếu chút chuyện đó mà ta không tiếp thu được thì còn nói gì đến việc thành lập trật tự. Toại Cổ Kim vẫn lắc đầu, tiếp tục ăn mì, lần này cô ta ăn rất nhanh, chỉ chốc lát đã ăn xong. Diệp Quân nói, cô mà không nói là ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô đấy. Toại Cổ Kim lườm hắn một cái. Diệp Quân bật cười, cô nói đi, ta rất muốn nghe. Toại Cổ Kim bưng lấy bát mì uống một hớp nước cốt, sau đó mới nói, mời ta thêm một bát nữa đi. Diệp Quân gọi, ông chủ, thêm một bát nữa. Được. Ông chủ cười thích chí vô cùng. Toại Cổ Kim nói, ngươi không thể cứ treo việc thành lập trật tự ở bên mồm được, những chuyện ngươi đang làm là một loại cách mạng, một loại tạo phản, trước khi chưa có được thực lực tuyệt đối mà ngươi muốn thành lập trật tự. Ngươi đang tự rước phiền vào người đúng không? Nói rồi cô ta lại nhìn Diệp Quân, nếu như thực lực của ngươi bằng được một nửa cô của mình, vừa rồi ngươi hỏi ta sẽ không chút do dự trả lời là trật tự của ngươi rất tốt, là phước lành của cả vũ trụ, ta sẽ toàn lực giúp đỡ xây dựng trật tự của ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười. Toại Cổ Kim lại nói, cô của ngươi mạnh hơn hay chủ nhân bút đại đạo mạnh hơn? Diệp Quân đáp, cô ta. Toại Cổ Kim nhìn hắn, nếu như cô ngươi muốn thành lập trật tự thì ngươi nói xem, chủ nhân bút đại đạo có dám hó hé gì không? Diệp Quân. Toại Cổ Kim nói tiếp, cô để mặc cho ngươi thành lập trật tự, ngươi có nghĩ tới là vì sao không? Diệp Quân nhíu mày lại. Toại Cổ Kim nói, bà ấy để ngươi tung hoành như vậy là vì cảm thấy trật tự của ngươi tốt, tán thành với suy nghĩ của ngươi, hay là bởi vì ngươi là cháu của bà ấy? Diệp Quân im lặng. Toại Cổ Kim nói tiếp, từ trước đến nay, ngươi có từng dựa vào thực lực và trật tự của bản thân để thuyết phục được nền văn minh nào chưa? Hay chỉ một thế giới thôi cũng được? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, gần như đều là nhờ cô ta đến xử lý lúc tàn cuộc, đôi khi ông nội cũng đến giúp vài lần. Toại Cổ Kim gật đầu, vậy bây giờ nếu như Phản Chiêu Đế hoặc chủ nhân bút đại đạo đến đánh ngươi, ngươi làm được gì? Ngươi có thể tự xử lý không? Diệp Quân lắc đầu. Toại Cổ Kim nói, ta nói những lời này với ngươi không phải vì muốn đả kích ngươi, mà là muốn ngươi hiểu rõ tình cảnh thật sự của trật tự này. Hiện thực là không có bao nhiêu người tình nguyện tán thành trật tự của ngươi, mà ngươi bây giờ cũng không có thực lực để tự xây dựng nên một đạo thống trật tự. Nói rồi, cô ta lại nhìn Diệp Quân, những lời ta vừa nói đó là suy nghĩ thật lòng của ta. Diệp Quân gật gật đầu, cảm ơn cô đã nói sự thật. Toại Cổ Kim nói, có cách giải quyết. Đôi mắt Diệp Quân sáng lên. Toại Cổ Kim nhìn hắn, những cường giả đứng đầu kia sẽ không tán thành thành ngươi. Nhưng những người ở tầng lớp thấp hơn thì có thể. Nói rồi, cô ta quay sang nhìn vợ chồng ông chủ ở bên, ngươi xem, trên khuôn mặt họ tràn ngập sự vui vẻ, tại sao? Bởi vì quan huyên pháp đang bảo vệ bọn họ, ngươi đặt ra rất nhiều phúc lợi cho bọn họ hưởng thụ, ngươi đối xử tốt với bọn họ, thì tất nhiên bọn họ sẽ ủng hộ ngươi. Nói đơn giản hơn là dẫn theo chúng sinh cùng trưởng thành với ngươi, ngươi không được các cường giả đứng đầu ủng hộ, không sao. Ngươi tự tạo ra cho mình một nhóm cường giả đứng đầu là được, không có các thế lực siêu cấp ủng hộ cũng thế, ngươi tự tạo ra các thế lực đó là được. Diệp Quân híp mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, bây giờ điều ngươi cần làm không chỉ là nâng cao thực lực bản thân, mà còn phải dẫn theo những người sau lưng ngươi cùng trưởng thành, ngươi đã chọn vì chúng sinh, thì hãy để chúng sinh hòa làm một với ngươi thành một thể hoàn chỉnh. Như hiện tại, nếu như người phía dưới ngươi cùng đồng lòng hòa thành một,
ta có thể dám chắc, toàn bộ cựu thổ này, e là chỉ có bi tâm từ cùng với vị cựu thần tiền nhiệm kia mới đủ sức chống lại ngươi. Diệp Quân siết chặt đôi tay, vẻ mặt đã thay đổi. Toại cổ kim nói, sức mạnh nhân dân là vô địch, nhưng phải xem thử ngươi có thể huy động được nhân dân hay không đã. Nói rồi, cô ta lại nhìn thẳng vào hắn, nhớ cho kỹ, sau này đừng hỏi người khác trật tự của ngươi như thế nào thế nọ, giống ở nhân gian thôi, đàn ông mà hỏi phụ nữ có yêu họ không thì đúng là một câu hỏi siêu ngu, trước tiên ngươi nên nỗ lực trở nên ưu tú đi. Ngươi có tiền, có quyền thì lúc đó thứ ngươi suy nghĩ sẽ không phải là đối phương có yêu ngươi hay không, mà là đối phương có xứng để yêu ngươi hay không. Một bát mì nóng hỏi được bưng lên, sau khi ông chủ đặt bát mì xuống, ông ta cất bát hai người đã ăn xong đi, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười rạng rỡ, trước mặt hai người họ có mấy bát mì, chắc là vì ngon. Toại cổ kim bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt, trước tiên cô ta bưng bát mì lên húp một ngụm nước, động tác rất uyển chuyển, uống xong bắt đầu ăn mì. Đối với cô ta, ăn mì là một chuyện vô cùng mới mẻ, ăn mì với một người đàn ông là điều mà cô ta chưa từng làm trước đây. Bởi vì cô ta là người rất quý trọng thời gian, từ sau khi lên nắm quyền, với cô ta mà nói, nền văn minh toại minh là tất cả mọi thứ của cô ta, mỗi ngày đều mưu tính vì tương lai của nền văn minh toại minh, sao có thời gian dạo phố ăn mì chứ? Nếu như lần này không phải Diệp Quân mời, cô ta cũng không có hứng thú ra ngoài, chẳng qua, bây giờ cô ta cảm thấy, đi chậm một chút, cũng tốt. Ngồi bên cạnh, Diệp Quân nghe thấy lời toại cổ kim nói, lập tức rơi vào trầm tư. Lời nói của toại cổ kim, với hắn mà nói, cũng không thể nói là khai sáng, bởi những vấn đề này, hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ sâu mà thôi. Trong lòng mỗi người thường có những điều không muốn đối mặt. Sở dĩ hôm nay hắn hỏi toại cổ kim chuyện này, vì bây giờ hắn thực sự rất mệt mỏi. Phải nghĩ cách nâng cao thực lực, còn phải đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, và còn phải đối mặt với trật tự của chính mình, bất kể là cái nào, đều tốn rất nhiều tinh lực và tâm huyết của hắn. Với hắn mà nói, năng lực bây giờ của hắn đã gần như cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chủ nhân bút đại đạo ra tay, với trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không thể đánh lại. Phản kháng. Hắn cũng muốn phản kháng, nhưng như toại cổ kim nói, cho dù bây giờ hắn dung hợp hoàn toàn ba loại huyết mạch, hắn cũng không đánh thắng được chủ nhân bút đại đạo, đừng nói đến chủ nhân bút đại đạo, những vị văn minh chủ chưa từng xuất hiện kia, hắn cũng không có khả năng đánh lại. Khi con người đã đến tuổi trung niên, nghĩ đến tương lai, cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Diệp Quân lắc đầu cười nói, ta muốn quay về hệ Ngân Hà. Toại cổ kim nhìn hắn. Diệp Quân cười nói, không có ý gì đâu, chẳng qua cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quân thấy cô ta không nói gì, có hơi thất vọng, cũng hơi mất mát, nhưng sau khi suy nghĩ đã thay đổi ý nghĩ, đây là việc của mình, sao có thể để người khác giúp mình chứ? Như cô ta đã nói, chỉ khi mình đủ tốt, đủ mạnh mẽ thì người khác mới thực sự nhận ra mình. Diệp Quân quét hết suy nghĩ chán chường lúc trước, hắn nhìn toại cổ kim, cười nói, còn muốn ăn nữa không? Toại cổ kim lắc đầu. Diệp Quân lấy ra một viên tiên tinh rồi đặt lên bàn, vậy chúng ta đi thôi. Hai người đứng dậy rời đi. Lúc này, ông chủ đột nhiên đi đến, cười nói, công tử, phu nhân, ăn ngon không? Phu nhân, toại cổ kim lập tức nhíu mày, cái nhíu mày này, như có khí thế không giận mà uy. Làm ông chủ nhất thời bị dọa sợ đến mức run rẩy, phu nhân, sao vậy? Thấy vẻ mặt toại cổ kim không đúng, Diệp Quân vội vàng nói, không có gì, chúng ta ăn rất ngon, người đi làm việc của mình đi. Vừa nói, hắn vừa kéo toại cổ kim đi. Đi được một đoạn, toại cổ kim mới thoát khỏi tay hắn, trên mặt có tầng xương bao phủ, cách xa ba thước cũng có thể cảm nhận được cái lạnh. Diệp Quân bỗng lấy ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho cô ta. Thử xem, đây là quả hồ lô của hệ Ngân Hà. Toại cổ kim không thèm để ý đến hắn. Diệp Quân cười nói, thử chút thôi. Toại cổ kim vẫn không để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước. Diệp Quân không biết phải làm sao, đành phải đi theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến thư viện Quan Huyên. Trong thư viện, toại cổ kim đi đến bàn làm việc của Mục Khoản, ngồi xuống, lật xem sổ ghi chép trước mặt. Mục Khoản cung kính đứng bên cạnh, có hơi thấp thỏm. Đối mặt với toại cổ kim, cô ta thực sự rất sợ hãi, người phụ nữ này giống như có thể nhìn thấu lòng người. Một lát sau,
Toại cổ kim nói, trước tiên nói về ưu điểm, trong khoảng thời gian này, quan huyên giới đã ổn định hơn rất nhiều, điểm này ngươi làm rất tốt, nhưng mà, khi nói đến việc huy động quần chúng, ngươi làm chưa tốt lắm, vẫn còn quá nhân từ và lề mề. Mục Khoản do dự, sau đó nói, Toại các chủ, ta lo lắng nếu hăng quá thì sẽ hóa dở, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Toại cổ kim nhìn Mục Khoản, bây giờ vũ trụ quan huyên có bao nhiêu đại đế? Mục Khoản nói, có 372 vị. Toại cổ kim nói, lúc ở thập hoang, các ngươi có bao nhiêu vị? Mục Khoản nói, à. Toại cổ kim nhìn cô ta, ngươi biết hiện tại viện trưởng của ngươi còn bao nhiêu thời gian không? Thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Cộng chủ thần điện sẽ sớm xuất hiện, khi đó, cuộc chiến tranh giành đại đạo sẽ mở ra, vô số đối thủ thần bí sẽ thi nhau xuất hiện, trong lúc viện trưởng của các ngươi tranh giành đại đạo, các ngươi cứ đứng nhìn như vậy sao? Không đợi Mục Khoản lên tiếng, cô ta nói thêm, có gì mà hăng quá hóa dở chứ? Những gì bọn họ có bây giờ, là ai cho? Là viện trưởng các ngươi cho? Trên đời này làm gì có việc chỉ nhận mà không trả chứ? Nếu có người như vậy, sao phải giữ hắn lại? Mục Khoản muốn nói nhưng rồi thôi. Toại cổ kim đột nhiên nói, Linh. Bên cạnh cô ta, thời không khẽ run lên, một cô gái chậm rãi bước ra. Toại cổ kim nói, từ giờ trở đi, dừng các việc mà ngươi đang làm, bây giờ dẫn người của ngươi tạm thời tiếp quản nội các của thư viện quan huyên. Cô gái tên Linh thi lễ, tuân lệnh. Mặt Mục Khoản trắng bệnh. Toại cổ kim hơi tức giận nói, tư tưởng, bây giờ còn chưa thống nhất được toàn bộ tư tưởng của vũ trụ quan huyên. Đúng là ngu xuẩn, nếu đám người phía dưới không ý thức được lợi ích của bọn họ đang gắn liền với viện trưởng, vậy cho dù viện trưởng của các ngươi có làm nhiều hơn thế nữa, cũng đều vô ích, bản chất con người là vậy. Nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ, người thật sự hiểu được việc cảm ơn càng ít. Giọng Mục Khoản run rẩy nói, Toại các chủ, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Ngươi đang nghĩ vậy gì? Toại cổ kim nhìn thẳng vào mắt Mục Khoản, không nể nang nói, lần đầu tiên gặp ta, ngươi nói thế nào? Ngươi không nhận ra lúc đó ta đã cho ngươi cơ hội rồi sao? Giọng Mục Khoản vẫn run run, Toại các chủ ta. Toại cổ kim lắc đầu, không phải ngươi không muốn làm, mà là ngươi không có năng lực, bây giờ ngươi vẫn nghĩ cho gia tộc nhiều hơn, ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt, muốn an phận thích an nhàn, mà không nhìn rộng ra. Càng không đứng trên góc độ viện trưởng của ngươi mà quan sát, nếu ngươi chỉ quản lý một viện và một phủ thì ngươi miễn cưỡng có thể làm được, nhưng nếu quản lý toàn bộ vũ trụ, thì không được, vì nể mặt viện trưởng, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội, từ giờ trở đi, ngươi phải đi theo người của ta để học tập. Nếu học tốt, thì ở lại, còn không tốt, vậy mời ngươi rời đi. Mục Khoản kích động nói, cảm ơn, các chủ. Toại cổ kim đi đến trước bàn gần đó, cô ta dùng thần thức đảo qua. Toàn bộ nội dung cuốn sách hiện lên trong đầu, một lúc sau, cô ta nhìn về phía Linh, bắt đầu từ các học sinh trong thư viện, những học sinh luôn sùng bái viện trưởng, cần phải biết chuyện, phải để cho mọi người trong vũ trụ quan huyên hiểu, nếu viện trưởng của bọn họ thất bại, thì tất cả sẽ biến mất, cựu thổ sẽ không dung thứ cho bọn họ, đây không phải hù dọa, mà là lời nói thật. Linh cung kính nói, các chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt chuyện này. Toại cổ kim gật đầu, nhìn Diệp Quân. Đưa tiểu tháp của ngươi cho ta. Diệp Quân xòe lòng bàn tay ra, tiểu tháp bay đến trước mặt Toại cổ kim, Toại cổ kim đưa tiểu tháp cho Linh, đưa quan huyên giới vào trong tiểu tháp. Linh nhận lấy tiểu tháp, do dự một hồi, rồi nói, linh khí của quan huyên giới thuộc về cựu thổ. Toại cổ kim bình tĩnh nói, tất nhiên là mang hết vào. Mục Khoản đứng bên cạnh, nheo mắt, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Bằng cách để nó vào rồi mang nó ra. Sẽ thu được vô số linh khí từ cựu thổ. Linh đã hiểu hết mọi chuyện, không nói gì nữa, lặng lẽ lui xuống. Toại cổ kim nhìn Mục Khoản, Mục Khoản hiểu ý, thi lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân, ta có thể phê bình ngươi không? Diệp Quân gật đầu, có thể nhẹ nhàng được không? Toại cổ kim đứng lên, ta rất thất vọng. Diệp Quân sửng sốt. Toại cổ kim không nói gì nữa, mặt lạnh tanh. Diệp Quân đi đến trước mặt cô ta, khẽ nói, ta biết, bây giờ cô đang nghĩ cho ta, nên mới nói những lời đau lòng như vậy, cô cứ nói đi đừng ngại. Toại cổ kim nhìn hắn, tạm thời chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không phải là bạn bè, có mấy lời nói ra, sẽ làm ngươi tổn thương, nếu ngươi không chịu được,
sẽ không tốt cho tất cả chúng ta. Diệp Quân nói, cô đừng như vậy. Toại Cổ Kim nhìn hắn thật lâu, sau đó nói, điều làm ta thất vọng là ngươi thiếu quyết đoán, ngươi thiếu một thứ gọi là can đảm, ta xin phép nói thẳng, vũ trụ quan huyên mà ngươi quản lý, chỉ là một đám người ô hợp, khi ngươi không gọi thêm người thì một tiên phủ nhỏ bé cũng có thể quét ngươi bay xa. Vấn đề bây giờ không phải là việc ngươi thiếu thời gian, mà còn là vấn đề con người của ngươi, ngươi giống như một đứa trẻ, sống trong ảo tưởng về tương lai. Nói đến đây, cô ta dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi phải hiểu, ngươi muốn thành lập một trật tự, bất kỳ trật tự nào cũng được thiết lập trên vô số núi thây biển máu, nếu ngay cả thế lực nội bộ ngươi cũng không chỉnh đốn được, thì sao có thể chống lại thế lực bên ngoài. Nói xong, cô ta nhìn đống sổ sách trước mặt, khẽ lắc đầu, ngươi nhìn thử đống sổ sách này xem, bọn họ đều nói về lợi ích riêng của mình, có rất nhiều tông môn thế gia mọc lên như nấm, đều đang có tính toán của riêng bọn họ, không cần kẻ địch đánh đến, nhiều nhất trăm năm nữa, nội bộ thối giữa đã là vấn về đủ cho ngươi nhức đầu rồi, mà sức mạnh tín ngưỡng của những người này, không có tác dụng lớn với ngươi, vì tín ngưỡng của bọn họ không đơn thuần, loại sức mạnh tín ngưỡng này, nếu gặp phải người bình thường thì không phải vấn đề gì lớn. Nhưng nếu gặp phải cường giả cấp cao, sức mạnh tín ngưỡng này sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nói đến đây, tâm trạng của cô ta đã tốt lên, tiếp tục nói, còn nữa, ngươi không nên oán trách bất kỳ ai, kẻ địch của ngươi mạnh, nhưng ngươi có nghĩ đến không, những thứ mà người nhà ngươi cho ngươi đáng sợ đến mức nào. Chẳng hạn như tiểu tháp, không nói đến trước đây, bắt đầu từ thập hoang, nếu ta là ngươi, chắc chắn ta có thể xây dựng một nền văn minh kinh khủng, bọn họ rất yếu, nếu ngươi có thể huấn luyện bọn họ tốt, để cho tín ngưỡng của bọn họ đủ thuần túy, thực lực hiện tại của ngươi có thể tăng lên ít nhất 20 lần, nhưng ngươi nhìn thử xem, hiện tại ngươi đã trở thành bộ dạng gì. Vừa nói, cô ta vừa tức giận ngồi xuống, câu hỏi ngươi hỏi ta lúc ăn mì, ta biết, ngươi muốn ta giúp ngươi, nhưng ngươi đã từng nghĩ, chúng ta mới chỉ quen nhau bao lâu chưa? Chẳng qua chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, có một số điều ta muốn nói, nhưng quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi bảo ta nói thế nào đây? Nói mấy lời đau lòng khó nghe, có thể sẽ khiến ngươi không vui. Tiểu hồn đột nhiên nói, toại cô nương, vấn đề mà ngươi nói, quả thật rất đúng, nhưng tiểu chủ nhà ta cũng có rất nhiều ưu điểm, chẳng hạn như, tiểu chủ rất thích ngươi, ngươi không cảm nhận được sao? Ta có thể cảm nhận được. Diệp Quân, toại cổ kim đứng bật dậy, vừa ngại vừa giận, ngươi nói cái gì vậy? Còn nữa, thanh kiếm này cũng có vấn đề, là ai chế tạo ra? Ngươi được cô hắn chế tạo ra, như vậy ngươi được ông trời ưu đãi, trời sinh đã có đạo và pháp, đây là sự tồn tại nghịch thiên đến mức nào. Nhưng ta đã điều tra, ngươi bị người ta đánh vỡ bao nhiêu lần rồi. Tiểu hồn, toại cổ kim bị lời nói kia của tiểu hồn làm cho tức giận, giống như rơi vào mơ hồ, tháp thì sao? Ngươi lấy tháp của ngươi ra, nó cũng có vấn đề. Tiểu tháp, toại cổ kim còn đang muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên, mặt cô ta đỏ bừng. Máu toàn thân dâng trào, sau đó quần áo cô ta từng chút biến thành cho bụi. Diệp Quân sửng sốt, vội vàng nói, cô là người có huyết mạch thần bí, cô đừng tức giận. Trước đây, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân chỉ tạm thời chế ngự huyết mạch thần bí, sau đó để cô ta từ từ hấp thu, nhưng hiện tại, khi cô ta tức giận, khí huyết sôi trào, huyết mạch thần bí lập tức bị thức tỉnh. Diệp Quân vung tay áo phong ấn hiện trường, vội vàng ôm lấy toại cổ kim. Căng thẳng nói, cô có thể chế ngự được nó không? Toại cổ kim nhíu mày thật chặt, thân thể giống như đang co giật, da thịt bắt đầu thối rữa. Bởi vì khoảng cách quá gần, quần áo trên người hắn đã bị sức mạnh của huyết mạch thần bí đốt cháy thành từng mảnh. Diệp Quân vội vàng áp trán mình vào trán cô ta, mau, chúng ta dung hợp. Vừa nói, hắn vừa thả thần thức của mình ra. Toại cổ kim quật cường nghiêng đầu, không. Bốp. Diệp Quân vỗ vào mông cô ta, tức giận nói, đã là lúc nào rồi, đừng tức giận nữa, mau. Toại cổ kim trừng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. Diệp Quân biết cô ta thích mềm không thích cứng, lập tức dịu dàng nói, rất xin lỗi, cô đừng tức giận, lần sau ta sẽ không làm cô tức giận nữa. Toại cổ kim căng thẳng nhìn hắn, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, nhưng vẫn quật cường quay đầu, vẫn không chịu dung hợp. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, giọng run run nói, ta biết nếu không phải vì cha và cô ta, cô sẽ không hợp tác cũng như không muốn có dây dưa gì với ta, nhưng bây giờ cô nên dung hợp với ta, chờ sau khi bình phục, ta sẽ cho cô tự do.
Sau khi Toại Cổ Kim im lặng lúc lâu, thần thức của cô ta tiến vào biển thần thức của Diệp Quân, rất nhanh, huyết mạch thần bí trong cơ thể cô ta được Diệp Quân dẫn vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cơ thể hắn co giật dữ dội, toàn thân đỏ như lửa, đau đến mức không thiết sống nữa. Diệp Quân cố chịu đựng cơn đau nhức, hắn dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào Toại Cổ Kim, trong phút chốc, một bộ váy phủ lên người cô ta, còn hắn đau đớn lăn sang bên cạnh, cách xa cô ta, bởi vì lúc này, là thời điểm hắn yếu ớt nhất, căn bản không thể áp chế được huyết mạch phong ma và huyết mạch thần bí, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Toại Cổ Kim chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Quân đang đau đến mức co giật thành quả bóng cách đó không xa, tầm nhìn đột nhiên mơ hồ. Mặc dù trong quá khứ đã từng có một lần, nhưng khi cảm giác đau đớn này tái diễn, Diệp Quân vẫn có phần không chịu được. Cảm giác đau đớn này bắt nguồn từ trong huyết mạch, sau đó qua huyết mạch thâm nhập vào kinh mạch, xương tủy của toàn thân, khi tới thần hồn, mỗi tấc đều như bị chiên lên, cảm giác bây giờ của hắn như muốn thiêu đốt, khiến hắn khó lòng chịu được, nhưng đáng sợ nhất là trong huyết mạch thần bí này còn có một loại sức mạnh bí ẩn, sức mạnh đó như nham thạch nóng chảy đi lang thang khắp người hắn. Dính vào mỗi tấc huyết dịch, kinh mạch, xương thủy. Sức mạnh ý chí của hắn luôn rất mạnh, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ là ngất đi. Cứ như vậy, không biết bao lâu, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc giường thuê, bên trên điêu khắc một số hoa văn hình vẽ, rất dễ nhìn. Đây là đâu? Đầu óc Diệp Quân hơi mơ hồ, hắn muốn ngồi dậy, lại phát hiện sức lực toàn thân như bị dùng cạn, không có tí sức nào. Diệp Quân cười khổ. Hắn cố nhớ lại cảnh tượng lúc trước, nhưng làm sao cũng không nhớ được, hắn chỉ biết, đoạn sau hình như đã mê man rồi. Nhưng cũng không đúng, nếu hôn mê, e là huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân không đè ép được loại huyết mạch thần bí kia. Phải biết, hắn là gốc rễ của hai loại huyết mạch này. Diệp Quân nói, tiểu hồn. Không ai trả lời. Diệp Quân ngơ ngác, hắn vội thử liên hệ với tiểu hồn, nhưng phát hiện. Tiểu hồn hoàn toàn không ở cạnh. Lúc này, cửa từ từ mở ra, một cô gái đồ đen bước vào, trông cô gái chỉ tầm 20, mặc đồ đen, như cẩm thạch, rất dễ nhìn. Diệp Quân có chút nghi ngờ. Cô gái đồ đen đi tới trước mặt Diệp Quân, khẽ cúi đầu, Diệp công tử, đây là cố vấn các, ta là nô tỳ của các chủ, người có thể gọi là Kim Nhất. Diệp Quân nói, Kim Nhất cô nương, sao ta lại ở đây? Kim Nhất nói. Là các chủ đưa ngươi tới. Toại cô nương. Diệp Quân nói, bây giờ cô ta ở đâu? Kim Nhất nói, các chủ đang bận. Diệp Quân gật đầu, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện vẫn không có sức. Kim Nhất đi tới cạnh hắn, sau đó nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Sau khi Diệp Quân đứng dậy mới phát hiện, chân cũng mềm nhũn, dáng vẻ có phần giống túng dục quá độ. Hắn lắc đầu cười, bây giờ vừa nghĩ tới huyết mạch thần bí kia, hắn đã nghĩ mà sợ rồi. Có khả năng thứ đồ đó thật sự là máu của vị chủ trung năm đó. Diệp Quân nói, quá ngột ngạt rồi, ta muốn ra ngoài đi dạo. Kim Nhất gật đầu, được. Nói rồi, cô ta đỡ Diệp Quân đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng, ánh sáng chói mắt phả vào mặt, hắn không khỏi nhíu mày, sau đó nói, ta ngủ bao lâu rồi? Kim Nhất nói, 10 ngày rồi. Diệp Quân kinh ngạc, 10 ngày. Kim Nhất gật đầu, ừm. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Sao lần này mình lại hôn mê lâu như vậy? 10 ngày. Bây giờ thập hoang và nền văn minh bỉ ngạn còn có cấm địa cổ hoang đều ở trong tiểu tháp, nói cách khác, đã qua trăm năm rồi. Thế này thì sao được? Hắn vội nói, các chủ của các ngươi ở đâu? Kim Nhất nói, đang xử lý công việc. Diệp Quân nói, dẫn ta đi gặp cô ta. Kim Nhất hơi do dự. Diệp Quân nhìn Kim Nhất, cô ta không muốn gặp ta à? Kim Nhất lắc đầu, không phải, các chủ đã dặn, sau khi ngươi tỉnh, để ngươi nghỉ ngơi điều dưỡng hẳn hoi một chút. Diệp Quân nói, không sao, ngươi dẫn ta đi gặp cô ta đi. Kim Nhất gật đầu, được. Dưới sự dẫn dắt của Kim Nhất, Diệp Quân đến cố vấn các của nền văn minh Toại Minh, lần đầu tiên hắn tới cố vấn các này, không thể không nói, nó được xây dựng rất khí thế, cả cố vấn các cao 9 tầng, chiếm gần 100 mẫu, cực kỳ dễ thấy trong cả tòa thành Thiên Đô. Kim Nhất dẫn Diệp Quân tới tầng 9 của cố vấn các, đây là tầng trung tâm của cố vấn các, vừa vào tầng này, đã có không ít người dồn dập nhìn hắn. Diệp Quân thấy một người quen, chính là Hách Nhi cô nương mà lúc hắn đã gặp ở Dục Tiên Cử khi mới tới cựu thổ lần đầu. Thấy Diệp Quân, biểu cảm của Hách Nhi cô nương hơi mất tự nhiên.
Diệp Quân khẽ mỉm với đối phương, coi như chào hỏi. Kim Nhất dẫn Diệp Quân vào trong các nơi Toại Cổ Kim đang ở, vừa vào các, hắn đã thấy một người quen. Tổ đạo, Quân ca. Tổ đạo chạy tới trước mặt Diệp Quân, hung hăng ôm hắn, Quân ca, ta nhớ ngươi muốn chết rồi. Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn nhìn Toại Cổ Kim ở một bên, Toại Cổ Kim vẫn lạnh lùng như cũ. Toại Cổ Kim không nhìn hắn, cúi đầu xử lý công việc, bây giờ tổ đạo phụ trách chuyện của vũ trụ quan huyên, ta nói với hắn, đợi lúc nào mà ba phần sức mạnh tín ngưỡng ở vũ trụ quan huyên trở nên thuần khiết, ngươi sẽ trả tu vi lại cho hắn. Diệp Quân nhìn tổ đạo hưng phấn vô cùng, đúng thế, Quân ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý vũ trụ quan huyên thật tốt, mẹ nó chứ, ai dám gây khó dễ với ngươi, ta sẽ cản trở kẻ đó. Diệp Quân khẽ cười nói, làm cho tốt, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Tổ đạo lập tức nói, ta hiểu, Quân ca, ta vẫn có thể tin vào nhân phẩm của ngươi chứ, ngươi có thể thề không? Diệp Quân. Sau khi tổ đạo bị Kim Nhất kéo đi, trong các chỉ còn Diệp Quân và Toại Cổ Kim ngồi sau bàn xử lý công việc, cũng không nói gì. Sau khi Diệp Quân ngồi một lát, hắn nói, Toại cô nương, cô bận trước đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Toại Cổ Kim dừng lại. Sau khi Diệp Quân rời khỏi cố vấn các, hắn vào trong tiểu tháp. Mặc dù tiểu tháp không ở trên người hắn, nhưng, hắn chỉ cần nghĩ, là có thể vào trong tiểu tháp bất cứ lúc nào. Khi hắn vào nội các, lúc này tạm thời trong nội các, có hơn 300 người, so với trước kia, đã tăng thêm 10 lần. Lúc này, Linh dẫn đầu đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt hắn, khẽ hành lễ với hắn, Diệp công tử. Diệp Quân khẽ cười nói, vất vả rồi. Linh nói, chuyện các chủ dặn dò, đều là chuyện thuộc bổn phận của ta. Diệp Quân nói, bây giờ vũ trụ quan huyên thế nào? Linh mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay cô ta, chính là kiếm Thanh Huyên. Linh nói, trăm năm nay, ta và đoàn đội của ta luôn dùng thanh kiếm này làm thí nghiệm, bây giờ chúng ta có mấy ý kiến muốn trao đổi với Diệp công tử. Diệp Quân tò mò nói, cô nói đi. Linh nói, vì trật tự của Diệp công tử hoàn toàn khác với nền văn minh Toại Minh, do đó, chúng ta đã tìm kiếm một thời gian, cuối cùng, chúng ta chọn dùng sức mạnh tín ngưỡng để phân chia cấp bậc, lần nữa là sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt, sức mạnh tín ngưỡng màu vàng, sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt là bị động của sức mạnh tín ngưỡng, bọn họ được ngươi cai trị, không còn lựa chọn nào khác, loại sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt này khác vô ích, còn sức mạnh tín ngưỡng màu vàng, loại này nghĩa là họ cực kỳ đồng ý với ngươi. Trong lòng chúng sinh ngươi có một địa vị nhất định, sức mạnh tín ngưỡng màu tím nghĩa là chúng sinh đều rất công nhận ngươi, loại sức mạnh tín ngưỡng này cực kỳ khủng bố. Nói tới đây, cô ta tạm dừng, nói tiếp, còn sức mạnh tín ngưỡng màu trắng, đây là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất, cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, trật tự chúng sinh, trật tự của ngươi, không chỉ là trật tự của ngươi, cũng là trật tự của họ, bọn họ tin ngươi, cũng là đang tin vào mình, sức mạnh của loại sức mạnh tín ngưỡng này. Tạm thời chúng ta không thể ước tính được. Diệp Quân im lặng, vì hắn phát hiện bây giờ chỉ là sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt, nói cách khác, hắn cũng chỉ vừa bắt đầu thôi. Linh nói tiếp, Diệp công tử, người thúc giục sức mạnh tín ngưỡng của ngươi đi. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý trật tự xuất hiện trong lòng bàn tay hắn hơi kinh ngạc, vì hắn phát hiện, kiếm ý trật tự hiện tại của hắn đã là màu vàng rồi. Mới 10 ngày thôi. Không đúng. Là trăm năm. Diệp Quân kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, Linh bình tĩnh nói, đoàn đội của chúng ta đã từng làm kiểm tra, sức mạnh tín ngưỡng màu vàng phối hợp với thanh kiếm này của Diệp công tử, tương đương với cảnh giới vực chủ, cộng thêm sức mạnh huyết mạch trong người Diệp công tử, chắc chắn sẽ mạnh hơn cảnh giới chủ vực bình thường. Còn sức mạnh tín ngưỡng màu tím, nó tương đương với người có cảnh giới văn minh chủ, bây giờ người có thể được gọi là cảnh giới văn minh chủ, cũng chỉ có 3 vị chủ của 3 nền văn minh lớn trong cựu thổ. Trên nữa là cảnh giới văn minh tổ, cũng là người sáng lập nền văn minh đỉnh cấp. Nói tới đây, cô ta nhìn Diệp Quân, còn sức mạnh tín ngưỡng màu trắng này tương đương với cấp bậc nào, tạm thời chúng ta vẫn không thể ước tính được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Linh nói, thời gian này, đoàn đội của chúng ta đã dùng thanh kiếm này làm rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng sáng lập ra một cách tu luyện sức mạnh tín ngưỡng và cách dùng. Nói cách khác, mặc dù sức mạnh tín ngưỡng trên người Diệp công tử, nhưng vẫn cần tu luyện và có cách dùng hợp lý, mới có thể khiến nó thi triển ra uy lực lớn nhất. Nói rồi,
Cô ta lại cầm quyển trục đưa cho Diệp Quân, đây là cuốn sách cách tu luyện, trong này có các chủ đích thân tham gia. Toại cổ kim. Diệp Quân nhìn quyển trục, hắn nhận quyển trục, Linh tiếp tục nói, các chủ nói, mặc dù các tu luyện này do chúng ta nghiên cứu ra, nhưng, chưa thành hình thật sự, cái này còn phải dựa vào Diệp công tử vừa học tập vừa sử dụng để hoàn thiện nó. Diệp Quân gật đầu, được. Linh bỗng cầm một tấm bản đồ to lớn ra, lòng bàn tay cô ta khẽ quét, tấm bản đồ trải phẳng ra trước mặt Diệp Quân, cô ta chỉ vào mấy nơi trên đó, các chủ tự mình phân vũ trụ quan huyên hiện tại thành 12 châu, đồng thời thành lập một cột thạch anh tín ngưỡng để kiểm tra tín ngưỡng ở các châu, nếu tín ngưỡng của châu nào bắt đầu suy yếu hoặc có biến đổi, vậy chứng minh quản lý của châu đó xuất hiện vấn đề, cái này cũng tiện cho ngươi kiểm soát và quản lý tín ngưỡng của mình. Không chỉ thế, mỗi châu còn phân thành 120 thành, thành chủ của mỗi thành là người phụ trách thật sự, nếu dưới sự quản lý của kẻ đó mà sức mạnh tín ngưỡng ngày càng mạnh, thì hắn sẽ được thăng chức, có được quyền quản lý nhiều thành hơn, nhưng nếu sức mạnh tín ngưỡng trong thành của hắn ngày một yếu, thì hắn sẽ bị giáng chức, thậm chí bị cách chức, dưới thành chủ, còn có trưởng trấn, trưởng thôn. Nói rồi, cô ta tạm dừng, nói tiếp, các chủ nói, mình ngươi thì không thể quản lý cả vũ trụ to như vậy. Cần có một quy tắc hoàn thiện mới được, hơn nữa, thư viện của mỗi thành cần được tách riêng với thành chủ, thư viện chỉ phụ trách giáo dục, không thể nhúng tay vào quân sự, chính trị, còn thành chủ chỉ có thể phụ trách chuyện chính trị trong thành, không thể phụ trách quân đội, quyền thống trị quân đội sẽ được tổng viện quản lý thống nhất. Còn nữa, mỗi lần quan chức vị thành chủ nâng cấp, chỉ có thể thăng một cấp, nói cách khác, viện trưởng và thành chủ, mỗi lần chỉ có một người được thăng cấp, mục đích làm như vậy là để bọn họ cạnh tranh với nhau. Giám sát lẫn nhau, còn cuối cùng ai trong bọn họ có thể thăng cấp, cần mọi người trong thành bỏ phiếu. Các chủ nói, chúng ta phải giao quyền lợi cho dân chúng để dân chúng làm người giám sát, vì một khi những người nắm quyền kia bị kiểm soát, bọn họ mới có thể coi thường mọi thứ. Trong điện, Diệp Quân im lặng nghe báo cáo mấy năm nay của Linh. Rất chi tiết. Từ trên xuống dưới đều rất chi tiết, dù là chế độ hay tư pháp, Toại Cổ Kim đều nghĩ đến. Hơn nữa còn bảo người bắt đầu triển khai trong vũ trụ quan huyên, đạt được hiệu quả khá tốt. Bây giờ cả vũ trụ quan huyên đã có sự thay đổi rất nhiều. Sau khi nghe Linh báo cáo xong, hắn mới nhận ra học viện của mình có rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót, cũng nhận ra việc cai trị một vũ trụ thực sự khó đến mức nào. Thật ra quản lý một thành trì đã không dễ gì rồi, huống gì là một vũ trụ, chưa kể trật tự mà hắn muốn thiết lập này không phải là trật tự hiện tại mà là một trật tự hoàn toàn mới. Đòi hỏi phải phá bỏ mọi thứ. Từ đầu đến giờ, hắn rất ít khi đích thân tham dự vào việc quản lý và xây dựng học viện quan huyên, kể cả quan huyên pháp này đều không phải là một mình hắn nghĩ ra, mà là Đinh Cô Cô và Mộ Cô Cô cùng nhau nghĩ ra. Hắn như một người ngoài cuộc. Mơ ước của hắn là thiết lập một trật tự, nhưng hắn rất ít khi làm gì đó thiết thực cho trật tự này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn làm một việc lặp đi lặp lại, đó là chinh phục một vũ trụ. Sau đó thu phục các thế gia và tông môn của vũ trụ này, để họ giúp mình quản lý vũ trụ này, sau đó đi đến vũ trụ tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại. Bước đi của hắn nhanh đến mức không ai có thể theo kịp, nhưng hắn vẫn sống trong nỗi lo lắng và hoảng sợ về tương lai, vì kẻ thù luôn quá mạnh, hắn phải liên tục trở nên mạnh hơn. Cuộc đời của hắn giống rất nhiều người bình thường khác, làm việc, sống, cho dù cố gắng thế nào cũng sẽ không sống tốt lắm. Diệp Quân nhìn sức mạnh tín ngưỡng màu vàng trong lòng bàn tay, lúc này hắn mới nhận ra khuyết điểm và sự thiếu năng lực của mình, nhưng lại rất muốn hoàn thành mọi việc, kết quả là cuối cùng chẳng thể làm được gì. Nói một cách đơn giản, thực lực hiện tại của hắn vẫn không thể chống đỡ nổi tham vọng Diệp Quân hắn muốn thống nhất cả vũ trụ, thiết lập trật tự. Linh báo cáo xong thì lui xuống. Diệp Quân rời khỏi nội các tạm thời để ra ngoài, vì trong tiểu tháp, sự phát triển của vũ trụ quan huyên hiện giờ thực sự có bước nhảy vọt, nhất là sau khi Toại Cổ Kim tiếp quản, vũ trụ quan huyên đã trải qua có những thay đổi kinh thiên động địa. Thành chủ và viện trưởng của mỗi thành trì muốn thăng chức thì phải quản lý thật tốt thành trì thuộc quyền quản lý của mình, hơn nữa chức vụ của họ không phải là suốt đời mà là nhiệm kỳ 10 năm, hết nhiệm kỳ sẽ từ chức, một khi từ chức có nghĩa là họ sẽ mất đi quyền lợi, để có được quyền lợi lâu hơn và cao hơn, điều duy nhất họ có thể làm là quản lý tốt thành trì của mình. Như thế những người nắm quyền đó sẽ không dám buông thả, lười biếng. Thúc đẩy bằng lợi ích. Bất kỳ một thế giới nào cũng đừng hòng ép buộc người khác bằng đạo đức, vì rất nhiều người không có đạo đức.
Thật ra điều khiến Diệp Quân cảm thấy sợ nhất là Toại Cổ Kim vẫn đang thấm nhuần lý tưởng cho họ khi thực hiện thúc đẩy bằng lợi ích. Thiết lập trật tự quan huyên, tạo ra hòa bình vũ trụ. Bây giờ đây đã là lý tưởng và mục tiêu của rất nhiều người ở Học viện Quan Huyên. Mục tiêu của họ không chỉ là thế giới quan huyên mà là toàn vũ trụ. Lúc nhắc đến lý tưởng và mục tiêu này, mọi người đều phấn khởi, tinh thần chiến đấu lên cao, thề sẽ thay đổi toàn bộ vũ trụ. Còn các tông môn và thế gia đó, Toại Cổ Kim cũng đã có những sắp xếp thích hợp, nội các lâm thời ban hành chỉ thị, thực lực của tông môn và thế gia lớn, dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm lớn hơn, cũng nên gánh vác sứ mệnh của mình, sứ mệnh này là đi khám phá vũ trụ, phát triển trật tự mới, phát triển nội bộ, mở rộng ra bên ngoài. Sau đó Diệp Quân ở lại vũ trụ quan huyên, hắn muốn hiểu rõ hơn về các quy tắc và hệ thống do Toại Cổ Kim thiết lập. Bên ngoài. Một tháng sau, thần điện Cựu Đô. Nhân viên cốt cán của ba nền văn minh lớn của cựu thổ đều đã đến đủ, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Một lúc sau, vẻ nghiêm trọng của Khư Nguyên và Lý Thần biến thành vẻ kiên quyết. Một canh giờ sau, Toại Cổ Kim rời khỏi thần điện Cựu Đô, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tận cuối chân trời có đám mây đen đang chậm rãi kéo tới. Một lúc sau, Toại Cổ Kim bỗng nói, mời Diệp công tử. 15 phút sau. Diệp Quân và Toại Cổ Kim đến được một tinh không, xung quanh có khí tức cực mạnh. Diệp Quân nhìn người phụ nữ bên cạnh, mái tóc dài được vén ra sau, 2/3 mái tóc được buộc bằng một dải duy băng màu tím, để lại một lọn tóc đuôi ngựa nhỏ, mặc một chiếc váy đen, lộ ra dáng vẻ thanh chính và cao quý có diễn tả. Vẫn lạnh lùng như trước. Sau khi hai người chia tay lần trước, đối với Toại Cổ Kim, họ đã hơn một tháng không gặp nhau, còn với Diệp Quân, họ đã không gặp nhau hơn 200 năm rồi vì hắn dành phần lớn thời gian ở trong tiểu tháp. Toại Cổ Kim phớt lờ ánh mắt của Diệp Quân, vừa nhận được tin, tinh vực tổ xuất hiện rồi. Diệp Quân cau mày, tinh vực tổ. Toại Cổ Kim gật đầu, sau khi khuyết chiến rời đi, ông ta đã đi đến tinh vực tổ, nếu không có ông ta, có lẽ cả đời chúng ta cũng sẽ không phát hiện ra tinh vực tổ. Diệp Quân nói, tại sao? Toại Cổ Kim quay sang nhìn hắn. Ngươi chắc chắn không tưởng tượng được tinh vực tổ nằm ở đâu. Diệp Quân mỉm cười nói, cô nói thế, ta cũng cảm thấy hơi tò mò rồi. Toại Cổ Kim khẽ nói, trong một giọt nước. Diệp Quân ngạc nhiên, giọt nước ư. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân nói, tinh vực tổ lớn thế nào? Toại Cổ Kim lắc đầu, không biết, bây giờ khuyết chiến canh giữ cả vũ trụ trước giọt nước, rất nhiều thế lực đã hành động. Diệp Quân nói, cô định thế nào? Toại Cổ Kim nói, bây giờ chúng ta khởi hành. Diệp Quân nói, mấy người chủ nhân bút đại đạo. Toại Cổ Kim nói, họ chắc chắn đã bày bố sẵn đợi chúng ta. Diệp Quân xa sầm mặt mày. Toại Cổ Kim nói, không sao, lần này ta đánh với ông ta. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ngươi tin ta không? Diệp Quân gật đầu, ta tin cô, nhưng bút đại đạo. Toại Cổ Kim quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, ta nhất định sẽ thắng. Diệp Quân nhìn cô ta, một lúc sau hắn cười nói, được. Toại Cổ Kim quay đầu lại, nhắm mắt lại. Diệp Quân không hỏi cô ta muốn đi nước cờ thế nào, cũng không cần hỏi. Diệp Quân nói, lần này chắc còn có các nền văn minh khác tham dự nhỉ. Toại Cổ Kim nói, tinh vực tổ là văn minh tổ, một vật gì trong đó cũng có thể thay đổi hình thái hiện tại của vũ trụ. Cho dù là thế lực đỉnh cấp trong tối hay các thế lực yếu hơn, họ đều biết đây là một cơ hội thay đổi số mệnh biến hóa, các thế lực yếu có được thứ bên trong thì rất có thể họ sẽ có một bước nhảy vọt về cấp bậc nền văn minh, nhưng với những cường giả đỉnh cấp nhất, thứ bên trong rất có thể sẽ làm cho họ tiến thêm một bước nữa, thậm chí là 100 bước, cho nên hiện tại tất cả các thế lực nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ có thể quan sát đều đã chạy đến đó, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta có thể xử lý được. Diệp Quân gật đầu. Giờ chúng ta khởi hành luôn à? Toại Cổ Kim nói, ừ. Diệp Quân nói, cô dẫn đường đi. Toại Cổ Kim nói, người dẫn đường. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tốc độ kiếm của ngươi là nhanh nhất. Diệp Quân gật đầu, cô chỉ hướng cho ta. Toại Cổ Kim nhìn về phía bên phải. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn giơ tay ra với Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim lại im lặng không nói. Diệp Quân nói, vậy cô vào tiểu tháp đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, vào tiểu tháp thì sao chỉ đường cho ngươi.
nói rồi cô ta vươn tay ra đặt vào trên tay hắn. Diệp Quân nở nụ cười, đi thôi. Nói rồi hai người biến mất khỏi đó. Trong lúc xuyên qua thời không, Toại Cổ Kim đứng trước mặt Diệp Quân, hai người cách nhau rất gần, cả hai đều có thể ngửi được khí tức của nhau. Diệp Quân nói, chỉ có chúng ta đi thôi sao? Toại Cổ Kim nói, chúng ta đi trước, người cựu thổ đến sau. Diệp Quân gật đầu, không nói gì thêm. Toại Cổ Kim cũng không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, Toại cô nương, sau chuyện lần trước, ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên xa cách hơn. Toại Cổ Kim không lên tiếng. Diệp Quân nói, ta thừa nhận có lúc ta muốn chiếm hời của cô thật. Toại Cổ Kim chớp mắt nhưng vẫn không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, nhưng ta đảm bảo, lần này ta chắc chắn không có ý nghĩ đó, thật đấy. Tiểu hồn. Toại Cổ Kim vẫn không lên tiếng, nhưng hai tay đã siết chặt lại. Diệp Quân nói, trước đây cô vẫn luôn không cho ta nhìn cô có biết tại sao ta thích nhìn cô không? Thực ra cô hiểu lầm ta rồi, ta nhìn cô không phải là vì dục vọng, ta đã đọc khá nhiều sách, đã thoát khỏi những thú vui cấp thấp rồi, ta nhìn cô chỉ đơn thuần thưởng thức nghệ thuật, không hề có chút ý nghĩ bị ổi gì, cô có biết ta thích nhìn gì ở cô không? Tiểu hồn thành thật nói, ngực, câm miệng. Diệp Quân thầm mắng, sau đó nhìn Toại Cổ Kim, chắc chắn là cô không biết, ta thích nhìn nhất không phải là bộ phận như cô nghĩ, mà ta thích nhất chính là đôi mắt của cô. Trong mắt của cô có sự tự tin và sự thông minh thấu hiểu thế tục, sự tự tin và thông minh này khiến cô khác biệt hoàn toàn với những phụ nữ xinh đẹp bình thường, không có sự dung tục, không có sự quyến rũ, khiến người ta bất giác đắm chìm, muốn hòa quyện với cô. Dừng dừng. Mặt Toại Cổ Kim đỏ bừng, dậm chân phải, ta muốn xuống. Ta muốn xuống. Cuối cùng, sau khi Diệp Quân đảm bảo không nói nhảm nữa, Toại Cổ Kim mới không tiếp tục đòi xuống. Cô ta lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước đó. Trong đường hầm thời không, hai người yên lặng một hồi lâu, Diệp Quân dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng, Toại cô nương, cô nói thử xem bây giờ chủ nhân bút đại đạo sẽ làm gì. Toại Cổ Kim không trả lời. Diệp Quân tiếp tục nói, khoảng thời gian này ông ta quá yên lặng đến bất thường. Dứt lời, hắn nhìn về phía cuối đường hầm thời không, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Từ lần trước sau khi thân phận của Thương Hồng Y bị chém chết, Thương Hồng Y và chủ nhân bút đại đạo vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào, bọn họ giống như là đã chết chung vậy. Toại Cổ Kim vẫn yên lặng. Hai tay Diệp Quân đột nhiên ôm lấy eo của Toại Cổ Kim, cơ thể mềm mại của Toại Cổ Kim khẽ run lên, ánh mắt cô ta dần dần trở lên lạnh lẽo. Hàn ý đó dường như có thể đóng băng cả đường hầm thời không ở xung quanh. Bất ngờ là cô ta không hề làm ra hành động gì quá khích, chỉ vô cùng bình tĩnh hỏi, sao hôm nay ngươi lại lỗ mãng như vậy? Diệp Quân cười nói, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta tiếp xúc hòa hợp như vậy. Dù sao tiếp theo đây phải đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, ta biết người này, vô cùng thần bí, ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ vượt xa những gì mà chúng ta tưởng tượng. Toại Cổ Kim không nói gì. Toại Cổ Kim ngẩng đầu lên nhìn tinh không sâu thẳm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cũng có kế hoạch khác. Diệp Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần xuyên thời không này hơi lâu, phải mất hơn 10 ngày. Khoảng thời gian này, bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu vũ trụ tinh vực. Hôm nay, hai người đã đến một khoảng tinh hà vắng vẻ. Diệp Quân đảo mắt nhìn xung quanh là một khoảng tĩnh lặng, lạnh giá. Toại Cổ Kim nói, đi thôi. Dứt lời, cô ta đi về phía trước. Diệp Quân đi bên cạnh cô ta. Ở phía cuối tầm mắt của hai người, có một người đàn ông đang đứng ở đó. Trong tay người đàn ông đang cầm một cây thương đồng, giống như chiến thần. Khuyết chiến. Sau lưng ông ta có một giọt nước đang lơ lửng trên không trung. Diệp Quân nhìn giọt nước đó, có phần tò mò, tinh vực tổ thực sự ở trong giọt nước đó sao? Toại Cổ Kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân kinh ngạc, làm thế nào mà làm được như vậy chứ? Sở dĩ hắn kinh ngạc là bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đây thực sự chỉ là một giọt nước bình thường. Toại Cổ Kim đáp, vũ trụ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Diệp Quân không nói gì, hắn biết giọt nước này là đại diện cho một nền văn minh cao cấp hoàn toàn mới, vượt xa nền văn minh cao cấp mà hắn biết. Giống như người nguyên thủy nhìn thấy phi thuyền vậy. Không hề khoa trương một chút nào. Hắn liếc nhìn xung quanh nhìn qua thì im lặng như tờ, nhưng thực ra lại ẩn chứa không biết bao nhiêu khí tức không rõ ràng. Trong vũ trụ mênh mông,
hễ là những người có chút thực lực thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Diệp Quân nhìn Khuyết Chiến, hắn biết hôm nay phải đánh một trận chiến ác liệt rồi. Ha ha! Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong tinh không. Giọng nói vừa dứt thì một người đàn ông dẫn theo một người phụ nữ chậm rãi đi tới. Người tới chính là chủ nhân Bút Đại Đạo, mà người phụ nữ đi bên cạnh ông ta chính là Thương Hồng Y. Ánh mắt của chủ nhân Bút Đại Đạo dừng lại trên người Diệp Quân, cười nói, tiểu tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân cũng cười đáp, nhanh như vậy mà ông đã xuất hiện rồi, ta có phần không quen đấy. Chủ nhân Bút Đại Đạo hỏi, tại sao? Diệp Quân nói, theo những gì ta nghĩ, thì ông hẳn là sẽ vào thời khắc then chốt mà đâm ta một đao, giết ta một cách bất ngờ. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười lớn, trong lòng cậu, ta xấu xa đến như vậy sao? Diệp Quân đáp, thực ra cũng không tệ, bỏ qua thân phận cuộc chiến tranh giành đại đạo của chúng ta thì ông thực ra rất tốt, thật đó. Nụ cười trên mặt chủ nhân Bút Đại Đạo dần biến mất, cậu nói như vậy, khiến ta không quen. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cuộc chiến tranh giành đại đạo, cái Diệp Quân ta tranh giành, người khác tất nhiên cũng sẽ tranh giành. Không thể nói người khác tới tranh là người xấu mà ta lại là người tốt được. Chủ nhân Bút Đại Đạo giơ ngón cái lên, có hiểu biết. Diệp Quân cười nói, bây giờ chúng ta bắt đầu à? Chủ nhân Bút Đại Đạo lắc đầu, không không, ta là người chơi cờ, đâu có chuyện người chơi cờ tự mình lên trận chứ. Diệp Quân gật đầu, được. Chủ nhân Bút Đại Đạo liếc nhìn Toại Cổ Kim ở bên cạnh Diệp Quân, cười hỏi, đây là trợ thủ mới của cậu à? Diệp Quân đáp, ta và Toại cô nương là quan hệ hợp tác. Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười, không nói thêm nữa. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, dưới cảnh giới vực chủ, lui. Trực tiếp xóa sạch. Hành động này của Toại Cổ Kim lập tức đã gây ra sự bất mãn của vô số nền văn minh và các thế lực trong bóng tối. Một ông lão xuất hiện, ông ta nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, vẻ mặt không có ý tốt. Cô nương, nền văn minh tổ không phải là nền văn minh tổ của các người, mà là nền văn minh tổ của tất cả mọi người. Toại Cổ Kim liếc nhìn ông ta, không nói gì. Há há, Thương Hồng Y bật cười. Cô ta nhìn ông lão, mặc dù đang cười, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Lão già, cô ta bảo các người lui xuống là đang cứu các người đó. Ông cũng không xem thử xem đang ở tình cảnh gì. Một đám người như kiến hôi các ông mà cũng dám đến đây đùa giỡn, nghĩ kiểu gì vậy chứ? Ông lão đó thốt lên giận dữ, nghĩ kiểu gì vậy? Các người đều là nền văn minh cao cấp, còn bọn ta là nền văn minh bậc thấp, con đường đi lên đều bị các người chặn lại. Bây giờ không dễ dàng gì mới xuất hiện một cơ hội ngàn năm có một, các người lại muốn ngăn bọn ta lại để độc chiếm cho riêng mình. Các người có thể đừng vô liêm sỉ như vậy được không? Thương Hồng Y khẽ nheo mắt lại, sát tâm đã động. Nhưng ông lão lại không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên nói, muốn giết ta sao? Vậy cô phải hỏi các huynh đệ đằng sau ta xem họ có đồng ý không đã? Dứt lời, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Số lượng lên tới hơn hàng trăm nghìn người, cường giả cấp bậc nào cũng có, ngay cả cường giả ở cấp bậc cảnh giới thánh giả cũng có. Hiển nhiên những nền văn minh bậc thấp này biết bản thân không thể chống lại cựu thổ và mấy đại tiên vực, vì vậy họ chọn cách liên thủ lại. Không so được chất lượng, vậy thì so số lượng. Lúc này, Thương Hồng Y đột nhiên vung tay áo lên. Soạt! Ông lão cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì đầu của ông ta đã bay ra vạn trượng. Một khoảng yên tĩnh. Mấy trăm nghìn cường giả nhìn cơ thể của ông lão vẫn còn đang phun máu, ai nấy giống như bức tượng gỗ. Thương Hồng Y nhìn mấy trăm nghìn cường giả đó, trong đó có một người đàn ông trung niên run giọng nói, cô nương đừng hiểu lầm, bọn ta không phải là huynh đệ của lão ta. Dứt lời, mấy trăm nghìn người ồ ạt tản đi. Thương Hồng Y phủi tay, sau đó cô ta nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích. Diệp Quân không để ý tới cô ta. Mà nhìn sang bên cạnh. Ở bên phải cách đó vài trăm trượng, có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng đó. Sau lưng ông ta còn có 20 tên áo đen. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông đeo mặt nạ khẽ gật đầu với hắn, trong mắt có ý cười. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bên trái, ở đó có một ông lão lưng gù chống gậy đang đứng đó, thoạt nhìn trông vô cùng già nua. Những người còn dám ở lại đây tất nhiên đều không phải là người bình thường. Thương Hồng Y đột nhiên cười nói, chư vị, nếu muốn bước vào tinh vực tổ thì phải giải quyết vị kia trước đã.
Dứt lời, cô ta nhìn về phía khuyết chiến ở cách đó không xa. Người giữ ấn. Mấy người họ đồng loạt nhìn về phía khuyết chiến. Lúc này, khuyết chiến bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Một bước này dẫm xuống, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao trùm bốn phía. Cảnh giới của tất cả bọn họ trực tiếp bị chấn áp. Mà chính vào lúc này, sắc mặt Thương Hồng Y đột nhiên thay đổi, bởi vì có một thanh kiếm chém tới trước mặt cô ta mà không có một tiếng động nào. Xoẹt! Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay ra ngoài. Một cột máu tươi phun ra. Cảnh tượng xảy ra quá bất ngờ khiến ai nấy đều kinh ngạc, sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân. Người xuất kiếm chính là Diệp Quân. Cảnh giới của hắn không hề bị trấn áp. Mọi người vừa lo sợ vừa nghi ngờ. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu kiếm ẩn thân, chiêu kiếm này hắn dung hợp với thuật ẩn thân của Tháp Gia, có thể xuất ra mà không có một tiếng động nào, không ai có thể phát hiện ra. Lần đầu tiên hắn sử dụng thành công rồi, hiệu quả thực sự quá tốt, vượt qua dự đoán của hắn, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút vui mừng nào. Bởi vì người phụ nữ này không phải là bản thể, lại là một phân thân khác. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân bút đại đạo ở phía xa xa, chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu sẽ không giết ta đấy chứ. Diệp Quân mỉm cười nói, ông có thể sống được ba đời thì làm sao ta có thể giết chết ông được chứ. Chủ nhân bút đại đạo cười ha ha, cậu yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Ta không làm được mấy việc như ỷ lớn ăn hiếp nhỏ đâu. Diệp Quân nói, con người ông thật biết giả nhân giả nghĩa. Nếu không phải cha ta và cô ta vẫn còn thì ông nói câu này, có lẽ còn khiến ta cảm động một chút. Chủ nhân bút đại đạo cũng không tức giận, cười đáp, thực ra làm đời thứ ba cũng rất tốt, lãng phí nhiều tâm tư như vậy để làm gì. Diệp Quân đột nhiên nói, ta hỏi ông một việc, ông có thể thành thật trả lời ta được không? Chủ nhân bút đại đạo nói, cậu hỏi đi. Diệp Quân hỏi, nền văn minh tổ là nền văn minh thủy tổ của vũ trụ có thể quan sát được này sao? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân tiếp tục hỏi, nền văn minh thủy tổ này đến từ đâu? Lần này chủ nhân bút đại đạo không trả lời. Diệp Quân cười nói, điều mà ta muốn hỏi là, vũ trụ này rộng lớn vô tận, địa bàn cũng lớn như vậy, tại sao ông cứ đuổi theo để chỉ ta như âm hồn bất tán thế? Chẳng lẽ ngoài kia không có thiên tài, không có người trật tự nào nữa sao? Ông có thể đi trị người khác được không? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vấn đề này ta chỉ có thể trả lời cậu một nửa. Diệp Quân gật đầu, rửa tai lắng nghe. Chủ nhân bút đại đạo nói, bởi vì cậu còn đáng sợ hơn cha cậu xây dựng thư viện chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa một chút, muốn chứng minh bản thân mình với cha của ông ấy. Từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ thực sự muốn thành lập một trật tự, nhưng cậu thì khác, cậu là một người trật tự chân chính. Mặc dù cậu vẫn còn non nớt, nhưng tấm lòng của cậu rất lớn, lớn hơn cả ông nội của cậu. Ai cũng không thể tưởng tượng được có một ngày toàn bộ vũ trụ đều kính ngưỡng cậu. Nếu tất cả con người trên toàn vũ trụ này đều kính ngưỡng cậu hơn nữa còn là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất. Nói đến đây, ông ta lắc đầu cười, trường hợp đó, ngay cả ta cũng không dám nghĩ tới. Diệp Quân nhìn thẳng vào chủ nhân bút đại đạo, ông không muốn ta thống nhất toàn bộ vũ trụ, hay là không muốn trong toàn bộ vũ trụ này có một người bất khả chiến bại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân. Trong vũ trụ, có thể có những người bất khả chiến bại giống như mấy người cô của cậu, nhưng không thể có người lấy tín ngưỡng làm nền móng để bất khả chiến bại. Vũ trụ rất đa dạng, thống nhất chính là thảm họa lớn, đặc biệt là với người còn không phải dựa vào thực lực của mình để thống nhất toàn bộ con người trong vũ trụ như cậu. Cậu đừng nói khuất phục vũ trụ của người khác, bởi cậu đến ngay cả bản thân cũng không khuất phục nổi, hơn nữa. Nói đến đây, ông ta khẽ lắc đầu, kiểu tư duy hiện tại của cậu vẫn chỉ là người. Chỉ biết đứng dưới góc độ của nhân loại mà nhìn nhận sự việc, vũ trụ. Nhưng cậu có biết, vũ trụ không chỉ có người, mà còn có rất nhiều sinh linh khác. Không đúng. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chủ nhân bút đại đạo, những vấn đề mà ông nói quả thực cũng là một loại vấn đề, nhưng ông không nói vào trọng tâm. Ông muốn ta rơi vào sự hoài nghi của bản thân, đánh tan đạo tâm của ta, lý do thực sự hẳn là, chủ nhân bút đại đạo ông đây bây giờ đang là người được lợi. Những việc mà ta làm ảnh hưởng đến lợi ích của ông, thân phận của ông tuyệt đối không đơn giản chỉ là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nheo mắt lại. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân,
trong đôi mắt đẹp đẽ hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước giờ Diệp Quân luôn nghi ngờ chuyện chủ nhân bút đại đạo cứ nhằm vào hắn. Vô lý thật! Mình không thù không oán với người ta, sao tên này lại như âm hồn bất tán nhằm vào mình nhỉ? Vì chính nghĩa sao? Không đúng! Chủ nhân bút đại đạo không phải là thánh, chắc chắn không làm điều đó vì cái gọi là công lý. Hơn nữa Diệp Quân hắn không muốn hy sinh cho tất cả chúng sinh, hắn chỉ muốn thiết lập trật tự mà thôi, ngược lại sẽ có lợi cho tất cả chúng sinh. Hơn nữa, lúc đầu tổ đạo tế chúng sinh, người này không những không ngăn cản được mà còn giúp đỡ y. Có thể thấy người này nhắm vào hắn không phải là cái gọi là chính nghĩa. Không vì chính nghĩa, cũng không có thù, vậy thì chỉ có một lời giải thích. Lợi ích. Trật tự mà Diệp Quân muốn thiết lập sẽ tổn hại đến lợi ích của chủ nhân bút đại đạo. Nói cách khác, chủ nhân bút đại đạo chắc chắn còn có một thân phận khác, một thân phận cuối cùng vượt qua nền văn minh hiện tại. Mọi chuyện đều đã rõ. Chủ nhân bút đại đạo bỗng bật cười, cậu thông minh giống cha cậu vậy. Diệp Quân quay sang nhìn Toại Cổ Kim ở một bên, Toại cô nương, tiếp theo để cô giải quyết đấy. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, cô ta nhìn chủ nhân bút đại đạo, trước tiên hợp tác đi vào tinh vực tổ. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn sang phải. Thời không nơi đó bỗng nứt ra, sau đó Thương Hồng Y chậm rãi bước ra. Cô ta vừa bước ra, ánh mắt sắc như kiếm nhìn sang Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nói, đã từng nói với ngươi rồi, đừng khinh địch mà ngươi lại không nghe, bây giờ chịu thiệt rồi nhỉ. Thương Hồng Y thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Khuyết Chiến ở đằng xa, muốn đi vào tinh vực tổ thì phải hợp tác giải quyết người này. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Khuyết Chiến. Nói rồi cô ta xòe lòng bàn tay ra, hàng tỷ đại đạo lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát cô ta đã phá được sức mạnh bí ẩn của Khuyết Chiến, khôi phục cảnh giới của mình. Ở một bên khác, bàn tay phải giấu trong ống tay áo của người đeo mặt nạ hơi xoay chuyển, một dấu ấn xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, dấu ấn hơi rung lên, tu vi của ông ta lập tức được khôi phục. Ông lão mặc đồ xám tay cầm gậy nện nhẹ xuống đất, tu vi của ông ta cũng hồi phục. Chỉ có Toại Cổ Kim không có động tác gì. Thương Hồng Y nhìn Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tu vi của ta có hồi phục hay không cũng vô dụng. Diệp Quân đi đến cạnh cô ta, mỉm cười nói, ta bảo vệ cô. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Thương Hồng Y nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói rồi cô ta bỗng lật tay phải với Khuyết Chiến, hàng vạn đại đạo ngưng tụ thành chữ đạo lao thẳng đến chỗ Khuyết Chiến. Đòn tấn công này cực kỳ đáng sợ. Cả tinh hà bị hất tung lên. Gần như cùng lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ ở đằng xa cũng biến mất khỏi đó, tốc độ nhanh đến mức kéo từng tàn ảnh chồng chéo nhau lên, bất cứ nơi nào ông ta đi qua, thời không đều bị xé nát như một tờ giấy. Ông lão đồ xám cầm gậy gõ nhẹ vào Khuyết Chiến, lúc này khu vực chỗ Khuyết Chiến đột nhiên bốc cháy, chỉ trong tích tắc Khuyết Chiến bị nhấn chìm trong biển lửa. Đúng lúc này, một tia sáng đồng bỗng phun ra đằng xa. Một luồng sức mạnh bá đạo xẹt qua, chữ đạo trên đầu ông ta vỡ tan, sau đó những ngọn lửa hừng hực xung quanh người ông ta lập tức bị dập tắt rồi biến mất không dấu vết, một tàn ảnh liên tục lùi về sau đến tận mấy chục vạn trượng mới dừng lại, chính là người đàn ông đeo mặt nạ. Sức mạnh đó không hề dừng lại mà thoáng chốc đã lan đến trước mặt Diệp Quân và Toại Cổ Kim, Diệp Quân đi tới trước mặt Toại Cổ Kim, vung tay áo lên, một tia kiếm ý phun ra như thủy triều chặn hết toàn bộ sức mạnh còn lại. Mọi người đều nhìn về phía xa, Khuyết Chiến tay cầm cây thương dài màu cổ đồng như một chiến thần. Thương Hồng Y híp mắt, tay phải dần siết chặt, lúc sắp ra tay lần nữa thì Diệp Quân bỗng nói, để ta nói chuyện với ông ta. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân, chế giễu, nói chuyện gì? Lãng phí thời gian thôi. Diệp Quân nhìn Thương Hồng Y, cô còn lải nhải với ta gọi ông nội đánh chết cô đấy. Thương Hồng Y nổi giận, ta sợ ông nội ngươi à? Nực cười. Nói rồi cô ta định ra tay, chủ nhân bút đại đạo ở một bên nói đi, cô để hắn nói chuyện đi. Thương Hồng Y tức đến mức ngực phập phồng. Diệp Quân đưa kiếm Thanh Huyên cho Toại Cổ Kim biết hắn có ý gì, im lặng một hồi rồi nhận lấy kiếm Thanh Huyên. Bây giờ cô ta không có tu vi, có kiếm Thanh Huyên trong tay mới có khả năng tự bảo vệ. Diệp Quân đi đến trước mặt Khuyết Chiến không ra tay với hắn mà chỉ nhìn hắn. Diệp Quân mỉm cười nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khuyết Chiến nói, ngươi cũng muốn vào trong. Diệp Quân gật đầu, ừ. Khuyết Chiến nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân nói, ông biết đấy,
ông không ngăn được họ. Khuyết Chiến nói, trách nhiệm của ta là bảo vệ thần ấn chủ chung. Diệp Quân nói, phải, trách nhiệm của ông là bảo vệ thần ấn chủ chung chứ không phải là tinh vực tổ. Khuyết Chiến không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, nền văn minh tổ đã biến mất rồi, lẽ nào ông không muốn biết tại sao nó lại biến mất sao? Khuyết Chiến nhìn Diệp Quân, có đôi lúc sự thật lại rất tàn khốc, không biết vẫn tốt hơn. Diệp Quân cười nói, ông đã khôi phục vài ký ức rồi, đúng chứ? Khuyết Chiến gật đầu, khôi phục rất nhiều rồi, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện. Diệp Quân nói, ông không để bọn ta vào là vì tốt cho bọn ta. Khuyết Chiến lại gật đầu. Diệp Quân chỉ vào chủ nhân bút đại đạo đó, ông đánh lại ông ta không? Khuyết Chiến nhìn chủ nhân bút đại đạo, lắc đầu, ta không thể đánh thắng được hai người trong số các ngươi, ông ta là một trong đó. Diệp Quân cười nói, còn một người nữa lẽ nào là ta sao? Khuyết Chiến nói, mặt ngươi dày thật đấy. Diệp Quân bật cười. Chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới có thể xem lãnh vực của Khuyết Chiến là không khí. Diệp Quân nghiêm túc nói, Khuyết Chiến, đi thôi. Đi qua những ngày tháng ông từng nghĩ. Khuyết Chiến lắc đầu, ta có trách nhiệm của ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản các ngươi vào trong, ai trở thành chủ chung của vũ trụ, ta sẽ trung thành với người đó. Lúc nói câu này, ông ta đã rút khỏi lãnh vực, tất cả mọi người ở đó đều có thể nghe thấy. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Khuyết Chiến bỗng nói, ngươi vào trước. Diệp Quân dừng bước, xoay người lại nhìn Khuyết Chiến, tại sao? Khuyết Chiến nhìn Diệp Quân, ngươi không muốn ta chết, ta phải cảm ơn ngươi. Diệp Quân mỉm cười, sau đó quay người lại nhìn Toại Cổ Kim, chúng ta vào trước thôi. Toại Cổ Kim đi đến cạnh hắn, Diệp Quân chắp tay lại với Khuyết Chiến, cảm ơn. Nói xong họ đi về phía giọt nước. Hai người đi đến gần giọt nước đó, nhìn ở khoảng cách gần, giọt nước đó trong suốt thật, không có gì đặc biệt cả, chỉ là một giọt nước mà thôi. Nhưng không ai ngờ được rằng trong một giọt nước cực kỳ bình thường thế này lại có một nền văn minh vô cùng đáng sợ. Nền văn minh tổ. Diệp Quân quay sang nhìn Khuyết Chiến, Khuyết Chiến, làm sao mới có thể vào trong? Khuyết Chiến nói, tiến lên thêm một bước nữa là được. Diệp Quân kéo Toại Cổ Kim tiến lên một bước, sau đó hai người biến mất khỏi đó. Khi xuất hiện lại lần nữa, Diệp Quân và Toại Cổ Kim đã đến một tinh không này vô cùng rộng lớn, cách trước mặt họ mấy vạn trượng có một đại điện cực kỳ uy nghiêm, đại điện đó trải dài trong tinh không, rộng không thấy đáy. Diệp Quân khẽ nói, đây chính là thần điện chủ chung. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân cười nói, không ngờ lại đến đây nhanh như thế. Toại Cổ Kim quay sang nhìn Diệp Quân, ngươi không muốn đến đây sớm một chút à? Diệp Quân gật đầu. Toại Cổ Kim hỏi, tại sao? Diệp Quân mỉm cười không nói gì. Lúc này, mấy người Thương Hồng Y cũng từ phía sau đi tới, chủ nhân bút đại đạo cũng có mặt, ông ta nhìn thần điện chủ chung, nở một nụ cười kỳ lạ. Diệp Quân nói, vẫn chưa đến đủ nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, sao tên nhóc cậu lại gấp gáp muốn quyết chiến thế hả? Diệp Quân cười nói, chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cũng đúng, vậy chúng ta ngả bài đi, các ngươi trước hay là bọn ta trước? Diệp Quân quay sang nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, nếu đã thế thì bọn ta trước vậy. Nói rồi cô ta xòe lòng bàn tay ra, một tia sáng chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay, sau khi vầng sáng chạm tới bầu trời lập tức mở rộng ra gấp mấy vạn lần, một vầng sáng cực lớn treo lơ lửng trên tinh không. Sau đó từng luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ nó. Người dẫn đầu là Khư Nguyên của nền văn minh cựu thổ và Lý Thần của nền văn minh vĩnh sinh, phía sau họ là 1.9.000 cường giả đỉnh cấp. Thấp nhất trong đó đều là cảnh giới đế chủ, mà cảnh giới bất hủ đế chủ lại có 109 người, cảnh giới vực chủ cũng có 12 người. Toàn là người xuất sắc. Dưới chân họ đều có một vòng sáng màu vàng, được vòng sáng màu vàng hỗ trợ, khí tức của họ liên tục mạnh hơn. Thần trận cựu thổ. Đây là một địa trận do 3 nền văn minh lớn hợp tác nghiên cứu tạo ra, một khi trận pháp này được khởi động thì có thể cưỡng ép tăng một cảnh giới của người trong trận pháp. Không chỉ vậy, có thể nhìn thấy cựu thổ ở phía xa từ đằng sau, lúc này vũ khí đại sát nền văn minh siêu cấp của 3 nền văn minh lớn cựu thổ đã sẵn sàng, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong nền văn minh Toại Minh,
ba cây thần đã bao phủ toàn bộ cựu thổ, chúng tản ra khí tức mạnh mẽ đi vào đây theo trận pháp ánh sáng thời không, không ngừng gia tăng sức mạnh của các cường giả ở trong này. Được thần trận cựu thổ và ba cây thần hỗ trợ, sức chiến đấu của những cường giả ở đó lại đã được tăng lên rất nhiều, có thể nói nếu bây giờ bất kỳ ai trong số họ được đặt bên ngoài thì đều là những tồn tại bất khả chiến bại với cùng cấp bậc. Trong khu vực nền văn minh vĩnh sinh, từng chùm sáng xanh pha lê bí ẩn bay lên trời, chỉ trong thoáng chốc đã đến trước thần điện chủ chung, trong mỗi chùm sáng xanh pha lê có một cường giả mặc cơ giáp cấp vực chủ, có hơn hàng ngàn cơ giáp, hơn nữa những cơ giáp này được trang bị với tinh thể vĩnh động của nền văn minh vĩnh sinh. Nền văn minh vĩnh sinh có thể gọi là lấy hết vốn của mình ra rồi. Vốn của nền văn minh cựu thổ là một cuốn sách cổ màu đen. Sách cựu thần. Bên trong chứa pháp tắc cựu thần của thủy tổ nền văn minh của nền văn minh cựu thổ, khi nó xuất hiện, đám người Thương Hồng Y đã bị ép áp chế xuống một cảnh giới. Thấy đạo áp chế một cảnh giới. Khi ba nền văn minh lớn hợp tác, trong bỉ ngạn thánh mẫu của nền văn minh Toại Minh cũng chứa đựng pháp tắc này, nó được mượn từ trong sách cựu thần, nhưng kém xa sách cựu thần. Trừ khi đạo của ngươi cao hơn cựu thần, nếu không ngươi nhìn thấy sách này thì đạo sẽ bị áp chế xuống một cảnh giới. Tất cả những người xuất sắc của ba nền văn minh lớn đều lấy hết át chủ bài của mình ra. Vẫn chưa kết thúc, vực chủ của bốn tiên vực lớn cũng dẫn theo cường giả của họ xuất hiện ở đó, vì là quan hệ liên minh nên các cường giả mà họ dẫn theo cũng có được thần trận cựu thổ và ba cây thần lớn của nền văn minh Toại Minh. Với hiện tại, trận pháp này đã nghiền ép được bên Thương Hồng Y. Thương Hồng Y chỉ bật cười, lợi hại, ngươi thế mà lại thuyết phục được hai nền văn minh còn lại, phải nói là ngươi có bản lĩnh. Nói đến đây cô ta đổi chủ đề, cười nói, bên ta cũng có ba trợ thủ, khá quen với các ngươi. Vừa dứt lời, thời không cách đó không xa phía sau cô ta bỗng nứt ra, hai nam một nữ chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy ba người đó, sắc mặt của rất nhiều cường giả của ba nền văn minh lớn bỗng thay đổi. Ba người này đều là văn minh chủ của ba nền văn minh lớn ngày nay. Chẳng phải họ đã biến mất nhiều năm rồi sao? Sau khi ba người xuất hiện, từng luồng khí tức đáng sợ lan ra xung quanh, trấn áp mọi thứ. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân chằm chằm, cười khẩy, người có biết tại sao suốt thời gian qua ta không có hành động gì không? Bởi vì các văn minh chủ của ba nền văn minh lớn đã hợp tác với ta để cách chức ta. Ngươi thật ngu ngốc, khiến ta cảm thấy buồn cười. Ngươi lại uy hiếp ta là ngươi sẽ gọi ông nội ngươi nữa, đúng là ngu ngốc, ngươi nghĩ ông nội ngươi có thể đánh bại ba cường giả cảnh giới văn minh chủ sao? Lời của Thương Hồng Y khiến chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, hỏi lại, ngươi bớt lắm lời đi được không? Mà Thương Hồng Y thì vẫn kiêng kỵ ông ta nên chỉ hừ một tiếng chứ không dám mạnh miệng. Cô ta liếc sang Diệp Quân, đang định mở miệng thì nhận ra điều gì mà biến sắc, quay phát sang Toại Cổ Kim, sao có thể? Sao lại thế được? Ánh mắt Thương Hồng Y dần trở nên khó tin. Sự xuất hiện của những người đứng đầu ba nền văn minh cựu thổ khiến Diệp Quân sầm mặt, nhưng sau đó cũng ngạc nhiên không kém gì Thương Hồng Y. Bởi vì Khưu Nguyên, Lý Thần và những trưởng lão nòng cốt khác không tỏ vẻ gì khi nhìn thấy ba người kia, giống như đã biết trước từ sớm. Diệp Quân cũng nhìn Toại Cổ Kim, nửa khiếp sợ nửa bất ngờ, sau đó hiểu ra. Khi cả hai nói chuyện về ba người này, Toại Cổ Kim đã nói họ rất lâu rồi không xuất hiện. Mà trên đời này làm gì có tay nào làm phó mà không muốn thăng chức đâu. Có thể thấy Toại Cổ Kim đã thành công thuyết phục được người đứng thứ hai trong ba nền văn minh. Nòng cốt của ba nền văn minh không phải là người đứng đầu mà là thủy tổ của văn minh, cái sau không thể thay thế, cái trước thì có thể. Những cường giả đi theo họ đều do một tay họ cất nhắc bồi dưỡng, không cần nói cũng biết nghe theo ai. Ai cho quyền lợi? Ta theo người đó. Toại Cổ Kim thản nhìn đáp lại ánh mắt của Thương Hồng Y. Sắc mặt Thương Hồng Y trở nên khó coi. Cứ tưởng một chiêu này của mình đã có thể giải quyết triệt để, nào ngờ người này lại kêu gọi cấp dưới đầu hàng. Một khi thuộc hạ không phục chủ thì ba người kia chẳng khác gì ba con bù nhìn. Mà bọn họ cũng nhận ra điều này. Người đứng đầu cựu thổ chậm rãi bước ra, nói với Khưu Nguyên, nhiều năm không gặp, người cũng đã to gan đến thế này à? Và thả ra uy áp đáng sợ. Khưu Nguyên không nao núng đi tới, dùng khí tức cảnh giới vực chủ ngăn cản lại, không hề khách khí mà đáp. Loại người mấy chục ngàn năm không quan tâm đến văn minh cựu thổ thì làm sao xứng đáng dẫn dắt chúng ta? Đối phương nheo mắt, tự tìm chết. Ông ta bất ngờ tung cú đấm,
quyền mang như con rồng hung hãn ập về phía Khư Nguyên, quét sạch hết thảy trên đường đi. Rõ ràng là muốn giết chết Khư Nguyên để giành lại quyền khống chế. Khư Nguyên hiểu rõ đồng thời cũng không sợ vì đã có thần thần cựu thổ và thần thụ của ba văn minh hỗ trợ cho. Ông ta giẫm mạnh chân phải, lao tới như một viên đạn đại bác tông thẳng vào người đứng đầu cựu thổ, làm quyền mang vỡ nát. Đối phương cũng vung tay đánh ra. Quỳnh! Quyền mang bùng nổ. Hai bên thối lui. Khư Nguyên phấn khích vô cùng khi nhận ra người kia đã không làm gì được ông ta. Trước đó vẫn còn có tí lo lắng, bởi nếu đánh không lại thì đúng là vạn kiếp bất phục. Trong thế giới võ giả thì nói chuyện bằng sức mạnh, mà giờ đây ông ta đã chứng minh với mọi người rằng mình không hề thua kém người đứng đầu cựu thổ. Đã có thể quanh mình chính đại mà thâu tóm toàn bộ văn minh cựu thổ rồi. Ngược lại, người bên kia kém sắc hẳn khi nhận ra Khư Nguyên đã đạt đến trình độ này, cũng nhận ra bản thân đã không còn quyền lực gì ở cựu thổ nữa. Như nghĩ đến điều gì, ông ta cười nhạt nói với Toại Cổ Kim, đúng là cao tay, Toại các chủ. Hai người đứng đầu còn lại cũng nhìn theo, không hiểu vì sao Toại Cổ Kim lại kêu gọi thuộc hạ của họ đầu hàng được. Cô ta làm cách nào? Toại Cổ Kim xem cả ba như không khí, nói với Thương Hồng Y, người hẳn là vẫn còn giấu chiêu. Thương Hồng Y cười, người đúng là tinh mắt, nhưng... Một tia kiếm quang bay tới làm cô ta biến sắc. Thương Hồng Y vung tay gọi một lá chắn vô hình xuất hiện. Quỳnh! Nhưng vẫn lui lại mấy trăm trượng. Những người khác nhìn về phía người vừa ra tay. Là Diệp Quân. Một chiêu này của hắn lại còn im lặng không một tiếng động, đến cả cảnh giới vực chủ còn khó phát hiện thì nói gì đến bất hủ đế chủ, làm ai cũng hoảng sợ không thôi. Thương Hồng Y quắc mắt, người muốn. Tia kiếm quang thứ hai bổ tới. Thương Hồng Y vừa giận vừa sợ trước đường kiếm này. Cô ta không tài nào bắt được nó, chỉ có thể dựa vào bản năng để chắp vá. Cô ta siết tay, gọi đại đạo ngưng tụ trong cơ thể. Dầm! Kiếm quang kia bổ vào cổ họng khiến cô ta bay đi trăm trượng. Đưa tay lên chạm vào cổ, chỉ thấy đã có một vết chém đang rỉ máu. Thương Hồng Y lập tức tỏ ra nghiêm túc. Sức mạnh của Diệp Quân đã hơn lúc trước rất nhiều, không còn là con kiến trong mắt cô ta nữa. Diệp Quân, thử vài chiêu không? Sau hôm nay e là cô chẳng còn cơ hội nữa đâu. Thương Hồng Y vừa mở miệng thì nghe một giọng nói vang lên phía sau, để ta. Cô ta quay lại, thấy người đàn ông đeo mặt nạ đi tới. Người này hỏi Diệp Quân, chúng ta thử vài chiêu, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Diệp Quân, được. Người mặt nạ bước tới, tạo ra một cái vực bao trùm lấy bản thân và Diệp Quân. Bên trong có tỷ tỷ ngôi sao, mà y thì dần nhòe đi như một lần khói. Các cường giả vực chủ thấy vậy thì biến sắc. Họ không cảm nhận được y nữa, vì y đã không còn ở trong đại đạo mà đang bước đi trên đại đạo của vũ trụ khả kiến. Ai cũng cho rằng cảnh giới vực chủ đã nằm trên đại đạo, thật ra thì chỉ có thể ngang hàng với đại đạo của vũ trụ khả kiến mà thôi, chưa được tính là hoàn toàn rời khỏi đại đạo, vẫn còn bị hạn chế. Nhưng người mặt nạ này đã làm được. Y là ai? Đây là câu hỏi số một. Chỉ thấy Diệp Quân rút kiếm. Hắn dùng trật tự thay cho Thanh Huyền, kiếm quang phá không như sấm, chớp mắt đã tiếp cận mục tiêu, sau đó bay xuyên qua cơ thể người mặt nạ. Chém trật. Diệp Quân nhíu mày. Người mặt nạ mỉm cười, chiêu này là đại đạo chi ngoại. Chỉ có thể lấy đại đạo của vũ trụ khả kiến chứ không tính toàn vũ trụ được. Ta chưa từng dùng với ai bao giờ, ngươi phải cẩn thận đấy. Diệp Quân cười, được thôi. Người mặt nạ vươn tay đẩy tới. Hàng tỷ ngôi sao theo đó hạ xuống như thác đổ, cái sau mạnh hơn cái trước, một cái đều mang theo một đại đạo. Khống chế vạn đạo. Đây mới thật sự là điều khiển hàng tỷ đại đạo của vũ trụ khả kiến. Các cường giả vực chủ đanh mặt khi nhận ra người này vừa tung ra đại chiêu. Diệp Quân nhắm mắt, vung tay gọi kiếm ý trật tự phóng lên cao. Sức mạnh tín ngưỡng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó ở cựu thổ, mà nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Sự xuất hiện của nó khiến người khác biến sắc. Kiếm thế ngập trời quét ngang tinh hà, bao trùm tất cả đến nghẹt thở. Không thăm dò, không ngươi tới ta đi, Diệp Quân cũng sử dụng con bài mạnh nhất của mình. Sức mạnh trật tự vô tận hóa thành kiếm quang bay vút lên, đối đầu với những ngôi sao đang rơi xuống. Quỳnh! Nơi người mặt nạ và Diệp Quân đang đứng bùng nổ trong làn sóng năng lượng hủy diệt như mấy triệu ngọn núi lửa cùng phun trào sau một vạn năm. Ai nấy đều biến sắc.
các cường giả vội vàng ra tay ngăn chặn sóng xung kích. Toại cổ kim không nhúc nhích, đã có tiểu tháp và kiếm thanh huyền thay cô ta cản lại tất cả. Thương Hồng Y nhìn về nơi đó với vẻ nghiêm trọng, sức mạnh tín ngưỡng của tên Diệp Quân đã mạnh hơn mấy chục lần so với trước đó. Sao lại nhanh như thế được? Thương Hồng Y ôm lòng hoài nghi, nhưng thấy Toại cổ kim vẫn bình chân như vậy, cô ta bèn cảm thấy bất an. U, tiếng kiếm minh vang lên lảnh lót, mọi người nhìn lại, thấy kiếm quang mang theo sức mạnh tín ngưỡng bay lên cao, lại còn kẹp ba loại huyết mạch. Chúng nó khiến những ngôi sao cũng không chịu được mà vỡ tan như pháo bông rực rỡ. Tiếng nổ vang lên, tất cả hóa thành cho bụi, người mặt nạ bị đánh trở về thời không hiện hữu, nằm vật ra với khóe miệng trào máu. Diệp Quân cũng trọng thương ói máu, mặt như tờ giấy. Hắn đi tới gần người kia, vươn tay ôm lấy y. Người mặt nạ lập tức cười, vẫn không đánh lại ngươi. Rồi lại hỏi, nhận ra ta khi nào? Diệp Quân, ngay từ đầu. Người mặt nạ, ta đã dùng cách che giấu do sư phụ dạy, làm sao ngươi vẫn nhìn ra nhỉ? Diệp Quân, vì chúng ta là huynh đệ mà. Người kia cười cười bỏ dậy. Chiếc mặt nạ biến mất, đằng sau là một gương mặt quen thuộc. Diệp Khải. Huynh đệ. Diệp Khải tuét miệng cười, ta vẫn không đánh lại huynh rồi. Trước đó y đi theo chủ nhân Bút Đại Đạo, dốc lòng tu luyện với mục tiêu là ngày nào đó sẽ có thể quanh minh chính đại đánh tay đôi với Diệp Quân. Không nhất thiết phải phân thắng thua, chỉ là đánh một trận đã đời mà thôi. Sâu trong lòng, y vẫn luôn muốn chứng minh cho người đời biết rằng nhà bọn họ không chỉ có Diệp Quân mà còn có một Diệp Khải cũng không kém cạnh. Vì thế nên hắn không dám chảnh mảng trong tu luyện, từng đi qua những nơi hung hiểm nhất, trải qua những tình huống tuyệt vọng nhất, không chỉ một lần bồi hồi nơi cõi chết. Cuối cùng vẫn là đánh không lại. Diệp Quân lắc đầu, ta chỉ may mắn được cha mẹ dìu dắt mà thôi, còn lại không thể bằng đệ. Diệp Quân, trước kia khi còn ở tại gia tộc, khi ta còn chưa có kỳ ngộ, huynh chưa khôi phục thân phận, ta cũng đã không bằng huynh rồi. Diệp Quân cười, thật ra áp lực của ta cũng lớn lắm, cũng vì có đệ nên mới không dám lơ là tu luyện. Chắc đệ không biết chứ ta thường lén tu luyện giữa đêm vì sợ bị đệ vượt mặt đấy. Khi ấy ta chỉ nghĩ ta là thế tử, lỡ thua kém đệ rồi bị mất chức vị thì sẽ xấu hổ lắm. Diệp Khải cười khổ, ra là tu luyện ngày đêm à. Diệp Quân gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ở nhà họ Diệp thì không khỏi bật cười. Đặc biệt là những lần cùng Diệp Khải đánh lộn với tụi trẻ đồng trang lứa mấy thế gia còn lại. Tuy hắn chỉ là con nuôi nhưng không ai trong gia tộc xem hắn là người ngoài. Khi ấy hắn mơ ước những gì? Trước 10 tuổi là quét sạch mấy nhà họ Lý, Triệu, Vương. Lớn hơn chút là gia nhập thư viện Quan Huyên để trở nên mạnh hơn. Mạnh đến đâu? Hắn đã từng mơ. Trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ ở Nam Châu. Vì sao lại thế? Khi ấy hắn suy nghĩ rất đơn giản, rằng nếu có ngày gặp được cha mẹ, để họ thấy hắn trở nên xuất sắc thế nào, thì liệu họ có hối hận đã bỏ hắn lại nhà họ Diệp hay không? Thậm chí còn nghĩ đến cảnh huênh hoang đầy khí thế cho hả giận. Muốn nhận lại ta à? Nằm mơ đi. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt hối hận của cha mẹ là hắn thấy sướng rơn cả người. Nào ngờ mọi chuyện sau đó lại nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Bây giờ ngẫm lại mới thấy cuộc sống trước kia vui vẻ biết bao. Diệp Khải đứng dậy, quay lại hành lễ với chủ nhân Bút Đại Đạo, ơn dạy dỗ của sư phụ, Diệp Khải cả đời không quên, nhưng ta sẽ không để người đụng đến Diệp Quân huynh. Đối phương không giận mà còn cười, đây là việc giữa ta và hắn, không liên quan đến ngươi. Ta dạy ngươi cũng không phải là để đi đối phó hắn. Thứ kịch bản cầu huyết ấy. Sư phụ ngươi không thèm làm. Diệp Khải còn muốn nói gì thì bị ông ta ngắt lời, chuyện không phải của ngươi, tự đi mà theo đuổi cuộc đời của ngươi đi. Chủ nhân Bút Đại Đạo hỏi Diệp Quân, thấy thế nào? Diệp Quân gật đầu, nói với Diệp Khải, để đi đi, đây là chuyện giữa ta và ông ta. Diệp Khải ngang bướng lắc đầu. Diệp Quân nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, người sau vung tay truyền tống Diệp Khải đi nơi khác rồi nói. Yên tâm. Ta sẽ không hại y. Diệp Quân, ta biết. Rồi lại nói, ông tuy xấu tính nhưng ít nhất vẫn còn nhân phẩm. Ha ha ha. Chủ nhân Bút Đại Đạo phá ra cười. Diệp Quân nhìn sang Thương Hồng Y, cô ta nhíu mày. Diệp Quân nói, để ta thử xem có giết được Si Di vực chủ hay không. Nói rồi kiếm thanh huyền xuất hiện trong tay, phóng.
phóng ra một tia kiếm quang thẳng về phía Thương Hồng Y. Sức mạnh tín ngưỡng tràn ngập khiến đất trời chao đảo. Mặt Thương Hồng Y vặn lại, tung ra cú đấm bao hàm khí thức đại đạo mãnh liệt, nhưng vừa chạm vào kiếm Thanh Huyền đã tán loạn. Duỳnh! Cô ta bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Vừa dừng lại thì đã thấy tia kiếm quang khác lao tới làm đồng tử cô ta rụt lại, mặc kệ cơ thể vẫn bất ổn mà ngưng tụ đại đạo trong tay. Cú đấm này cũng bị kiếm của Diệp Quân phá vỡ, cô ta lại bay ra ngoài. Toàn thân nứt nẻ, rỉ ra máu tươi. Ai nấy đều kinh hãi. Từ khi nào mà Diệp Quân mạnh dữ vậy? Kể từ sau khi sử dụng tín ngưỡng, CG vực chủ đã không đủ lọt vào mắt hắn nữa. Diệp Quân không tấn công nữa mà hỏi, đây là bản thể của cô à? Thương Hồng Y chỉ quắc mắt chừng lại. Diệp Quân cười, chả sao. Hắn tìm Toại Cổ Kim trong đám người, cảm ơn cô, nếu không có cô thì sức mạnh tín ngưỡng của ta đã không đạt đến trình độ này. Toại Cổ Kim không đáp. Diệp Quân lại cười, nếu ta đoán đúng thì thủy tổ của ba văn minh đều có mặt nhỉ. Thủy tổ. Chỉ thấy thời không ở chân trời chuyển động, hai người đàn ông xuất hiện. Bên trái mặc áo trắng, tóc dài ngang vai, mặt mày mang nét hoang dã. Toại Cổ Thiên, thủy tổ văn minh Toại Minh. Người trung niên bên phải mặc áo giáp vàng, để tóc trắng bay tán loạn phía sau trông vô cùng phách lối. Vĩnh Sinh chủ, thủy tổ văn minh Vĩnh Sinh. Thủy tổ hai nền văn minh đã xuất hiện. Bọn họ thản nhiên nhìn Diệp Quân. Toại Cổ Thiên lên tiếng, nếu ngươi muốn tay đôi thì ta sẵn sàng phụng bồi. Khí tức của ông ta lan tràn khắp nơi, uy áp đã vượt xa cảnh giới vực chủ. Vượt rất xa. Kiếm ý trật tự Diệp Quân vừa thả ra bị nghiền nát. Đây chính là cảnh giới văn minh tổ trong truyền thuyết. Sức mạnh tối cao trong vũ trụ khả kiến bấy giờ. Những người khác như bị núi đè lên vai, không thở được. Thủy tổ văn minh. Thật là khủng khiếp. Muốn đánh à? Một giọng nói vọng tới từ xa, ta tới. Mọi người nhìn lại, thấy một cô gái trong chiếc áo đỏ đang đi đến. Là Phản Chiêu Đế. Cô ta xuất hiện cùng một luồng sức mạnh ác đạo khổng lồ, thoát cái chặn đứng khí tức của Toại Cổ Thiên. Hai bên đối đầu từ xa. Những người khác thấy Phản Chiêu Đế thì hoảng hồn. Chính là quan chấp hành đứng đầu. Cô ta đi đến trước mặt Toại Cổ Thiên và Vĩnh Sinh Chủ, hai mắt như biển máu, hai người cùng đánh cũng được. Cùng đánh. Ai nấy đều hoảng sợ. Kiêu ngạo vậy sao? Toại Cổ Thiên cười ha hả, chính ngươi nói đấy. Ông ta bước tới khiến bốn phía nhòe đi. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân một cái, thân hình nhòe đi. Họ đã đi vào khu vực chiến đấu đặc biệt. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế một cái rồi đi tới nói với Toại Cổ Kim, có vẻ như đại cục đã định. Cô ta gật đầu. Diệp Quân nắm tay kéo cô ta đi về phía thần điện chủ chung. Toại Cổ Kim không phản kháng. Thương Hồng Y nhìn theo đầy sát ý, muốn ra tay đã bị chủ nhân bút đại đạo ngăn cản. Hai người kia chậm rãi dạo bước. Diệp Quân nhìn về nơi xa, thấy một con đường sáng lấp lánh, ở hai bên là hai pho tượng một nam một nữ, ở trung tâm hơi chếch về sau là một cái ghế. Hắn bật cười, thần tọa chủ chung đấy sao? Toại Cổ Kim gật đầu, hẳn là nó. Diệp Quân, chủ chung vũ trụ, chỉ cần lấy được ghế là thành à. Toại Cổ Kim, ghế kia chứa toàn bộ truyền thừa của văn minh tổ, lấy được nó là sở hữu được. Mà trong vũ trụ khả kiến hiện nay, truyền thừa của văn minh tổ chính là vô địch. Diệp Quân gật gù, ra là thế. Toại Cổ Kim, nhưng nó còn một thứ không thuộc về vũ trụ này. Diệp Quân nhìn sang nhưng cô ta không nói nữa, hắn cũng không hỏi. Hai người nhanh chóng đi tới đại đạo thời gian. Diệp Quân nhìn xuống, thấy có vô số ánh sáng lơ lửng không rõ hình dạng. Toại Cổ Kim nhìn đại đạo không nói gì. Diệp Quân nhìn thần tọa ngày càng gần. Trông nó chẳng khác gì một cái ghế phổ thông, phía sau có gác hai thanh kiếm. Diệp Quân, cô nương có biết vì sao văn minh đạo tổ biến mất không? Toại Cổ Kim gật đầu, biết một chút. Diệp Quân nhìn sang, nghe cô ta giải thích, họ lấy đi một thứ họ không thể sở hữu. Diệp Quân gật gù. Hai người đi tới trước cái ghế. Diệp Quân dừng bước, nói với Toại Cổ Kim, ta chỉ đưa cô đến đây được thôi. Bàn tay Toại Cổ Kim trong tay hắn run lên. Lại chỉ thấy hắn cười đến là thản nhiên. Và cô ta nhận ra, người này đã biết, bèn hỏi. Từ khi nào? Diệp Quân nhẹ giọng, có thể là từ khi mới gặp, có thể là sau đó khi ở cùng nhau. Dù sao cũng không quan trọng. Vì ngay từ đầu,
Toại Cổ Kim đã không chọn hắn. Mà cô ta vẫn luôn đứng về phía chủ nhân bút đại đạo. Trong thần điện chủ chung, hai người đứng đối diện gần kề. Trên mặt Toại Cổ Kim đã không còn vẻ bình tĩnh và thong dong như khi trước, trong đôi mắt trong vắt của cô ta ngập tràn sự nghi hoặc và khiếp sợ. Thấy thế, Diệp Quân cười nói, ván cờ này không chê vào đâu được, có phải rất tò mò sao ta lại nhìn thấu được đúng không? Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân đáp, bởi vì cô quá xuất sắc. Toại Cổ Kim nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Quân mỉm cười nói, từ trước đến nay có rất ít người khiến ta khâm phục, nhưng cô là một trong số đó, nhất là sau khi đọc được quyển 10 chính sách an dân, cô cho mục khoản để quản lý vũ trụ quan huyên, lúc đó ta mới thật sự sâu sắc hiểu được bản thân mình chưa là gì cả, mà sau đó cô lại giúp ta thống trị vũ trụ quan huyên, những chuyện cô làm cho thư viện thật sự khiến ta khâm phục. Nói đến đây, hắn bỗng trở nên hưng phấn, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng, còn nữa, cô biết ta có cảm giác như thế nào khi ở chung với cô không? Ta nói rồi, ta rất thích nhìn mắt của cô, nhưng thật ra ta cũng rất sợ ánh mắt của cô, bởi vì trong đôi ngươi đó ngập tràn sự thông thái, nó có thể nhìn thấu được những động cơ đáng khinh trong lớp bọc ngoài ngây thơ của ta, thậm chí còn nhìn ra được bí mật trong tiềm thức của ta. Nhìn Diệp Quân đang hứng phấn nói chuyện như một đứa trẻ, trong cõi lòng vốn dĩ lặng yên như nước của Toại Cổ Kim lại bỗng lăn tăn gợn sóng. Diệp Quân cười nói, cô là người thông minh và lợi hại như vậy, sao lại chọn về phe ta được? Sao có thể, trật tự của ta ở trước mặt cô chỉ là thứ ấu trĩ, mà một trật tự non nớt như thế sao có thể lọt vào mắt xanh của cô? Chắc hẳn cô mang lòng kính trọng với cô của ta người tạo ra kiếm thanh huyên và thời không thần bí bên trong tiểu tháp, nhưng Diệp Quân ta thì có gì để cô kính trọng? Ta tự hỏi lòng như vậy, rồi nhận ra là không có gì cả. Cô gái trước mắt mưu trí vô song, sao có thể sinh lòng ái mộ với Diệp Quân hắn được? Cô ta càng thể hiện mình rơi vào lưới tình thì hắn càng thấy không bình thường. Ban đầu đã là một ván cờ rồi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, cô ta có hơi bất ngờ, không ngờ người đàn ông trước mặt này từ đầu đến cuối vẫn luôn tỉnh táo. Diệp Quân tiếp tục nói. Có thể người khác sẽ cho rằng cô phải nên chọn ta, vì sao? Vì cô và cha ta lợi hại như vậy, vô địch như vậy. Nhưng ta biết cô sẽ không, chắc chắn sẽ không. Toại Cổ Kim nhìn hắn, tại sao? Diệp Quân cười nói, bởi vì cô là Toại Cổ Kim, cô sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay người khác, cô muốn tự mình quyết định cuộc đời bản thân, tự bản thân làm chủ vận mệnh của mình. Nghe Diệp Quân nói vậy, trong đôi người bình tĩnh của Toại Cổ Kim bỗng dâng lên gợn sóng. Lần đầu tiên cô ta phát hiện ra mình chẳng hiểu được bao nhiêu về người đàn ông trước mắt này, nhưng hắn lại hiểu quá rõ cô ta. Cô ta cứ nhìn hắn như vậy một lúc, nếu từ đầu ngươi đã biết, vậy tại sao? Diệp Quân không trả lời vấn đề này, hắn quay đầu nhìn về phía thần tọa chủ chung, khẽ nói ta muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Bây giờ nhìn lại, ngoại trừ một lòng nhiệt huyết, ta còn cái gì khác đâu? Ta không hiểu chính trị. Cũng không biết cách cải cách, càng không biết quản lý, cũng khuyết thiếu sự quyết đoán. Thật ra cha và cô ta đã nhìn thấu những khuyết điểm này từ lâu rồi, bọn họ hiểu hết, nhưng vẫn đồng ý cho ta thử sức, còn họ thì dốc hết toàn lực để giúp đỡ ta. Nói rồi, hắn nở nụ cười, nếu như nói Diệp Quân ta có ưu điểm gì, vậy thì chắc số ta may mắn, có một cô mạnh mẽ, có một người cha tốt tính, bọn họ luôn giúp ta vững tâm. Toại Cổ Kim chậm rãi xoay người. Cô cũng nhìn thần tọa chủ chung gần trong gang tấc, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn hắn, Diệp Quân cười nói, còn nhớ lần trước khi cha ta đi đã nói gì với ta không? Ông ấy nói rằng đừng hao tâm nghĩ đây có phải ván cờ hay không, quan trọng là phải làm việc không thẹn với lòng, ông ấy đã giúp ta vững lòng. Ta biết ông ấy muốn nói cho ta biết rằng đừng quá quan tâm đến chuyện thành lập trật tự, ta nên sống theo cách mà ta thích. Phải sống là chính bản thân mình, cho thật vui vẻ và sảng khoái, quan trọng nhất là. Nói rồi, hắn nhìn Toại Cổ Kim đang đứng cạnh mình, đi cùng với cô ta thấy rất vui, vậy nên có phải là ván cờ đặt cược hay không, ta cũng không nghĩ nhiều làm gì. Toại Cổ Kim không nói gì, trong mắt cô ta đã dần bình tĩnh lại. Diệp Quân đột nhiên kéo tay cô ta đến thần tọa chủ chung trước mặt, hắn ấn vai cô ta ngồi xuống ghế. Mà khi cô ta vừa ngồi xuống, thanh kiếm sau lưng thần tọa chủ chung bỗng rung lên, sát ý khóa chặt Toại Cổ Kim, nhưng lúc chạm vào Diệp Quân thì hai luồng sát ý kia lại biến mất không thấy đâu nữa, không chỉ thế, cả hai thanh kiếm còn hơi sợ hãi.
hơi thở quen thuộc. Trên người thiếu niên này có huyết thống của người đàn ông áo trắng khi trước. Diệp Quân người nghĩ, khi đó cô với ta là muốn ngồi lên một cái ghế, ta biết cô không muốn ngồi lên thần tọa cựu thổ, mà là thần tọa chủ chung. Toại cổ kim nhìn hắn, vẫn không nói gì, cô ta bỗng nhớ đến câu nói ngày trước Diệp Quân từng nói, ta giúp cô. Lúc trước lời cô ta nói là thật, mà lời của người đàn ông này nói, cũng là thật. Diệp Quân nhìn vào mắt cô ta, cười nói, Toại cổ kim cô nương, cô giúp ta thành lập quy chế trật tự cho vũ trụ quan huyên, bây giờ ta giúp cô ngồi lên thần tọa chủ chung, giữa chúng ta không ai nợ ai. Hôm nay từ biệt, mong chúng ta đều bình an tiến lên. Nói rồi, hắn xoay người rời đi, mà trong mắt hắn lại chẳng có lấy chút lưu luyến nào. Đừng bao giờ trao tình cảm cho một người không thích ngươi, bởi vì một khi họ đã không yêu ngươi, sẽ cho người thấy họ tàn nhẫn và tuyệt tình biết bao nhiêu. Còn không bằng chó kiếm chân chủ. Nhìn bóng lưng rời đi ngày càng xa của Diệp Quân, tầm mắt của Toại Cổ Kim bắt đầu dần trở nên mơ hồ, một loại cảm xúc trước giờ chưa từng có bỗng dâng lên sâu trong lòng cô ta. Cảm xúc đó khiến cô ta nảy sinh kích động chưa từng có, cô ta đứng lên, muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng cô ta lại đè nén tâm tình của mình xuống, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định, chỉ lặng yên nhìn Diệp Quân rời đi. Sau khi Diệp Quân rời khỏi đại điện, ở phía chân trời, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở phía chân trời, cười nói, ông Thắng. Ông Thắng, nghe hắn nói thế. Đám người Khư Nguyên đều thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên bọn họ không thật sự lựa chọn Diệp Quân, bọn họ vẫn muốn đứng về phía Toại Cổ Kim. Có thể nói, trận cược hôm nay chỉ có Diệp Quân cô đơn lẻ loi một mình. Toàn bộ đều là người của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân hắn căn bản không có cơ hội thắng. Chủ nhân bút đại đạo Diệp Quân, sau đó lại nhìn Toại Cổ Kim đang làm mặt lạnh ở phía xa, tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng đành thôi, đại cục đã định. Rốt cuộc có thể lấy được thứ ở dưới thần tọa chủ chung kia rồi. Diệp Quân không để ý đám người ở xung quanh nữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào trong hư không, lúc này ở nơi chân trời chợt nứt ra, ba người xuất hiện. Là Phạn Chiêu Đế và hai vị thủy tổ. Diệp Quân chậm rãi đi đến chỗ Phạn Chiêu Đế, cô ta chỉ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân bước đến trước mặt cô ta rồi khẽ hỏi, muội là Nhất Niệm đúng không? Chỉ một thoáng. Phạn Chiêu Đế lập tức rơi nước mắt. Thấy thế, Diệp Quân đã xác thực được suy nghĩ của mình, hắn đến trước mặt Nhất Niệm rồi khẽ ôm lấy cô ta, khèn giọng nói, nha đầu ngốc. Nhất Niệm ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn ra như mưa, tướng công. Diệp Quân run giọng nói, lúc đó muội hận ta lắm đúng không? Nhất Niệm ra sức lắc đầu. Diệp Quân khẽ tách ra, lau nước mắt trên mặt cô ta rồi mỉm cười, đi thôi, chúng ta về nhà. Nhất Niệm quay đầu nhìn những cường giả xung quanh đang bao vây bọn họ, Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta đã đầu hàng rồi. Nói xong, hắn kéo Nhất Niệm đi về phía xa, mà đúng lúc này, Thương Hồng Y ở phía xa đột nhiên gằn giọng nói, đầu hàng là được à? Ngươi tưởng đây là trò đùa trẻ con chắc, nực cười. Dứt lời, cô ta lập tức hóa thành một luồng sáng rực rỡ đánh về phía Diệp Quân và Nhất Niệm. Trong mắt không hề che giấu sát ý. Từ khi giao thủ với Diệp Quân xong, cô ta đã cảm nhận được sự đáng sợ của hắn, cô ta biết rõ rằng nếu hôm nay để Diệp Quân đi thì tương lai ắt có hậu hoạn vô cùng. Phải diệt cỏ tận gốc. Thương Hồng Y đột nhiên ra tay khiến những cường giả có mặt ở đây đều bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc cũng hiểu được, trong mắt rất nhiều người đều tỏ ra ý tán thành. Thiên tài yêu nghiệt cỡ ấy nếu hôm nay không giết chết thì tương lai có thể làm gì được hắn. Có đầu hàng chịu thua cũng không được. Nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Nghĩ đến đây, có người đã nói, giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nhân lúc hắn chưa phát triển, giết hắn. Không thể thả hắn đi, hắn quá yêu nghiệt, thả hắn chẳng khác gì thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Đầu hàng là được à, đúng là buồn cười, giết hết, giết cả nhà hắn. Giết chết hắn, đánh chết hắn. Xung quanh chợt vang lên ra giả tiếng chửi rủa, rất nhiều cường giả đua nhau vọt về phía Diệp Quân và Nhất Niệm. Nhất định phải đuổi cùng giết tận. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức thay đổi, lập tức nổi giận, đệt bà. Nói rồi, ông ta định lao ra cản Thương Hồng Y, nhưng chỉ một khắc sau, vẻ mặt ông ta đã sượng lại, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Chỉ thấy đằng sau Diệp Quân và Nhất Niệm ở phía xa chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái váy trắng.
nhưng chưa dừng lại ở đó. Một giọng nói chợt vang lên từ hư không đâu đó, đầu hàng cũng không được. Còn muốn diệt cả nhà họ Dương của ta, ông đây nhường nhịn các ngươi nhiều quá rồi đúng không? Rắc, thời không bên cạnh Diệp Quân không xa đột nhiên nứt ra, sau đó có một người đàn ông mặc áo xanh chậm rãi bước ra. Gương mặt ông ấy rất lạnh lùng. Thương Hồng Y không biết cô gái váy trắng, bởi vì phân thân trước kia cô ta đã bị xóa sổ hoàn toàn, nên cô ta không nhận được lại ký ức từ phân thân đó. Thế nhưng giờ khắc này khi thấy cô gái váy trắng xuất hiện, trong lòng cô ta vẫn dâng lên một nỗi bất an, cô ta theo bản năng xoay người đi, chuyển mục tiêu sang người đàn ông áo xanh vừa bước ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, trong mắt ánh lên tia dữ tợn, đến đúng lúc lắm. Đến đúng lúc lắm. Hai người cũng giết, ba người cũng giết. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, giết xong bốn người này vẫn chưa đủ, phải tìm hiểu gốc gác của hắn rồi diệt sạch cả nhà. Trừ ác nhất định phải trừ tận gốc. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, cô ta biết người vừa xuất hiện này không hề đơn giản như vẻ ngoài, nhưng cô ta không quan tâm, bởi vì cô ta chỉ là phân thân, hơn nữa sau lưng cô ta còn có chủ nhân bút đại đạo. Cô ta biết, vào thời khắc mấu chốt, chủ nhân bút đại đạo tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô ta không sợ. Mục đích của cô ta rất đơn giản, đó là dùng phân thân này huy động mọi người cùng ra tay triệt để tiêu diệt đám người Diệp Quân này. Thấy đã có một vài cường giả cùng ra tay với mình, khóe miệng cô ta lập tức cong thành nụ cười. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều ngây dại. Dầm! Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Thương Hồng Y đang vọt thẳng đến trước mặt người đàn ông áo xanh bỗng quỳ bịch xuống đất. Hai đầu gối nứt toác. Còn những cường giả cùng lao đến kia thì đầu lìa khỏi cổ, tình cảnh vô cùng quỷ dị, thân thể bọn họ vẫn đang xông về phía trước, nhưng đầu đã bay ra sau. Mà máu tươi trong cơ thể họ bắn lên như suối, tạo thành từng cột máu chói mắt. Đất trời rơi vào tĩnh mịch. Thương Hồng Y quỳ gối trước mặt người đàn ông áo xanh, đầu óc cô ta trống rỗng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Bởi vì cô ta không biết tại sao mình lại quỳ. Sao có thể? Những cường giả chưa ra tay đứng ở xung quanh đều ngây ngốc tại chỗ. Người đàn ông áo xanh nhìn Thương Hồng Y trước mặt. Lúc này Thương Hồng Y vẫn đang quật cường không sợ nhìn thẳng vào ông ấy, bởi vì cô ta biết chủ nhân bút đại đạo ở bên cạnh chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, hơn nữa cô ta cũng chỉ là phân thân, cho dù có bị giết cũng không sao cả. Người đàn ông áo xanh nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, ông ấy đột nhiên duỗi một ngón tay về phía chân trời, sau đó ngoắc xuống. Răng rắc, chỉ thấy thời không phía chân trời đột nhiên nứt ra, một khắc sau. Một bóng người bị lôi mạnh từ bên kia thời không xuống nơi đây, rơi ầm xuống trước mặt cô ta. Người vừa bị quăng xuống kia chính là bản thể của Thương Hồng Y. Bản thể của Thương Hồng Y cứ thế bị cưỡng chế lôi một mạch từ nơi nào đó đến đây. Sau khi bản thể Thương Hồng Y xuất hiện, cô ta lập tức hoảng loạn. Bởi vì bản thể của cô ta ở cách nơi đây ít nhất phải mấy nghìn tỷ năm ánh sáng, hơn nữa còn ở một chỗ cực đặc biệt, nơi đó có kết giới phong ấn đại đạo. Cho dù là cường giả trên cảnh giới vực chủ cũng không thể làm gì được lớp phong ấn kia. Mà người đàn ông trước mắt lại bỏ qua kết giới phong ấn, cưỡng chế lôi cô ta đến nơi này. Lúc này, cô ta đã thật sự sợ hãi. Bởi vì cô ta đã chân chính ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người đàn ông trước mắt này. Người đàn ông áo xanh này có thể giết được cô ta. Thương Hồng Y vội vàng quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở phía xa, đây là hy vọng cuối cùng của cô ta. Nhìn thấy ánh mắt của Thương Hồng Y, người đàn ông áo xanh khẽ nở nụ cười khinh thường, chủ nhân bút đại đạo, ta sợ lắm. Thương Hồng Y, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo có hơi khó coi, Dương Diệp, đây là một canh bạc, ngươi. Quỳ xuống, người đàn ông áo xanh liếc chủ nhân bút đại đạo một cái. Chủ nhân bút đại đạo còn muốn nói gì đó, nhưng một thanh kiếm đã kề lên bên cổ ông ta, chiêu kiếm này là muốn ép chủ nhân bút đại đạo quỳ xuống. Dầm. Chủ nhân bút đại đạo hạ gối xuống đất. Mọi người, chủ nhân bút đại đạo giận tím mặt, cũng đâu phải là ta không chịu quỳ, dùng sức mạnh làm gì. Mọi người, nó đã nhận thua rồi. Người đàn ông áo xanh nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo, từ trước đến giờ ta rất ít nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và cháu ta. Ta với ngươi xem như cũng đã gỡ bỏ gút mắc, nhưng hôm nay ta mới nhận ra, hình như ta đã nể mặt ngươi quá rồi đúng không? Vừa dứt lời, một luồng uy thế huyết mạch vô cùng kinh khủng bỗng chốc ập xuống tất cả mọi người.
Ngoại trừ Diệp Quân, Nhất Niệm và cô gái váy trắng, tất cả mọi người đều bị uy lực của nó đè ép, buộc phải quỳ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông áo với ánh mắt tuyệt vọng, lúc này đây, trong mắt bọn họ ngoại trừ sự sợ hãi, chỉ còn lại là tuyệt vọng. Bây giờ bọn họ mới hãi hùng phát hiện ra, đứng trước uy thế của người đàn ông áo xanh này, họ chỉ là một đám run rế, không thể phản kháng được. Bao gồm cả hai vị thủy tổ kia. Bọn họ thật sự hoài nghi nhân sinh. Phải biết rằng bọn họ đã đạt đến đỉnh cao của vũ trụ hiện nay, mà bây giờ người đàn ông áo xanh xuất hiện khiến bọn họ nhận ra. Thì ra họ cũng chỉ là run rế. Sao mà chấp nhận được? Người đàn ông áo xanh nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, sát ý vô hình đã bao trùm lấy chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bỗng thấy hoảng hốt, Dương Diệp, ngươi đừng có dẫy lên. Cháu của ngươi vẫn chưa vô địch, ngươi. Thật ra ông ta sợ tên Dương Diệp khùng điên này hơn cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng thật ra còn nói chút đạo lý, còn tên điên họ Dương này sẽ làm liều thật. Không có đùa được. Người đàn ông áo xanh nhìn chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Còn chủ nhân bút đại đạo thì hoảng thật rồi. Tên này định làm càn thật. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, cũng không biết Diệp Quân nói gì với ông ấy mà ông ấy chỉ cười. Được được, ông nội không nhìn lầm cháu, không hổ là cháu của ông, ha ha. Dứt lời, ông ấy lại bỗng quay sang chủ nhân bút đại đạo, ta mà giết ngươi thì đúng là ỷ lớn hiếp yếu quá, không phù hợp với thân phận của ta. Chủ nhân bút đại đạo nghe vậy thì khóe miệng giật giật, thân phận cái lông, ai mà không biết lúc trước mi chỉ là đệ tử tạp dịch. Mặc dù trong lòng phỉ báng như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại nói khác, đúng đúng, kiếm chủ Thanh Sam vô địch thế gian. Còn chưa nói xong, ông ta đã bị một luồng sức mạnh thần bí đập cho ngã bịch xuống đất. Mặt chúi vào vũng đất cát. Chủ nhân bút đại đạo rên lên một tiếng, hận không thể tát mình một cái thật mạnh, mẹ kiếp, sao ông ta quên mất còn người phụ nữ kia ở đây nữa hả trời? Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, ông nói lại xem. Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt nói đi, chủ nhân bút đại đạo, người không nói thì ta khinh. Chủ nhân bút đại đạo. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh tất nhiên cũng không sợ, cười bảo, thiên mệnh, người khác sợ ngươi. Nhưng ta thì không. Thiên mệnh váy trắng lạnh lùng đáp, nhận đại ca xong thì phải nhịn thôi. Nụ cười trên mặt người đàn ông áo xanh lập tức tắt ngóm, sát ý dâng lên tràn ngập đất trời. Thấy hai người đối chọi gay gắt, Diệp Quân vội vàng nói, cô, ông nội, bỏ đi, nể mặt cháu nha. Hai người nhìn về phía Diệp Quân, không nói gì nữa. Diệp Quân do dự một chút, lại nói, nể mặt cháu đi mà. Người đàn ông áo xanh cười, được, nể mặt hai cha con cháu đó. Nói rồi, ông ấy xoay người nhìn Thương Hồng Y, lúc này Thương Hồng Y đã vô cảm quỳ tại chỗ. Ông ấy giơ tay tát một cái. Bốp, theo tiếng vang lanh lảnh này, cả khuôn mặt Thương Hồng Y lập tức bị tát nát bét. Mọi người, người đàn ông áo xanh hạ mắt nhìn xuống cô ta, thứ phụ nữ miệng lưỡi ti tiện. Đáng đánh, quỳ ở đây cho ta, quỳ đến khi tuổi thọ ngươi tiêu hao hết. Nói xong, ông ấy lại nhìn hai cường giả thủy tổ ở phía sau chủ nhân bút đại đạo, hai người họ thấy người đàn ông áo xanh nhìn mình thì tái mặt, một khắc sau đầu đã lìa khỏi thân. Xiết tỏng nháy mắt, người đàn ông áo xanh nhìn chủ nhân bút đại đạo, hôm nay tạm tha cho mạng chó của ngươi, nếu cháu ta lần sau đã đầu hàng rồi mà còn đuổi tận giết tuyệt thì ta cũng sẽ nhổ sạch tất cả gốc gác của ngươi đấy. Nói rồi, ông ấy lại nhìn toại cổ kim ngồi trên thần tọa chủ trung ở phía xa, vẻ mặt toại cổ kim bình tĩnh, mà ở đây ngoại trừ ba người Diệp Quân và Nhất Niệm ra, cũng chỉ có cô ta là không quỳ. Người đàn ông áo xanh đột nhiên cười to rồi nói, cháu trai, ông nội phải đi rồi. Dứt lời, ông ấy lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi cuối chân trời. Cách đó không xa, cô gái váy trắng cũng quay đầu nhìn toại cổ kim mà không nói gì. Bà ấy dẫn Diệp Quân và Nhất Niệm đi về phía xa, không bao lâu, họ đã đi khuất. Mà lúc này, những người đang quỳ kia mới chậm rãi đứng lên, trên mặt họ vẫn còn đong đầy nỗi khiếp sợ. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn vào trong trời sao xa xôi, một lát sau ông ta thu tầm mắt lại, sau đó nhìn Thương Hồng Y đang có sắc mặt vô cùng khó coi, ta đã nói với ngươi là đừng tự tiện hành động, nhưng ngươi không chịu nghe lời. Nói rồi. Ông ta như ý thức được điều gì đó mà bỗng thấy sợ hãi. Thương Hồng Y vẫn quỳ, mặt không hề cảm xúc.
Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên quay đầu nhìn Toại Cổ Kim đang ở trong thần điện chủ trung ở phía xa, ông ta nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu rồi mới nói, hay, hay lắm, ta cứ nghĩ tại sao cô ta lại nổi điên cắn loạn như thế, thì ra. Cô ta là người của ngươi, Toại Cổ Kim, hai người các ngươi diễn rất tròn vai. Thương Hồng Y là người của Toại Cổ Kim. Mọi người đều sửng sốt, đua nhau nhìn về phía Thương Hồng Y, Thương Hồng Y vẫn vô cảm như cũ. Toại Cổ Kim nhìn chủ nhân bút đại đạo mà không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cô ta, ngươi không muốn làm quân cờ, ngươi muốn thành người đánh cờ. Nực cười, ngươi cảm thấy mình có năng lực đó không? Toại Cổ Kim vẫn không nói gì, cô ta chỉ chậm rãi đứng lên, sau đó xòe tay ra. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ vũ trụ vang lên một tiếng vang đinh tai nhức óc. Chỉ thấy toàn bộ tinh cầu cựu thổ đang chậm rãi bay lên trời. Cùng lúc đó, thần điện chủ trung cũng chậm rãi bay lên trời. Cô ta muốn đưa toàn bộ cựu thổ phi thăng. Lúc này đây, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ không ngờ thực lực của Toại Cổ Kim lại kinh khủng đến thế. Chủ nhân bút đại đạo cũng có chút khiếp sợ, ông ta nhìn chòng chọc vào Toại Cổ Kim. Ta biết thực lực của ngươi không thua kém gì Bi Tâm Từ, nhưng ngươi thật sự nghĩ mình có năng lực so tay với ta. Toại Cổ Kim không nói gì. Cô ta cũng không nhìn chủ nhân bút đại đạo mà vẫn tiếp tục khởi động sức mạnh, thần điện chủ trung và cựu thổ vẫn đang tiếp tục chậm rãi bay lên. Ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo dần lạnh đi, đúng là buồn cười, người nghĩ dựa vào thực lực của mình là có thể dẫn theo toàn bộ cựu thổ đột phá giới hạn văn minh, đi đến vũ trụ chủ. Vị chủ trung của văn minh tổ năm đó mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn thất bại, ngươi. Nói đến đây, ông ta dừng lại. Bởi vì Toại Cổ Kim căn bản không thèm để ý đến ông ta. Lần này chủ nhân bút đại đạo thật sự nổi giận, ông ta chậm rãi siết tay phải lại, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bao trùm ra khắp đất trời. Chỉ là một luồng khí tức thôi đã trấn áp hết tất cả cường giả trong đất trời nơi đây. Bao gồm cả khí thế khủng bố Toại Cổ Kim đang tản ra. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, châm chọc nói, người muốn làm người đánh cờ. Ngươi cảm thấy mình có năng lực đó không? Toại Cổ Kim nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, sở dĩ ngươi muốn có thần tọa chủ trung này là vì trong nó có một quyền kinh phá bích, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo lập tức cả kinh, sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này trong mắt ông ta đã không thể che giấu sự khiếp sợ. Kinh phá bích, đó là thứ người ở nền văn minh phía dưới này biết được. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo. Kinh phá bích hoàn chỉnh có thể phá vỡ kết giới giả lập cùng thực tại, vượt qua thế giới hư cấu, trở thành người ở ngoài giới hạn. Người bày ra một trận cờ lớn như vậy, thật ra mục đích không phải là phá nát đạo tâm của Diệp Quân, mà là muốn có được kinh phá bích. Nhưng người biết nếu như không có Diệp Quân, người căn bản không thể tới gần được thần tọa chủ trung này. Sau khi khiếp sợ, chủ nhân bút đại đạo đã chấn định lại, châm chọc cô ta, chẳng phải ngươi cũng lợi dụng hắn à? Nếu như không có hắn dẫn ngươi đến trước thần tọa chủ trung này, thay ngươi gánh lấy nhân của kinh phá bích, ngươi có thể ngồi lên đó được không? Toại Cổ Kim sầm mặt lại, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, không ngờ phía trên lại có kẻ vươn tay dài đến mức này, ta cũng rất tò mò thân phận thật của ngươi. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ngươi giỏi tính toán như vậy mà, sao không đoán thử đi? Ha ha! Chủ nhân bút đại đạo bật cười, Toại Cổ Kim. Chắc ngươi quên một chuyện rồi. Tuy rằng ngươi và ta đều không phải bản thể chân chính, nhưng thực lực của ta vẫn cao hơn ngươi vô cùng, hơn nữa muốn vào vũ trụ chủ phải trải qua 3.000 kiếp đại đạo, một kiếp là một nhân quả, với thực lực của ngươi, đừng nói là 3.000 kiếp, cho dù là một kiếp ngươi cũng không chống đỡ được. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn ông ta, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào cô ta, im lặng một lúc, ông ta đột nhiên xòe tay ra, trong phút chốc. Từng luồng hơi thở đáng sợ dần hội tụ lại trong thiên địa. Lúc này, tất cả cường giả ở đây đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đứng trước cỗ khí tức này, bọn họ căn bản không hề có suy nghĩ sẽ phản kháng. Toại Cổ Kim cũng không phản kháng, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi đặt tay lên bụng mình. Chủ nhân bút đại đạo đầu tiên là ngẩn ra, một khắc sau, ông ta như ý thức được gì đó mà sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vội vàng thu tay lại. Các hơi thở khủng bố trong thiên địa lập tức thối lui như thủy triều rút nước, biển mất không thấy đâu. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Toại Cổ Kim, huyết sắc trên mặt như bị rút sạch,
trắng bệch như tờ giấy, ông ta cười gằn, giơ hai ngón tay cái lên, đỉnh đỉnh đỉnh, thật sự đỉnh, được lắm, lấy, thân, nhập cục, xoay chuyển càn khôn, từ quân cờ trở thành người đánh cờ. Ngươi thật sự quá đỉnh, lợi hại lắm. Toại cổ kim không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Trong đó có một đứa trẻ, là huyết thống của nhà họ Dương. Mẹ nhờ vào phú quý của con. Lần này, vạn kiếp cũng không dám xâm phạm cô ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.